cút xuống đi. Lục Lâm Thiên vung tay, thân hình hai người nọ như gặp phải đòn nghiêm trọng, không thể tiến thêm một bước, hai đạo quyền ấn trong tích tắc nện thẳng lên lưng hai người. Phanh phanh, hai người từ giữa không trung rơi thẳng xuống đất, thậm chí còn chưa nhìn rõ Lục Lâm Thiên ra tay, mặt đất run rẩy, khe nứt lan tràn, cả hai đều phun ra máu tươi. Hô, 200 thân ảnh xung quanh đang định hành động, đột nhiên nhìn thấy kết quả của đồng bạn, không khỏi khựng lại hít sâu một hơi. 12 người tu vi tôn cấp đều kinh ngạc, nháy mắt sắc mặt đại biến, giơ tay nhấc chân liền chà đạp 4 tu vi thất giai hậu kỳ đỉnh phong, vừa làm cho họ rung động đồng thời giống tát lên mặt bọn họ, càng làm họ tức giận hơn. Tất cả lui ra. Đại hộ pháp hét lớn một tiếng, người của hộ pháp đoàn cũng thối lui, 12 thân ảnh chợt lóe, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long. Như vậy còn được, đừng đem phế vật đi ra dọa người. Ánh mắt Tiểu Long lạnh lùng, thản nhiên nhìn 12 người vây quanh. Nghiệt xúc, huyết mạch không tinh khiết, còn dám động thủ với hộ pháp đoàn, hôm nay không tha cho ngươi. Một bát giai trung kỳ quát lớn. Khóe môi Tiểu Long hiện lên ý cười khinh thường, nhìn đám người nằm la liệt bên dưới, hài hước nói. Huyết mạch, một đám phế vật tự cho mình là Huyền Vũ hoàng tộc, lại dám ở trước mặt ta nói huyết mạch. Nghiệt xúc lớn mật. Đại hộ pháp quát, sắc mặt 12 người âm trầm. Mấy chục người bị trọng thương nghe được lời của Tiểu Long chẳng khác gì bị đánh thẳng vào mặt. Lão đại, đệ nghĩ muốn tự mình chơi một chút với đám phế vật tự cho là mình siêu phàm này, cho nên huynh đối phó lão ô quy đi. Tiểu Long liếc mắt nhìn qua đại hộ pháp, lại đảo qua 11 người còn lại, thản nhiên nói. Những tên khác giao cho ta là được rồi. Bạch Linh, canh chừng bọn hắn. Lục Lâm Thiên truyền âm cho Bạch Linh. Không thành vấn đề. Lại trả lời Tiểu Long một câu, ánh mắt Lục Lâm Thiên dừng lại trên người đại hộ pháp. Mặc dù thực lực người này hẳn mạnh hơn Thanh Ly, xem như đã tương đương vũ tôn thất trọng đỉnh phong, nhưng Lục Lâm Thiên không e ngại, hắn chỉ ngại một ít khí tức chợt lóe liền biến mất bên trong quảng trường. Nhưng nếu những người kia không xuất hiện, vậy cũng đừng nên trách hắn không khách khí, trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua thiên không, có không ít khí tức rình rập. Nhưng không cách nào tránh được sự dò xét của Lục Lâm Thiên. Lớn mật, nghe được lời nói của hai người, hoàn toàn không đem mình để vào trong mắt, đại hộ pháp hoàn toàn nổi giận, vung tay lớn tiếng quát. Động thủ, một bát giai trung kỳ dáng người hơi mập vừa nghe lệnh liền quát. Nghiệt xúc, nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, bó tay chịu trói đi. Dứt lời thân hình hắn như quỷ mị lao tới, yêu nguyên cường hãn thổi quét, động tới năng lượng thủy hệ. Cả bầu trời đều biến thành ướt át. Một đạo trưởng ấn vặn vẹo không gian, đánh thẳng về hướng Tiểu Long, đồng thời còn có yêu hoàng khí vỡ áp ập tới. Hừ! Tiểu Long hừ lạnh, quanh thân lan tràn cỗ khí tức nóng cháy, chỉ tích tắc thân hình gấp khúc, đột nhiên lao ra, trong tay chém ra đạo quyền ấn, va chạm thẳng về phía trước. Một đạo quyền ấn oanh ra, nhất thời năng lượng nóng cháy thiêu đốt cả không trung phập phồng dao động, quyền ấn xuyên thấu không gian ầm ầm đánh tới. Gì? Lão giả bát giai kinh ngạc, hắn rõ ràng nhìn thấy được nụ cười lạnh trên môi Tiểu Long, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác rùng mình. Oanh oanh! Quyền ấn va chạm vào trưởng ấn, kim sắc hỏa diễm trút xuống bên trong trưởng ấn. Kinh khí ngập trời lan tràn, không gian biến thành vặn vẹo, ánh mắt mọi người nhìn vào cuộc chiến đều cảm giác rung động. Đặng đặng! Lực lượng bạo liệt, kinh khí khuếch tán, thân ảnh lão giả lảo đảo bật lui ra sau vài chục bước. Miệng phun máu tươi. Bát giai trung kỳ. Ánh mắt lão giả hoảng hốt, Tiểu Long cũng đạt tới bát giai trung kỳ, nhưng cấp độ tu vi rõ ràng không cao bằng hắn, mà trong cấp độ thực lực tuyệt đối còn cao hơn hắn. Làm cho hắn rung động chính là khí tức trên người Tiểu Long làm tâm thần hắn bất an, chỉ mới mười mấy năm đã lên tới tu vi bát giai trung kỳ, đây là tốc độ gì, hiện tại thanh niên có thiên phú cực mạnh trong tộc tu luyện suốt mấy trăm năm cũng chỉ như vậy đi. Mà bản thân hắn tu luyện gần 3.000 năm mới đạt tới trình độ như hiện tại. Thân hình Tiểu Long lảo đảo thối lui hai bước, hoàng bào run lên, ổn định thân hình, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Huyền Vũ hoàng tộc, ha ha, chuyện cười mà thôi, còn ở trước mặt ta nói chuyện huyết mạch, không chịu nổi một kích. Nghiệt xúc cuồng vọng, liên thủ bắt hắn. Một bát giai trung kỳ hét lớn một tiếng. Suy suy, 10 thân ảnh biến đổi sắc mặt đồng loạt lao tới. 10 đạo chân khí tập trung Tiểu Long, không gian lực vỡ áp tới. Sắc mặt đại hộ pháp biến hóa, liếc qua Lục Lâm Thiên nhưng không hề chú ý tới hắn,
biến hóa vừa rồi đủ làm cho lão giả kia chấn động. Một đám ô quy, nếu muốn ngăn cản ta tìm cha ta, đừng trách ta không khách khí. Tiểu Long cười lạnh hét lớn một tiếng, trong tiếng cười lộ vẻ bất đắc dĩ cùng ủy khuất, càng thêm tức giận, lúc này hắn đã hoàn toàn phẫn nộ. Phanh phanh, thân ảnh Tiểu Long biến mất tại chỗ, từng đạo tàn ảnh hiện lên, từng đạo quyền ấn ngưng tụ, toàn thân được hỏa diễm màu vàng bao phủ, cả không gian bắt đầu được một màu đỏ thẫm phủ lên. Trên một ngọn núi khổng lồ có mấy đạo thân ảnh đứng đó, ánh mắt nhìn về phía xa. Gợn sóng xung quanh mấy người này giống như nước đọng lại trong ao tù, khí tức như ẩn như hiện, không khó đoán ra, thực lực của mấy người này tuyệt đối cường hãn. Trong mấy người này, đứng đầu là một đạo thân ảnh hùng vĩ, người này mặc một bộ trường bào màu đen, tuổi chừng 40, tuấn lãng bất phàm. Toàn thân có một cỗ khí thế cao cao tại thượng. Chung quanh người này, cả không trung có một cỗ năng lượng trong thiên địa lặng lẽ hội tụ, khí thế bàng bạc đột nhiên xuất hiện, uy áp theo đó mà lan tràn, cường hãn tới mức tận cùng. Mà nếu như lúc này Lục Lâm Thiên cùng với Tiểu Long nhìn thấy người này thì sẽ lập tức nhận ra được. Người này chính là Huyền Vũ đã từng xuất hiện qua ở Phi Linh Môn. Tam Hoàng, kia là con của Nhị Hoàng, gọi là Tiểu Long đúng không? Một lão giả nhìn về phía trước rồi nói. Đúng vậy, đây là con của Nhị Ca, không ngờ tiểu gia hỏa này lại xông tới đây. Trường bào trên người Huyền Vũ khẽ run, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi nở nụ cười bất đắc dĩ. Mới chỉ có mười mấy tuổi a, không ngờ đã có tu vi bát giai trung kỳ. Đây chính là tồn tại nghịch thiên nhất của Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta. So với Nhị Hoàng năm đó còn có huyền kình hiện tại, thiên phú của tiểu gia hỏa này còn nghịch thiên hơn. Một lão giả mặc trường bào màu trắng có chút sợ hãi, thán phục nói. Đáng tiếc có một ít người ngoan cố không chịu thay đổi, không nghĩ giống như ngươi. Huyền Vũ nói, con của Nhị Hoàng chúng ta phải bảo vệ cho tốt. Lão giả lên tiếng đầu tiên nheo mắt nói. Chư vị, ta thay Nhị Ca cảm ơn chư vị. Huyền Vũ quay đầu nói với mấy người. Tam Hoàng quá lời rồi, chúng ta cũng chỉ ra sức vì tộc mà thôi. Mọi người hành lễ, một lão giả lập tức lên tiếng. Tam Hoàng, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Huyền Vũ chắp tay mà đứng, ánh mắt nhìn về phía xa, trầm xuống nói. Đám người kia có lẽ cũng đang nhìn, bọn họ không có động tĩnh thì chúng ta cũng không vội. Náo càng lớn càng tốt, hôm nay ta muốn nhìn xem kẻ nào dám ra tay với tiểu gia hỏa kia. Phanh, phanh, phanh. Trên quảng trường, thân ảnh Tiểu Long nhanh như thiểm điện, từng đạo quyền ấn mang theo hỏa diễm màu vàng giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, dùng xu thế khủng bố va chạm với vô số thân ảnh bát giai. Mỗi một lần va chạm, không gian trực tiếp bị nghiền nát. 10 hộ pháp bát giai, 10 đạo thân ảnh vây công Tiểu Long, thế nhưng trên phương diện tu vi cũng chỉ có một người có thể so sánh cùng Tiểu Long mà thôi. Trên phương diện tốc độ thì không ai có thể sánh được với Tiểu Long. Có tốc độ của Thanh Long hoàng tộc, Tiểu Long vô cùng nhẹ nhõm, trên phương diện tốc độ, người duy nhất có thể so sánh với Tiểu Long chính là Lục Lâm Thiên. Cho dù Lục Lâm Thiên thi triển huyễn ảnh Thanh Vũ, sợ rằng cũng không hơn được Tiểu Long bao nhiêu. Tốc độ như vậy, 10 người này căn bản không thể nhìn thấy bóng lưng của Tiểu Long. Từng đạo công kích mang theo kình khí khiến cho không gian vặn vẹo, ngay sau đó cả không gian đột nhiên nghiền nát. Phanh! Thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trong không gian. Khí tức ngập trời trong giây lát khuếch tán. Khí tức cuồng bạo khuếch tán, kinh khí khủng bố khiến cho cả không trung rung động. 1, 2, 3. Dưới kinh khí ngập trời, từng đạo thân ảnh của Huyền Vũ hoàng tộc bị đánh bay, khóe miệng tràn ra tia máu, thân thể bị đánh bay, không thể địch lại được Tiểu Long. Nhiệt xúc. Một đạo trưởng ấn nhanh như thiểm điện đánh về phía lưng Tiểu Long. Dưới trưởng ấn, không gian bắt đầu vặn vẹo. 10 người vây công, chỉ trong chớp mắt 9 đạo thân ảnh đã bị đánh bay. Chỉ có một người có tu vi bát giai trung kỳ hiện tại đang ở sau lưng Tiểu Long. Người thứ 10, người cũng cút ngay cho ta. Tiểu Long quát lên một tiếng, thân thể đột nhiên quay lại vô cùng quỷ mị, giống như nó đã sớm tính tới chuyện này. Bàn tay đánh ra một đạo quyền ấn, hỏa diễm màu vàng ngập tràn. Phanh phanh, lực lượng va chạm. Trong khoảng khắc tạo thành tiếng nổ kinh thiên. Một cỗ năng lượng cuồng bạo không ngừng khuếch tán, giống như sấm rền vang vọng trên bầu trời. Khục khục, người có tu vi bát giai trung kỳ này lập tức lui về phía sau. Một quyền cuối cùng này, dường như Tiểu Long đã tăng thêm một chút lực đạo khiến cho sắc mặt người có tu vi bát giai trung kỳ này tái nhợt.
Siêu. Trường bào trên người tung bay, người có tu vi bát giai trung kỳ này lùi về phía sau vài bước, thân thể không ngừng run rẩy. Thực lực bát giai trung kỳ đỉnh phong, Tiểu Long cũng không có cách nào có thể đơn giản đối phó được với hắn. Thật mạnh. Cả không gian yên tĩnh trong giây lát, 10 hộ pháp bát giai lần nữa bị đánh lui vô cùng đơn giản, trong đó có 9 người bị thương. Cả đám người Huyền Vũ nhất tộc nghẹn họng nhìn chân chối. Phía xa, lúc này có không ít người của Huyền Vũ nhất tộc đang chạy tới nhìn thấy vậy cũng không dám tới quá gần. 10 người có tu vi bát giai, kể cả là người có tu vi bát giai trung kỳ kia lúc này cũng khiếp sợ, kinh hãi. Lúc này bọn họ mới biết được không ngờ thực lực của Tiểu Long lại mạnh tới như vậy. Nhiệt xúc, nơi này không phải là nơi kiêu ngạo, muốn làm gì thì làm. Đại hộ pháp có động tác, rốt cuộc người này đã không nhịn được nữa. Một cỗ khí tức ngập trời bắt đầu lan tràn, yêu nguyên tràn ra, không gian lập tức vặn vẹo, thân thể lao thẳng về phía Tiểu Long. Siêu. Mà khi đại hộ pháp vừa mới có động tác thì trong không gian trước người hắn xuất hiện thân ảnh của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Đối thủ của ngươi là ta. Đáng giận, lùi lại cho ta. Đại hộ pháp lạnh lùng quát, hàn ý bắn về phía Lục Lâm Thiên. Một đạo trưởng ấn trực tiếp bắn về phía trước. Trưởng ấn phá nát không gian mang theo năng lượng thuộc tính thủy ngập trời trong thiên địa. Gợn sóng giống như bị nghiền nát, lập tức đánh tới trước người Lục Lâm Thiên. Hàn băng trưởng. Tất cả diễn ra cực kỳ nhanh chóng, Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát lên một tiếng, một tay chắp sau lưng lăng không mà đứng. Trong cánh tay phải có một đạo thủ ấn lạnh lẽo hiện lên, không dừng lại một chút nào, trưởng ấn mang theo một cỗ hàn ý cùng với uy áp tuyệt đối và năng lượng chấn động hung hăng đánh về phía đại hộ pháp kia. Nơi trưởng ấn đi qua, cả không gian như lâm vào trong một trạng thái quỷ dị, lập tức đóng băng. Cả không gian đóng băng, hàn khí lạnh thấu xương tràn ngập chung quanh. Không ít người của Huyền Vũ hoàng tộc có thực lực thấp chung quanh lúc này đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Siêu! Ngay lập tức năng lượng thuộc tính thủy trong thiên địa do đại hộ pháp thôi động cũng bị đóng băng giống như phản ứng dây chuyền, trực tiếp bị đóng băng khiến cho trưởng ấn của đại hộ pháp bị ngăn cản. Thì ra chỉ là vũ tôn tứ trọng, phá cho ta. Ánh mắt đại hộ pháp âm trầm, tu vi của Lục Lâm Thiên khiến cho hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Quang mang màu lam quanh thân lại lóe lên. Hàn khí lạnh thấu xương khuếch tán. Không gian đóng băng bắt đầu bạo liệt, trưởng ấn đột nhiên đánh nát băng mà xuyên qua. Ken két. Một thanh âm thanh thúy vang lên, đạo trưởng ấn kia lần nữa xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Long ảnh tí. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, trường bào màu xanh trên người run lên, tay phải hóa trưởng thành quyền, năng lượng hội tụ, quang mang quanh quẩn, một đạo quyền ấn ầm ầm ngưng tụ. Hai đạo thân ảnh giống như tia chớp mang theo quyền ấn. Trưởng ấn va chạm vào một chỗ. Hai đạo công kích va chạm, bên trong quyền ấn của Lục Lâm Thiên có một đạo hư ảnh kim long bắn ra, trực tiếp va chạm vào bên trong trưởng ấn của đại hộ pháp. Hư ảnh kim long bắn ra va chạm với trưởng ấn thế nhưng cũng không tạo thành thanh âm bạo liệt, kinh thiên động địa. Chỉ thấy trong nháy mắt hư ảnh kim long va chạm với trưởng ấn của đại hộ pháp. Bên trên trưởng ấn có một đạo quang mang chói mắt bắn ra, trong không gian đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen nhỏ. Ken két. Dưới lỗ đen kia cả không gian chung quanh bắt đầu nứt vỡ từng khúc, hắc mang khiến cho tim mọi người đập nhanh tràn ra, khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Phanh. Dưới thanh âm trầm thấp, bạo liệt, cả không gian run lên, thân thể hai người đồng thời lảo đảo lùi về phía sau. Thật mạnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lén lút biến đổi, thực lực của đại hộ pháp này so với Thanh Ly còn mạnh hơn. Vừa rồi hắn phải dùng hai đạo công kích mới chống lại một đạo trưởng ấn của người này. Ngay khi vừa mới đánh ra hàn băng trưởng Lục Lâm Thiên đã biết được thực lực của người này ra sao. Thân thể đại hộ pháp ổn định, ánh mắt nhìn chăm chú vào người Lục Lâm Thiên. Dưới đạo quyền ấn kia hắn cũng biết được thực lực của nhân loại này không giống như vũ tôn tứ trọng bình thường. Vừa rồi tuy rằng không phải hắn dùng toàn lực, thế nhưng vũ tôn tứ trọng bình thường của nhân loại nếu như chịu một trưởng này thì không chết cũng phải sống dở chết dở. Bạch Linh, Lục Tâm Đồng nhìn chăm chú về phía trước sau đó lại nhìn nhau. Tuy rằng trong lòng cực kỳ khẩn trương, thế nhưng cũng không trợ giúp được cái gì. Lục Tâm Đồng biết, cho dù nàng đi lên cũng không giúp được quá nhiều. Hiện tại ca ca cùng Tiểu Long có thể ứng phó được. Mà Bạch Linh tuy rằng nói bản thân tới đây là chuyện cá nhân, thế nhưng một khi ra tay thì phiền toái cũng vô cùng lớn. Về phần Thiên Độc Yêu Long, ngay từ đầu muốn xông vào đám người Huyền Vũ Hoàng tộc, thế nhưng khi tới Huyền Vũ Hoàng tộc,
yêu hoàng chi khí lặng lẽ tràn ngập chung quanh, đặc biệt là lúc 10 hộ pháp huyền vũ hoàng tộc bát giai xuất hiện khiến cho thiên độc yêu long bị áp chế tuyệt đối, cho dù lên cũng không giúp được gì. Thiên Sí Tuyết Sư cùng Phi Thiên Ngô Công, Mạc Lang Tam tuy rằng đều có huyết mạch không thấp, thế nhưng so với huyền vũ hoàng tộc mà nói, quả thực không cần nói cũng biết. Ngay từ ban đầu sắc mặt mấy người Thiên Sí Tuyết Sư đã trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Trên quảng trường, những hộ pháp bát giai bị Tiểu Long đẩy lui nhìn về phía Tiểu Long, ánh mắt biến ảo bất định. Quang mang màu lam, màu đen từ trong người không ngừng tràn ra. Ngao! Trong lúc quang mang tràn ra, thân thể những hộ pháp bát giai kia lập tức hóa thành khổng lồ rồi phóng lên trời, mang theo một tiếng gầm giống như long ngâm, không gian run rẩy không ngừng. Gợn sóng trong không gian cuồn cuộn, 10 hộ pháp có tu vi bát giai hóa thành bản thể huyền vũ khổng lồ, ước chừng 800 thước, yêu hoàng chi khí trên người nhanh chóng lan tràn. Dưới yêu hoàng chi khí, thiên độc yêu long, Thiên Sí Tuyết Sư, Mạc Lang, Phi Thiên Ngô Công đều bị áp chế. Bạch Linh Nhì phản ứng của 4 người, cánh tay mang theo một đạo bạch quang bao phủ thân thể 4 người, lúc này sắc mặt của 4 người mới khá hơn một chút. Hít! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, mắt nhìn bản thể của hơn 10 hộ pháp, bản thể huyền vũ của những người này không giống như quy xà tương giao, chỉ là một con rùa cực lớn mà thôi. Phía trên mai rùa tràn ngập yêu hoàng chi khí. Nhưng mà có thể thấy được cỗ yêu hoàng chi khí này so với yêu hoàng chi khí trên người Tiểu Long mỏng manh hơn nhiều. Thế nhưng so với đám người huyền vũ hoàng tộc vừa mới đột phá thất giai kia mạnh hơn không ít. Nhiệt xúc, ngày hôm nay chúng ta không thể tha cho ngươi được. 10 bản thể huyền vũ xoay tròn chung quanh một bản thể huyền vũ lớn nhất, đầu huyền vũ này lập tức thét lớn với Tiểu Long. Huyền cấp đỉnh phong, ngay cả yêu hoàng chi khí địa cấp cũng không đạt tới. Ngày hôm nay Tiểu Long ra ra sẽ đánh cho các ngươi trở thành rùa đen rút đầu. Tiểu Long lạnh nhạt nói một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ. Cùng một lúc, thân thể Tiểu Long xuất hiện trên không trung, quanh thân tràn ngập quang mang quanh quẩn. Rồi trong nháy mắt Tiểu Long hóa thành bản thể khổng lồ. Thân thể bắn lên trên không trung, toàn thân tràn ngập lân phiến màu vàng cùng với hỏa diễm như ẩn như hiện. Khí tức cường hãn trên người tràn ra, dưới bụng là năm đạo long chảo. Long chảo bao phủ lân phiến, gợn sóng chung quanh long chảo vặn vẹo, tiếng sấm nổ không ngừng vang lên, vô cùng chấn động nhân tâm. Ngao! Một tiếng rít gào giống như long ngâm vang lên, thanh âm hóa thành tiếng gầm lan tràn ra chung quanh. Trên lưng Tiểu Long, bí văn trên huyền vũ thần sắc quanh quẩn. Một cỗ yêu hoàng chi khí nồng đậm lan tràn, bên trong ẩn chứa một cỗ uy áp không thể kháng cự. Loại uy áp này vừa đến từ linh hồn, lại đến từ huyết mạch. Tiểu Long khôi phục bản thể, trong sát na, cơ hồ tất cả những người có tu vi thấp của huyền vũ hoàng tộc chung quanh không khỏi run rẩy, linh hồn cũng run rẩy kịch liệt. Giờ phút này trên thân thể Tiểu Long ẩn chứa một loại uy áp khiến cho bọn họ không thể kháng cự. Loại uy áp này tới từ linh hồn, lại tới từ huyết mạch. Thân là huyền vũ hoàng tộc, có cùng huyết mạch khiến cho bọn họ càng không thể chống lại. Cỗ uy áp này không chỉ tới từ huyết mạch cùng linh hồn, mà còn tới từ xương cốt. Một đám rùa con mà thôi, không phải chỉ so huyết mạch thôi sao? Bản thể hiện ra, Tiểu Long dữ tợn hét lớn một tiếng, yêu hoàng chi khí tràn ra. Giờ phút này cả không trung đều run rẩy, uy thế chấn động nhân tâm từ trong huyền vũ thần các trên lưng Tiểu Long tràn ra. Yêu hoàng chi khí trên người Tiểu Long lúc này giống như đập nước xả lũ. Khí tức tỏa ra, cỗ khí tức này vô cùng chấn động nhân tâm. Bên trong còn có một cỗ khí tức khiến cho cơ hồ tất cả người có tu vi thấp bên trong huyền vũ nhất tộc run rẩy cùng rung động. Khí tức này vô thanh vô tức lan tràn trên không trung, bao phủ trong không trung, thẩm thấu vào trong người mỗi một thành viên của huyền vũ hoàng tộc. Dưới cỗ khí tức này, những người có tu vi thấp của huyền vũ hoàng tộc phía xa đã phủ phục, từng đạo thân ảnh khổng lồ hiện lên, bản thể xuất hiện. Màu sắc trên bản thể khác nhau, thuộc tính trên người cũng không giống nhau. Mạnh nhất là bản thể có thuộc tính thủy, những thuộc tính khác dường như đều có huyết mạch không cao. Ngao ngao! Từng bản thể huyền vũ hoàng tộc rít gào, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản áp chế tới từ huyết mạch và linh hồn, khiến cho chúng nó không nhịn được mà phủ phục trên mặt đất. Ngao! Tiểu Long lần nữa rít lên một tiếng, thanh âm trong cái miệng giữ tợn tựa như sấm sét ầm vang, thanh âm xuyên thấu không gian, giống như có thể phá vỡ không gian vậy. Là yêu hoàng chi khí của tộc ta. Đây là yêu hoàng chi khí thiên cấp của bổn tộc. Phía xa xa, mấy đạo thân ảnh sau lưng huyền vũ nhìn nhau, từng đạo thân ảnh run rẩy,
có khiếp sợ, có ngây ngốc, kích động tới mức không thể nói nên lời. Yêu hoàng chi khí chính là thiên phú bẩm sinh của Huyền Vũ hoàng tộc bọn họ, là thứ mà bọn họ vẫn luôn kiêu ngạo. Loại yêu hoàng chi khí này khiến cho bọn họ không giống với gần như tất cả các yêu thú trong yêu tộc khác. Những yêu thú khác cho dù có cố gắng như thế nào, thiên phú mạnh mẽ ra sao, cho dù huyết mạch không dưới bọn họ như cửu vĩ yêu hồ nhất tộc cũng không có được yêu hoàng chi khí, ở trước mặt bọn họ cũng bị áp chế một chút. Tam hoàng, đây là yêu hoàng khí thiên cấp. Bên người Huyền Vũ, một lão giả sắc mặt rung động tới mức tận cùng, hưng phấn, kích động. Đương nhiên là yêu hoàng khí thiên cấp, đều là yêu hoàng khí thiên cấp giống như nhị ca. Nhưng mà nhị ca trước đó phải trải qua huyết mạch truyền thừa thì mới tấn chức lên yêu hoàng khí thiên cấp. Mà bây giờ tiểu gia hỏa này đã có yêu hoàng khí thiên cấp, nếu như trải qua huyết mạch truyền thừa trong tộc, không biết sau này sẽ đạt tới cấp độ nào. Lúc này thân thể của Huyền Vũ cũng vì kích động mà run rẩy, yêu hoàng khí thiên cấp lan tràn phía xa khiến cho bản thân hắn ở phía xa cũng chịu một chút ảnh hưởng, thậm chí còn khiến cho huyết mạch trong cơ thể hắn lúc này có cảm giác giống như sôi trào. Mà thứ khiến cho hắn có loại phản ứng này cũng chỉ có yêu hoàng khí thiên cấp mà thôi. Trên quảng trường, từng ánh mắt soi mói nhìn vào thân thể tiểu long. Cỗ khí tức cường hãn không che giấu kia khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Uy áp bên trong yêu hoàng chi khí tràn ngập khiến cho cả không trung run rẩy. Thân thể tiểu long cuồn cuộn, cả không trung gió nổi mây phun, gần như sắp vỡ nát. Trong chớp mắt, trong thiên địa dường như có không ít khí tức mịt mờ xuất hiện, khí tức run rẩy, mãi không thu liễm lại. Tại một ngọn núi phía xa lúc này có không ít thân ảnh xuất hiện, sắc mặt đại biến. Thông báo cho Huyền Kình, Huyền Doanh chạy tới đây. Hộ pháp đoàn đã không làm gì được bọn họ. Người đứng đầu đứng chắp tay, trường bào trên người tung bay, ánh mắt giống như trăng sáng mênh mông, giống như cả không gian đều được phản chiếu dưới ánh mắt nhìn qua giống như bình thường này. Tộc trưởng, chúng ta đi một chuyến là được rồi. Huyền Kình Vương, Huyền Doanh công chúa đang bế quan, sợ rằng không tiện quấy rầy. Một lão giả nói. Các ngươi cứ đi đi. Lúc này lão Tam đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, nếu như các ngươi ra mặt, lão Tam cũng sẽ ra tay. Huyền Kình cùng Huyền Doanh chính là người cùng thế hệ với bọn chúng. Hai người chúng nó ra tay, bọn người lão Tam cũng không tiện ra mặt. Rõ, vậy ta sẽ đi thông báo cho Huyền Kình Vương cùng Huyền Doanh công chúa chạy tới. Một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Yêu hoàng chi khí, là yêu hoàng chi khí của Huyền Vũ hoàng tộc ta. Mấy trăm người có tu vi thất giai của hộ pháp đoàn rốt cuộc không có cách nào ngăn chặn uy áp tới từ huyết mạch cùng linh hồn trong cơ thể. Thậm chí là cảm giác sôi trào trong xương cốt, đột nhiên hóa thành bản thể. Ngao ngao! Một người của Huyền Vũ hoàng tộc rít gào rồi hóa thành bản thể, thân thể khổng lồ xuất hiện, khí thế ngập trời phóng lên cao. Cả không gian giống như muốn sụp đổ, khí thế nhưng vậy che phủ cả bầu trời. Từng đạo bản thể Huyền Vũ khổng lồ phủ phục, không dám nhìn thẳng vào tiểu long. Yêu hoàng khí thiên cấp, huyết mạch của Huyền Vũ hoàng tộc ta. Trên người hắn tại sao lại có thể có được yêu hoàng khí thiên cấp? Tại sao có thể như vậy? Đại hộ pháp nhìn vào thân thể khổng lồ của tiểu long. Áp chế của yêu hoàng chi khí lúc này hắn cũng không có cách nào chống lại. Một cỗ khí thế bàng bạc trên người phóng lên cao, gợn sóng trong không gian chung quanh cuồn cuộn, cả không gian trực tiếp run rẩy. Ngao! Dưới sự áp chế như vậy, đại hộ pháp cũng hóa thành bản thể khổng lồ. Khí tức trên bản thể so với tất cả mọi người có chút bất động. Trên bản thể có thú ảnh quy xà tương giao, yêu hoàng chi khí trên người tuy rằng không có cách nào có thể so sánh với tiểu long, thế nhưng so với cơ hồ tất cả những bản thể Huyền Vũ khác thì mạnh hơn nhiều. Trong không gian trên quảng trường, cơ hồ tất cả Huyền Vũ nhất tộc, ngoại trừ đại hộ pháp ra đều phủ phục, căn bản không thể chống lại uy áp của yêu hoàng chi khí trên người tiểu long. Đại hộ pháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Toàn bộ rụt đầu lại cho ta. Tiểu long rít lên một tiếng, hai mắt quét qua bốn phía. Ngao ngao. Trên không trung, trừ 12 người có tu vi bát giai ra, cơ hồ tất cả bản thể Huyền Vũ lập tức co đầu lại, trở thành rùa đen rụt đầu. Ngay cả 9 đầu Huyền Vũ bát giai sơ kỳ kia cũng không có cách nào có thể chống lại cỗ uy áp này, đều phải rụt đầu vào trong mai rùa. Chỉ có 2 đầu bát giai hậu trung kỳ cùng 1 đầu Huyền Vũ bát giai hậu kỳ là có thể chống lại. Hừ, thân thể khổng lồ của tiểu long tựa như tia chớp mang theo hỏa diễm màu vàng xuất hiện trên người 2 đầu Huyền Vũ bát giai trung kỳ.
không gian dưới hai đạo long chảo trực tiếp vặn vẹo, khí tức dưới hai đạo long chảo lan tràn ra. Bản thể khổng lồ của hai đầu huyền vũ bát giai trung kỳ này không tự chủ được mà thu nhỏ lại còn chừng trăm thước. Rùa đen rụt đầu, cút xuống phía dưới cho ta. Tiểu Long giận dữ hét lên một tiếng, dưới hai chảo, bản thể huyền vũ của hai người này trực tiếp bị giam lỏng dưới long chảo. Dưới cỗ uy áp mạnh mẽ này, hai đầu huyền vũ bát giai trung kỳ này muốn chống lại, thế nhưng lại không có lực, ở trước mặt Tiểu Long, dường như bọn họ đã mất hết sức lực. Tiếng thét phẫn nộ vừa dứt, long chảo của Tiểu Long vung lên, hai đạo chảo ấn đánh ra. Dưới hai đạo chảo ấn này, hai bản thể huyền vũ bát giai trung kỳ lập tức giống như một viên đá, bị ném xuống phía dưới. Phanh phanh, hai bản thể huyền vũ bát giai trung kỳ nặng nề đập xuống mặt đất, thân thể khổng lồ đập vào mặt đất, trực tiếp bị kẹt dưới mặt đất. Tất cả cút xuống cho ta. Tiểu Long lại thét lên một tiếng, thân thể khổng lồ cuồn cuộn. Những nơi thân thể nó đi qua, không gian rạn nứt, cái đuôi lớn liên tục vung lên. Phanh phanh, dưới chín tiếng nổ, chín đầu huyền vũ bát giai sơ kỳ trực tiếp bị cái đuôi của Tiểu Long đánh rơi xuống quảng trường phía dưới. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, quảng trường nổ vang không ngừng. Bản thể của chín đầu huyền vũ bát giai sơ kỳ đập vào mặt đất, thân thể trực tiếp lún vào bên trong mặt đất. Mai rùa ở trong mặt đất, miệng phun ra máu tươi, cả quảng trường hiện tại là một đống bừa bộn. Hít! Bạch Linh nhìn thấy cảnh này không khỏi hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tiểu Long có thực lực khủng bố như vậy. Dưới yêu hoàng chi khí thiên cấp, ngay cả nàng cũng phải chịu áp chế. Mà cảnh này khiến cho đám người Mặc Lang, Phi Thiên Ngô Công trực tiếp rung động. Từng bản thể huyền vũ bát giai không ngờ lại bị Tiểu Long trực tiếp đánh bay. Làm càn! Đại hộ pháp có thể miễn cưỡng chống lại yêu hoàng khí của Tiểu Long rít gào. Nhìn cảnh này, cơ hồ đã bị lửa giận công tâm, thân thể khổng lồ câu động năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc, trực tiếp đánh về phía Tiểu Long. Ta nói rồi, ngươi là của ta. Trong mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập hàn ý, khí tức luôn khóa chặt người đại hộ pháp. Trong nháy mắt đánh ra từng đạo thủ ấn quỷ dị, từng đường vòng cung huyền ảo xẹt qua không trung. Thời không lao ngục. Một đạo quang mang chói mắt từ trong tay Lục Lâm Thiên bắn ra. Thời không lao ngục lan tràn, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh. Ở trong thời không lao ngục, dưới tác dụng của lực lượng thời gian, gợn sóng trong không gian bị đồng hòa, lập tức bao phủ bản thể huyền vũ của Đại Hộ Pháp. Khi đối phó với Đại Hộ Pháp lúc trước Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ được một chút từ hàn băng trưởng của Đại Hộ Pháp cho nên lúc này Lục Lâm Thiên tiếp tục thi triển năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc. Thời không lao ngục mang theo năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc hội tụ, còn có một cỗ linh hồn lực minh mông, thăm thêm sự dung hợp của lực lượng thời gian vào bên trong. Ken két. Năng lượng thuộc tính thủy trong thời không lao ngục hộ tụ, không gian chung quanh đột nhiên đóng băng. Hàn khí lạnh thấu xương tràn ra, giống như lúc Lục Lâm Thiên thi triển hàn băng đồng kết sát, trực tiếp đóng băng không gian quanh thân đại hộ pháp. Sau đó kéo theo năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc quanh thân, băng lan tới thân thể đại hộ pháp. Ồ! Bị thời không lao ngục của Lục Lâm Thiên bao phủ, thân thể khổng lồ của đại hộ pháp lập tức bị ngăn cản, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nhiều loại công kích chút xuống, tăng thêm hàn khí lạnh thấu xương khiến cho hắn luống cuống tay chân. Phá! Đại hộ pháp trầm giọng nói, dù sao hắn cũng là một cường giả tuyệt đối trong huyền vũ hoàng tộc, yêu nguyên thuộc tính thủy ngập trời câu động năng lượng thiên địa phô thiên cái địa kéo tới. Quanh thân tràn ngập quang mang màu lam chói mắt. Tách! Trong không gian bị đóng băng, băng bắt đầu bạo phát. Thân thể khổng lồ của đại hộ pháp trong nháy mắt đánh nát không gian bị đóng băng, rồi muốn rời khỏi thời không lao ngục. Muốn đi sao, nào có dễ như vậy. Thân ảnh Lục Lâm Thiên trực tiếp xuất hiện bên trong thời không lao ngục khi đại hộ pháp muốn trốn thoát khỏi nó. Thời không lao ngục gây ra ảnh hưởng với người khác, thế nhưng lại không tạo thành một chút ảnh hưởng nào đối với bản thân Lục Lâm Thiên. Long ảnh tí. Cùng một lúc. Hai tay Lục Lâm Thiên huy vũ, đánh xuống. Ngao ngao. Hai đạo quyền ấn trên kinh mạch tuôn ra, hai hư ảnh kim long giống như song long xuất hải, hư ảnh hoàng kim cự long xé rách không gian mang theo uy áp khủng bố phá thiên liệt địa cùng với vết nứt đen kịt trong không gian, trùng trùng điệp điệp đánh vào mai rùa trên lưng đại hộ pháp. Hừ, còn có ta. Cũng trong sát na, thân thể khổng lồ của Tiểu Long cũng phóng tới. Một cái đuôi lớn mang theo hỏa diễm màu vàng nhàn nhạt đánh tới. Cái đuôi khổng lồ xuyên thủng không gian, đánh văng gợn sóng, mang theo lực lượng ngập trời hung hăng quất vào mai rùa khổng lồ trên lưng đại hộ pháp.
Đáng chết! Đại hộ pháp muốn tránh thế nhưng lại không có cách nào hoàn toàn né thoát được. Lực lượng trói buộc của thời không lao ngục vẫn còn sót lại, yêu hoàng chi khí của tiểu long càng tới gần khiến cho hắn càng thêm bị áp chế. Giờ phút này, bị tiểu long cùng Lục Lâm Thiên công kích, hắn chỉ có thể vô lực chống đỡ. Một cảm giác kinh hãi hiện lên trong lòng hắn. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng nổ mạnh cơ hồ đồng thời vang lên, hai hư ảnh kim long cùng với cái đuôi lớn của tiểu long đồng thời đánh vào trên mai rùa của đại hộ pháp. Dưới ba cỗ lực lượng mạnh mẽ, bí văn trên mai rùa quanh quẩn. Phanh. Đại trưởng lão lúc này cũng không chịu được ba cỗ lực lượng khủng bố như vậy. Thân thể khổng lồ trực tiếp rơi xuống đất, mặt đất lần nữa run lên, sau đó thân thể khổng lồ kia lại lần nữa nhảy lên không trung. Thực lực thật mạnh. Phía dưới, cơ hồ tất cả huyền vũ nhất tộc đều sợ hãi than. Hai người trước mắt không ngờ lại dễ dàng chà đạp 12 hộ pháp, thực lực mạnh mẽ bực này đã tới trình trạng khủng bố. 11 hộ pháp huyền vũ bát giai bị thương lúc này cũng đứng lên, mắt nhìn trên không trung, hiện tại bọn họ cũng không dám động thủ với tiểu long nữa. Dưới cỗ yêu hoàng chi khí kia khiến cho trong lòng bọn họ không dám có ý nghĩ đó. Một khi trong lòng có loại suy nghĩ như vậy linh hồn sẽ đau đớn kịch liệt, chỉ có thể phủ phục mà thôi. Lục Lâm Thiên lần nữa chắp tay lăng không đứng thẳng, sau khi đột phá tới tôn cấp tứ trọng, tăng thêm lĩnh ngộ với thời không lao ngục gần đây. Vừa rồi thi triển thời không lao ngục, uy lực so với lúc thi triển đối phó với Thanh Ly trong cửu vĩ yêu hồ nhất tộc còn mạnh hơn. Mà thực lực khi thúc dục long ảnh tí, Lục Lâm Thiên phỏng đoán tuyệt đối đạt tới vũ tôn lục trọng đỉnh, cho dù là so sánh với vũ tôn thất trọng cũng không dưới vũ tôn thất trọng bình thường bao nhiêu. Bây giờ hắn chỉ có tu vi vũ tôn tứ trọng, dùng đan điền khổng lồ và kinh mạch dày rộng, một khi thúc dục, sợ rằng có thể chống lại tôn cấp lục trọng. Không ngờ lại không có chuyện gì, phòng ngự của huyền vũ hoàng tộc quả nhiên khủng bố. Lục Lâm Thiên nhìn đại hộ pháp trước mặt, bị hắn cùng tiểu long đánh trúng. Dường như người này chỉ chịu một chút thiệt thòi mà thôi. Nhìn bộ dáng của hắn cũng không có gì trở ngại. Nếu như đổi lại là một yêu thú vừa mới đột phá bát giai hậu kỳ không lâu mà nói, một khi chúng ba đạo công kích như vậy tuyệt đối sẽ ăn quả đắng. Đại hộ pháp lần nữa xoay quanh không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu long cùng Lục Lâm Thiên, không dám tiếp tục động thủ. Thực lực của tiểu long này cùng với nhân loại kia không ngờ đã đạt tới tình trạng khủng bố như vậy. Nếu như chỉ đối đầu với một người trong hai người này, đương nhiên hắn sẽ không sợ. Chỉ là, công kích vừa rồi của nhân loại kia quá mức quỷ dị, lực lượng không gian, linh hồn, lực lượng thuộc tính băng, còn có một loại công kích quỷ dị khác khiến cho trong lòng hắn lạnh lẽo. Hắn chưa từng thấy ai có công kích khủng bố như vậy. Mà tăng thêm yêu hoàng chi khí thiên cấp của tiểu long khiến cho hắn càng thêm bị áp chế. Lão rùa già, cha ta ở đâu? Tiểu long rít gào. Nhìn đại hộ pháp tức giận hỏi. Dưới uy áp, khí tức của đại hộ pháp đã bị áp chế, ngay cả đầu cũng khó mà ngẩng lên được. Người phương nào dám tự tiện xông vào làm càn trong huyền vũ hoàng tộc chúng ta? Một tiếng hét lớn vang vọng không gian. Khi thanh âm vừa dứt, không gian chấn động, mười mấy đạo thân ảnh trực tiếp từ bên trong gợn sóng không gian bước ra. Những thân ảnh này vừa mới xuất hiện, một cỗ uy áp mạnh mẽ đột nhiên hàng lâm. Dưới cỗ uy áp này, người của huyền vũ hoàng tộc lần nữa bị áp chế. Yêu hoàng chi khí thật mạnh mẽ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, nhìn mười mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện mang theo một cỗ khí tức mạnh mẽ giống như khí tức trên người tiểu long. Cỗ yêu hoàng chi khí này không phải tới từ tiểu long, bởi vậy khiến cho linh hồn Lục Lâm Thiên cảm thấy bỡ ngỡ. Uy áp trong khí tức này lặng lẽ, vô hình, kim đao màu vàng tỏa ra kim quang, cỗ uy áp này cũng biến mất không thấy gì nữa. Uy áp biến mất. Lúc này Lục Lâm Thiên mới cẩn thận nhìn đám người vừa mới xuất hiện. Tổng cộng có 16 nam nữ, có hai người đi đầu. Người bên trái chính là một thanh niên mặc trường bào màu xám, trên lưng có một kiện áo choàng màu vàng, hông có một cái dây lưng màu xanh da trời. Người thanh niên này có thân thể cao ngất, khôi ngô, bộ dáng dường như 28, 29 tuổi, tuấn lãng bất phàm. Quanh thân tràn ngập khí tức hoàng giả, ánh mắt giống như một ngôi sao. Dường như khiến cho người ta chỉ cần liếc vào cũng có xúc động muốn thuần phục. Không gian chung quanh thân thể hắn lúc này trong lúc vô hình có chút ẩm ướt, trực tiếp khiến cho thuộc tính trong thiên địa biến hóa. Mà bên cạnh thanh niên mặc áo choàng màu vàng kia có một nữ nhân mặc trang phục màu lam tuổi không kém thanh niên kia bao nhiêu. Da thịt trắng nõn, trong suốt, hồng nhuận, mái tóc dài xõa tới vai.
Bộ y phục màu lam trên người bao phủ lấy thân thể linh lung, bờ mông vểnh cao cùng với đôi ngọc thỏ đầy đặn tạo thành hấp dẫn chí mạng. Quanh thân nữ tử này cũng có một cỗ khí chất cao quý tuyệt đối, bên trong cao quý lại mang theo vẻ lạnh lùng cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm. Khí chất này so với Bạch Linh cùng Độc Cô Cảnh Văn cũng không kém bao nhiêu. Mà lúc này ánh mắt của nữ tử xinh đẹp kia đang nhìn vào Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự cơ trí khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác nữ nhân này tuyệt đối là một nữ nhân hấp dẫn. Hai bát giai hậu kỳ. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, một nam một nữ này đều có tu vi bát giai hậu kỳ, tu vi đều giống như đại hộ pháp vừa mới đột phá không lâu. Thế nhưng yêu hoàng khí trên người hai người này so với đại hộ pháp còn mạnh hơn nhiều, so với tiểu long thì kém hơn một chút. Thế nhưng dường như cũng không kém quá nhiều. Sau lưng một nam một nữ này đều là thanh niên bất phàm, tất cả đều có tu vi bát giai, mặt khác còn có bốn người có tu vi bát giai trung kỳ. Thân thể tiểu long xoay quanh giữa không trung, ánh mắt nhìn vào 16 thân ảnh vừa mới xuất hiện. Trong lúc vô hình có một cỗ khí tức tương liên khiến cho nó chăm chú nhìn vào đôi nam nữ dẫn đầu kia. Trên ngọn núi phía xa, Huyền Vũ chắp tay đứng thẳng, ánh mắt khẽ đổi. Tam Hoàng, Huyền Kình Vương cùng Huyền Doanh công chúa xuất quan. Có bọn họ ra tay, sợ rằng tiểu gia hỏa kia sẽ gặp phiền phức. Một lão gia lo lắng nói. Chúng ta, Huyền Vũ ngắt lời lão giả này rồi nói. Chúng ta không nên vội, cứ để cho Huyền Kình Vương đối đầu với tiểu gia hỏa một chút, cũng để cho một ít người biết rõ, sự khác biệt của tiểu gia hỏa này với người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của bổn tộc. Vạn nhất tiểu gia hỏa này gặp phiền toái thì làm sao bây giờ? Thực lực của Huyền Kình Vương cùng Huyền Doanh công chúa không phải bình thường a. Một lão gia lo lắng nói. Không cần phải lo lắng, Lục Lâm Thiên kia cùng tiểu gia hỏa đã dám xông tới Huyền Vũ hoàng tộc, sợ rằng đã có một chút dựa vào. Cho dù là Huyền Kình cùng Huyền Doanh cũng không thể làm gì được bọn họ, dù muốn làm được chuyện đó cũng tuyệt không dễ. Huyền Vũ nói. Huyền Kình Vương, Huyền Doanh công chúa, hai người tới vừa lúc. Đây chính là đầu nhiệt xúc mà tộc ta vẫn luôn muốn phái người đi bắt. Đại hộ pháp nhìn thấy hai người này tới, thân thể lập tức lui lại, trong lòng thầm thở dài một hơi, có cảm giác giống như chút được gánh nặng. Lâm Thiên, đây chính là hai người trẻ tuổi mạnh nhất trong Huyền Vũ hoàng tộc. Ngươi phải cẩn thận một chút. Bạch Linh truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cũng đã sớm đoán ra một chút, bộ dáng của mười mấy người này sợ rằng cũng chính là đám người trẻ tuổi mạnh nhất trong Huyền Vũ hoàng tộc. Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng truyền âm nói với Bạch Linh. Bạch Linh, chú ý đám người tâm đồng, cố gắng không nhúng tay vào. Đại hộ pháp, người lui xuống trước đi. Thanh niên mặc áo choàng màu vàng nhìn về phía trước, ánh mắt ngưng trong, bảo đám người đại hộ pháp lui ra. Ngươi chính là Tiểu Long sao? Giữa không trung, nữ tử lạnh lùng mà cao quý mặc y phục màu lam nhìn Tiểu Long, đôi chân thon dài liên tục bước tới trước mặt Tiểu Long rồi hỏi. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là ta. Tiểu Long hừ nhẹ một tiếng. Ta đã sớm nghe nói qua ngươi, không ngờ ngươi lại tới tộc. Nữ tử này ngẩng đầu, thanh âm thanh thúy động lòng người. Ta không biết ngươi, ta chỉ tới tìm cha ta mà thôi. Tiểu Long nói. Đôi mắt nữ tử này biến ảo, nói. Ta tên là Huyền Doanh, nể mặt nhị thúc, ta không muốn động thủ với ngươi, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Ngươi có thể gặp được nhị thúc hay không phải xem quyết định của trưởng lão hội ra sao? Bó tay chịu trói sao? Ngươi có thực lực này sao? Tiểu Long lạnh lùng nói. Doanh Doanh, đối phó với nhân loại kia, tiểu tử này giao cho ta. Nam tử mặc áo choàng màu vàng bước ra một bước đứng song song với nữ tử này, ánh mắt sau khi quét về phía Lục Lâm Thiên lập tức nhìn chằm chằm vào Tiểu Long. Được. Nữ tử này gật đầu, cũng không có ý kiến gì. Tất cả các ngươi lui ra, chuyện này giao cho chúng ta. Nam tử mặc áo choàng màu vàng phất tay, hơn 10 thanh niên nam nữ phía sau lập tức lùi lại. Ngao! Tiểu Long rít lên một tiếng trầm thấp, phía trên lân phiến quanh người, hỏa diễm màu vàng bắt đầu nhảy lên, không gian quanh thân lặng lẽ bị nhuộm thành màu đỏ. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, bó tay chịu trói hay là để ta động thủ? Thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng ở trước mặt ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nam tử mặc áo choàng màu vàng nhìn Tiểu Long, trong thanh âm xen lẫn một cỗ khí tức hoàng giả khiến cho người ta không dám phản đối. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiểu Long lạnh nhạt nói, hoàng giả chi khí bẩm sinh trên người cũng tràn ra, đối chọi gay gắt. Nhớ kỹ,
ta gọi là Huyền Kình, đừng trách ta ra tay quá nặng. Nam tử này khẽ quát lên một tiếng, thanh âm vừa dứt, thân thể giống như thuấn di xuất hiện trước mặt Tiểu Long, một đạo quyền ấn giống như thiểm điện mang theo một đạo lam quang giống như sao băng đánh xuống. Ta nói ngươi còn chưa đủ tư cách. Thân thể khổng lồ của Tiểu Long đột nhiên bay lên, hỏa diễm màu vàng trong cái miệng dữ tợn tràn ra. Hỏa diễm màu vàng trực tiếp bao phủ quyền ấn màu lam. Xì xì. Quang mang màu lam phá hủy không gian, thế nhưng dưới ngọn hỏa diễm màu vàng này lại bị đốt cháy hầu như không còn. Khi quyền ấn bàng bạc màu xanh ra trời đánh tới vòng xoáy thì đã bị đốt cháy sạch sẽ, mà hỏa diễm màu vàng trong miệng Tiểu Long phun ra cũng biến mất. Ồ! Hỏa diễm màu vàng kinh khủng như vậy khiến cho Huyền Kình ở trên không trung giật mình, thân thể như quỷ mị lóe lên, quyền ấn bị hỏa diễm màu vàng quỷ dị đốt cháy sạch sẽ, từ quyền hóa thành trường, một đạo trưởng ấn nhanh chóng đánh về phía lưng Tiểu Long. Cút ngay cho ta! Tiểu Long giận dữ quát lên một tiếng, cái đuôi lớn nhanh như thiểm điện quật xuống. Phanh! Hai cỗ công kích mạnh mẽ lập tức va chạm vào cùng một chỗ, trưởng ấn và đuôi va chạm giống như thiên thạch va chạm với nhau. Bắn ra quang mang chói mắt khiến cho không gian run lên. Kinh khí khủng bố giống như một cơn lốc trút xuống, không gian như sụp đổ. Một cỗ kình phong đáng sợ không gì sánh được trực tiếp xuyên thấu không gian, bắn ra tứ phía. Khục khục, bằng mắt thường có thể thấy được, Huyền Kình ở dưới lực lượng mạnh mẽ như vậy, thân thể lảo đảo bị đẩy lùi, trong mắt vô cùng kinh ngạc. Tiểu Long này rõ ràng chỉ có tu vi bát giai sơ kỳ, thế nhưng công kích không ngờ lại cường hãn như vậy. Quan trọng nhất là bên trong công kích còn có công kích linh hồn của Thanh Long Hoàng tộc, hắn và người của Thanh Long Hoàng tộc đã giao thủ vô số lần, đương nhiên cực kỳ hiểu rõ công kích linh hồn của Thanh Long Hoàng tộc. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, thân thể khổng lồ của Tiểu Long cũng bị đẩy lui. Công kích của Huyền Kình cũng khiến cho Tiểu Long không khỏi ngưng trọng. Ngao! Trong lúc thân thể bị đẩy lui, Huyền Kình nhìn thân thể khổng lồ của Tiểu Long, ánh mắt lóe lên. Một cỗ khí thế bàng bạc phóng lên trời. Cả không gian run lên, cũng hóa thành bản thể. Lúc này thân thể khổng lồ của Huyền Kình cũng giống như đại hộ pháp, có hư ảnh quy xà tương giao. Yêu hoàng chi khí lần nữa được tăng cường, tuy rằng không có cách nào so sánh cùng Tiểu Long, thế nhưng cũng kéo gần khoảng cách hơn một chút. Ầm ầm, Huyền Kình hóa thành bản thể khổng lồ, câu động năng lượng thuộc tính bàng bạc trong không trung. Quang mang màu lam trên mai rùa bắn ra, thân thể khổng lồ lần nữa va chạm với Tiểu Long. Tiểu Long cũng không cam lòng yếu thế, trong giây lát khẽ quẫy trên không trung, phong vân biến sắc, thanh âm ầm ầm vang lên không dứt bên tai. Tiểu Long giao thủ cùng vói Huyền Kình, Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng mấy. Tu vi hiện tại của Tiểu Long cũng đã gần đạt tới bát giai trung kỳ, tăng thêm thiên phú của bản thể, Huyền Kình này mặc dù cũng không phải là một kẻ có tu vi bát giai trung kỳ bình thường, thực lực so với đại hộ pháp còn mạnh hơn. Thế nhưng thực lực của Tiểu Long sợ rằng cũng không dưới Huyền Kình kia bao nhiêu. Cho dù là so lực phòng ngự, Tiểu Long có Huyền Vũ thần sát cửu giai, càng không cần phải nói nhiều. Nhân loại, ta nghe nói ngươi tên là Lục Lâm Thiên, linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ, là kỳ tài trong đám nhân loại. Huyền Kình giao thủ cùng Tiểu Long, nữ tử gọi là Huyền Doanh này chỉ nhìn vài lần, đôi mắt xinh đẹp lập tức tập trung vào trên người Lục Lâm Thiên. Không ngờ tin tức cũng linh thông như vậy. Nếu đã biết rõ thì ngươi còn hỏi làm gì? Ngươi không cảm thấy nói như vậy có chút thừa thãi hay không? Lục Lâm Thiên nhàn nhạt liếc nhìn nữ tử này. Khí chất lạnh lùng, cao quý kia cũng không tạo thành một chút ảnh hưởng nào tới Lục Lâm Thiên. Nghe lời nói của Lục Lâm Thiên, ánh mắt Huyền Doanh hơi biến đổi, dường như đây là lần đầu tiên có người không để ý tới lời nói của nàng, thậm chí còn lạnh lùng nói với nàng. Đã từng rất lâu rồi, nàng đã chu du qua đại lục Linh Vũ, cổ vực. Đông Hải, tất cả những nam nhân đáng ghét kia một khi nhìn thấy nàng lập tức tìm mọi cách xúm lại. Tiểu Long tuy rằng không được Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta công nhận. Thế nhưng ngươi lại kết thành huyết khế với Tiểu Long đã phạm phải tộc quy của Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta. Dựa theo tộc quy, trước tiên không nói tới việc ngươi tự tiện xông vào Huyền Vũ hoàng tộc, chỉ bằng tội danh kia cũng đủ để khiến cho ngươi bị phế tu vi rồi. Huyền Doanh bình tĩnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong lời nói cũng ẩn chứa một chút uy nghiêm. Tộc quy, nực cười, ta cùng Tiểu Long kết thành huyết khế, một đường tu luyện, đồng cam cộng khổ, so với thân huynh đệ cùng huyết mạch còn thân hơn vài phần. Hôm nay ta cùng Tiểu Long tới đây tìm phụ thân, mà các ngươi lại luôn miệng nói tộc quy, ta chỉ kết thành huyết khế với Tiểu Long mà các ngươi đã muốn phế tu vi của ta.
Tiểu Long cũng có huyết mạch của Huyền Vũ hoàng tộc mà các ngươi lại muốn giết, Hoàng Vũ hoàng tộc thật nực cười. Ha ha ha. Lục Lâm Thiên nhìn Huyền Doanh, tiếng cười lớn vang lên không ngừng. Thanh âm xuyên thấu không trung, giống như sấm sét, vang vọng trong không gian. Tam Hoàng, Lục Lâm Thiên này cũng có chút ngạo khí. Trên một ngọn núi, một lão giả sau lưng Huyền Vũ khẽ nói. Vì tiểu gia hỏa này, Lục Lâm Thiên này có thể liều mạng với Thanh Long hoàng tộc, Lục Lâm Thiên không phải ngạo bình thường, không chỉ có kiêu ngạo mà còn có thực lực để kiêu ngạo. Không biết Lục Lâm Thiên này giao thủ với nhà đầu Huyền Doanh kia ai thắng ai thua. Lúc này Huyền Vũ dường như có chút hứng thú đối với trận chiến của hai người Lục Lâm Thiên, Huyền Doanh. Một người là một trong những người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của tộc ta, một người chính là một trong những người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của nhân loại. Tuy rằng không phải là lục đại hoàng tộc của nhân loại, bất quá ta cũng khó mà đoán được ai thắng ai thua. Một lão giả mặc trường bào nói. Trên một ngọn núi khác, mấy thân ảnh mang theo ánh mắt giống như bao quát cả thiên địa nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, ánh mắt khẽ đổi. Trên quảng trường, thanh âm Lục Lâm Thiên cuồn cuộn quanh quẩn ở trên không, hàn ý toàn thân lan tràn, nhiệt độ trong không trung bỗng nhiên giảm xuống. Những lời này của Lục Lâm Thiên đương nhiên không phải nói với một mình Huyền Doanh, từng đạo khí thức mịt mờ thi thoảng hiện lên kia đương nhiên có thể nghe thấy rõ ràng. Huyền Doanh nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút biến hóa. Đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng về phía Lục Lâm Thiên, nhẹ nhàng nói. Mặc kệ ngươi nói gì, hôm nay ngươi cũng không có cách nào thoát khỏi Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta. Ít nhất dựa vào thực lực của ngươi còn chưa đủ. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vừa dứt, quang mang quanh thân tràn ra, thanh linh khải giáp lập tức xuất hiện. Nhìn thanh linh khải giáp trên người Lục Lâm Thiên, khí tức quanh thân Huyền Doanh biến đổi, gợn sóng trong không gian đột nhiên vặn vẹo, vô cùng quỷ dị. Cả không trung run rẩy. Huyền Doanh nói, tu vi vũ tôn tứ trọng quả thực không kém, thế nhưng muốn chống lại ta dường như còn chưa đủ. Ta nhường ngươi ra tay trước. Ta chưa bao giờ chiếm tiện nghi của nữ nhân, ngươi xuất thủ trước đi. Lục Lâm Thiên nhìn Huyền Doanh, cảm nhận khí tức trên người Huyền Doanh lúc này, Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, thế nhưng trong lòng không dám chủ quan chút nào. Thực lực của Huyền Doanh này không kém huyền kinh kia, so với đại hộ pháp kia còn mạnh hơn nhiều. Cho nên hắn mới khởi động thanh linh khải giáp đầu tiên. Thật sao, vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Thanh âm của Huyền Doanh vừa dứt, đôi chân thon dài dưới sự bao phủ của bộ y phục màu xanh bước ra, yêu nguyên từ trong cơ thể tuôn trào. Cánh tay khẽ múa, năng lượng thuộc tính thủy trong không gian hội tụ. Thân ảnh xinh đẹp lóe lên, bắn tới trước người Lục Lâm Thiên. Công kích của Huyền Doanh chưa tới. Lục Lâm Thiên đã cảm giác được một cỗ năng lượng thuộc tính thủy như đang đè nặng chung quanh khiến cho chân khí trong cơ thể hắn bị ảnh hưởng, giống như đình trệ. Quang mang lóe lên, Lục Lâm Thiên lập tức thúc giục không gian thuộc tính thổ. Quang mang lan tràn ra, xua tan sự ảnh hưởng của thuộc tính thủy chung quanh, thân thể của hắn lập tức lùi về phía sau. Siêu! Thân ảnh xinh đẹp của Huyền Doanh lóe lên, xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Thế nhưng khuôn mặt lập tức biến hóa vì không gian thuộc tính thổ của Lục Lâm Thiên. Cảm giác trầm trọng trong không gian này tạo thành không ít ảnh hưởng đối với nàng, thế nhưng nàng ngay lập tức điều chỉnh lại, cưỡng ép đánh ra một đạo chảo ấn đánh vào vai Lục Lâm Thiên. Phanh! Trong nháy mắt, chảo ấn nhanh như thiểm điện đánh vào trên vai Lục Lâm Thiên. Thân thể Lục Lâm Thiên trực tiếp bị chộp vào tay Huyền Doanh, gợn sóng trong không gian nhoáng lên. Thân thể Lục Lâm Thiên đột nhiên biến mất giống như lặn xuống gợn sóng trong không gian. Tàn ảnh. Sắc mặt Huyền Doanh lập tức biến hóa. Tốc độ của ngươi dường như quá chậm. Trong nháy mắt thân ảnh Lục Lâm Thiên đã bước tới sau lưng Huyền Doanh, năm ngón tay mở ra, năm đạo chỉ ấn nóng bỏng xuyên thấu không gian bắn về phía trước. Siêu siêu. Chảo ấn bắn tới, Huyền Doanh nhíu mày, quang mang trên thân ảnh xinh đẹp lóe lên. Thân thể mềm mại giống như thiểm điện xẹt qua không trung rồi biến mất tại chỗ. Ngay cả chéo áo của nàng năm đạo chỉ ấn nóng bỏng của Lục Lâm Thiên cũng không đánh tới, hoàn toàn tiêu tán trên không trung. Tốc độ của ngươi rất nhanh, thế nhưng còn chưa đạt tới tốc độ mà ta không thể chống lại được. Thân thể Huyền Doanh lần nữa xuất hiện, thân thể mềm mại lăng không đứng thẳng. Trong nháy mắt này quanh thân nàng có năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc kéo tới. Trong chớp mắt khi thanh âm vừa dứt, cổ tay của Huyền Doanh đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo trên không trung. Năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc phô thiên cái địa kéo tới. Siêu siêu.
Năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc ngập trời hóa thành vòng xoáy gào thét trên không trung rồi phô thiên cái địa tuôn ra giống như nước chảy. Không gian tức thì run rẩy. Ở giữa dòng nước chảy này hình thành một vòng xoáy đột nhiên xoay tròn, trực tiếp bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong. Ầm ầm. Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, khí tức đáng sợ cùng với uy áp từ bên trong dòng xoáy tràn ra. Không khí quanh thân Lục Lâm Thiên lúc này vặn vẹo giống như vòi rồng đang quét ngang thiên địa. Ở trong vòng xoáy này, Lục Lâm Thiên lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng trút xuống cơ thể hắn, đánh vào lục phủ ngũ tạng, lực lượng bàng bạc này vô cùng khủng bố. Thật mạnh! Ở bên trong vòng xoáy khủng bố này, trong lòng Lục Lâm Thiên cả kinh, thực lực của huyền doanh này quả nhiên khủng bố. Hắn có thanh linh khải giáp, bất diệt huyền thể, còn có lực phòng ngự của ám ảnh mật bào, nếu không thì không có cách nào ngăn cản được cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy trút xuống. Sắc mặt khẽ đổi, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên không biết từ khi nào đã lặng lẽ được kết. Quang mang năm loại thuộc tính đột nhiên hiện lên quanh thân thể, câu động năng lượng năm loại thuộc tính trong thiên địa. Năm loại năng lượng thuộc tính hóa thành năm đạo quang mang bao phủ quanh thân, ngăn cản vòng xoáy kinh khủng trong không trung ở bên ngoài. Phòng ngự thuộc tính như thế này chính là thứ mà Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ ở bên trong thời không lao ngục. Lúc này hắn tiện tay bố trí ra, thế nhưng cũng có không ít hiệu quả. Siêu. Vòng xoáy khủng bố xoay tròn, gợn sóng trong không gian lúc này biến dạng, xoắn lại. Lực lượng mạnh mẽ đánh vào lớp quang mang thuộc tính đầu tiên. Lớp quang mang thuộc tính đầu tiên vặn vẹo, sau đó lập tức biến mất. Lực lượng tiếp tục đánh vào trên vòng quang mang thuộc tính thứ hai. Ken két. Từ bên trong gợn sóng vang lên thanh âm bạo liệt, ken két. Trong không gian, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ kia vòng quang mang thuộc tính thứ hai vặn vẹo. Tiếp đó là vòng quang mang thứ ba, thứ tư. Thế nhưng để phá hủy được vòng quang mang thuộc tính của Lục Lâm Thiên, dường như vòng xoáy kia đã mất đi rất nhiều sức lực, tốc độ xoay tròn đã chậm đi không ít. Lực lượng xoay tròn khiến cho không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện khe nứt, khí tức khủng bố làm cho lòng người rung động. Phanh! Vòng xoáy khủng bố sau khi phá tan bốn vòng quang mang của bốn đạo năng lượng thuộc tính lập tức đánh vào vòng quang mang thứ năm. Thế nhưng lúc này vòng xoáy khủng bố kia đã không thể làm cho vòng quang mang thuộc tính thổ thứ năm vặn vẹo. Không gian chung quanh vòng xoáy run rẩy, giống như tùy thời sắp sụp đổ. Thực lực thật khủng khiếp. Nhìn hai người giao thủ trên không trung, tất cả thành viên huyền vũ nhất tộc phía dưới nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn xuyên qua vòng xoáy trên không trung, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tình huống của Lục Lâm Thiên ở bên trong. Cơ hồ tất cả tộc nhân của huyền vũ nhất tộc đều biết rõ thực lực của huyền doanh công chúa, là tồn tại đỉnh phong trong đám người tuổi trẻ trong tộc. Thậm chí ngay cả không ít trưởng lão cũng khó mà chống lại được nàng. Không ngờ nhân loại trước mặt lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Đám người Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long phía xa khẩn trương tới mức nắm chặt tay. Đại chiến bực này bọn họ không có cách nào có thể nhúng tay vào. Người có thể nhúng tay lúc này chỉ có một mình Bạch Linh mà thôi. Đôi mắt xinh đẹp của nàng khẽ đảo, trong lòng vô cùng khẩn trương, đồng thời cũng không thể giúp được cái gì. Thế nhưng ít nhất, vấn đề của hai người Lục Lâm Thiên hiện tại không quá lớn. Vũ giả ngũ hệ quả thực có chút bất phàm. Huyền Doanh nhíu mày, dường như cảm thấy ngạc nhiên vì Lục Lâm Thiên có thể chống lại một đạo công kích của nàng. Nếu như ngươi chỉ có một chút thực lực như vậy sợ rằng khó có thể bắt được ta. Trong quang mang thuộc tính, Lục Lâm Thiên nói. Vậy thì cứ nhìn xem. Huyền Doanh cười nhạt một tiếng. Trong chốc lát, thủ ấn trong tay nàng biến hóa vô cùng quỷ dị. Vòng xoáy che khuất không trung bắt đầu xoay chậm lại, thế nhưng nhiệt độ trong không trung bỗng nhiên giảm xuống, giống như rơi vào trong hầm băng. Bên trong vòng xoáy đột nhiên truyền ra rung động. Rung động khuếch tán, hơn nữa còn càng lúc càng nhanh, bên trong tràn ra cỗ khí tức lạnh lẽo tới mức tận cùng giống như có thể đóng băng năng lượng trong phiến thiên địa này. Ồ! Lục Lâm Thiên thân trong không gian đó đương nhiên có thể cảm nhận được biến hóa bên trong, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Huyền Vũ băng không. Huyền Doanh yêu kiều quát lên một tiếng, thủ ấn đánh xuống. Lúc này một màn quỷ dị tức thì xuất hiện, vòng xoáy ngập trời kia ngừng xoay tròn, cả không gian run lên. Ken két. Tiếp đó, trong nháy mắt không gian dưới bầu trời bị che khuất trực tiếp đóng băng. Một cỗ khí tức lạnh lẽo, vô hình lan tràn ra chung quanh. Cỗ uy thế này kéo theo năng lượng thiên địa, khí tức lạnh lẽo lan tràn, xâm nhập vào trong thân thể khiến cho Lục Lâm Thiên bị đông cứng trên không trung. Ngẩng đầu nhìn lên giống như trên không trung lúc này có một hòn đảo bằng băng,
từ trong gợn sóng trong không gian không ngừng vang lên thanh âm răng rắc, từng vết nứt giống như mạng nhện từ chung quanh hòn đảo bằng băng kia nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Giữa không trung, khí tức lạnh lẽo vô hình lan tràn khiến cho sắc mặt mọi người không khỏi biến đổi. Bên trong khí tức lạnh lẽo tràn ngập không trung khiến cho mọi người đều cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt bên trong sự lạnh lẽo kia. Bạo! Ánh mắt Huyền Doanh sáng ngời, bàn tay trắng nõn giương lên, hòn đảo băng khổng lồ bắt đầu nổ tung. Phanh phanh! Hòn đảo bằng băng nổ tung, kinh khí lạnh lẽo khủng bố khuếch tán khiến cho không gian rung động kịch liệt. Khí tức lạnh lẽo tràn ngập không trung. Dưới cỗ khí tức lạnh lẽo này, gợn sóng trong không gian tức thì bị đông thành xương. Từng vết nứt trong không gian đen kịt hiện lên. Cả không gian đột nhiên hỗn loạn, dưới cỗ khí thế như vậy. Người có tu vi tâm thần không đủ khó mà nhìn thấu được bên trong. Một khi tâm thần tới gần lập tức bị khí tức lạnh lẽo ăn mòn, linh hồn đau đớn giống như bị đóng băng. Nhân loại kia có thể chống lại không? Có lẽ nhân loại này không có cách nào chống lại được công kích như vậy. Trong không gian hỗn loạn, cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn vào. Từng ánh mắt mang theo sự khẩn trương nhìn vào không gian hỗn loạn. Ngay cả Huyền Doanh lúc này cũng không ngoại lệ, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn vào trong không gian hỗn loạn. Không nên có việc gì à? Bạch Linh lo lắng nhìn về phía trước, lúc này nàng cực kỳ khẩn trương. Khi kình khí gần biến mất, ánh mắt Huyền Doanh lập tức biến đổi, bên trong không gian hỗn loạn xuất hiện một đạo quang mang màu xanh, quang mang quỷ dị lóe lên bất định. Đây là thứ gì? Nhìn qua không trung, phần đông ánh mắt đều vô cùng nghi hoặc. Lúc này trong không trung hỗn loạn xuất hiện một quang cầu màu xanh lớn chừng hai thước, giống như điện mang, uy áp tràn ra chung quanh khiến cho gợn sóng lan tràn về bốn phía. Trong lúc vô hình khiến cho trong lòng mọi người run rẩy. Khá tốt! Nhìn quang cầu màu xanh này Bạch Linh khẽ thở dài một hơi. Cũng chỉ có vậy mà thôi. Trong lúc mọi người kinh ngạc, thanh âm của Lục Lâm Thiên từ bên trong quang cầu màu xanh truyền ra. Thanh âm vừa dứt, quang cầu màu xanh kia chậm rãi tiêu tán. Ông ông! Tiếng sấm nổ vang vọng, dưới ánh mắt của mọi người, quang cầu màu xanh tách ra làm hai. Một đôi cánh hiện lên trước mắt mọi người, hai cánh mở rộng, thân ảnh Lục Lâm Thiên lần nữa xuất hiện. Lúc này sau lưng Lục Lâm Thiên, phía trên thanh linh khải giáp có một đôi cánh màu xanh hoàn mỹ. Một khe nứt màu đen trong không gian xuất hiện, một cỗ khí tức khiến cho người ta hãi hùng. Khiếp phía tràn ra khiến cho lòng người lạnh lẽo. Đây là linh khí phi hành của nhân loại. Thần khí, đây là thần khí phi hành của nhân loại này. Cơ hồ tất cả ánh mắt lúc này đều nhìn vào huyễn ảnh thanh vũ của Lục Lâm Thiên, khí tức đáng sợ từ bên trên hai cánh lan tràn ra. Một cỗ áp lực khiến cho lòng người chấn động. Không ngờ lại là thần khí. Huyền Kình đang giao chiến bất phân thắng bại với Tiểu Long lúc này cũng không khỏi nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Trong chớp mắt khi Huyền Kình phân tâm, cái đuôi lớn của Tiểu Long đã nhanh chóng đánh tới. Thần khí phi hành. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt Huyền Kình khẽ đổi. Tới phiên ta. Nhìn Huyền Doanh, khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo. Huyễn ảnh thanh vũ sau lưng chấn động, chân khí mênh mông trong đan điền cuồn cuộn. Vũ đan ngũ sắc xoay tròn, chân khí từ trong kinh mạch rộng lớn tràn ra. Khi thanh âm vừa dứt, thân thể hắn đã xuất hiện trước người Huyền Doanh. Thời gian thác loạn. Hư linh huyền ấn. Long ảnh tí. Không linh diệt. Tề thiên liệt địa trảo. Tam thiên lưu vân thủ. Hóa thú linh ấn. Huyễn ảnh thanh vũ khẽ vỗ. Thời gian thác loạn được thi triển. Vây quanh Huyền Doanh tạo thành từng đạo tàn ảnh. Từng tiếng hét lớn trầm thấp từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra. Một đạo thủ ấn được kết. Từng đạo vũ kỹ, linh kỹ lập tức được đánh ra. Trên khôn trung, năng lượng năm loại thuộc tính nồng đậm cuồn cuộn kéo tới, cả không gian theo đó mà sôi trào, tất cả mọi người triệt để khiếp sợ. Đại địa vô ảnh cước, cấm hồn linh quyết, tử vong phong bạo, trọng thủy kết giới, thiên linh diệt hồn chỉ, hàn băng đồng kết sát. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hơn 10 đạo công kích vũ kỹ, linh kỹ được Lục Lâm Thiên đánh ra. Linh, vũ đồng thời được thúc dục, tăng thêm có kinh mạch rộng lớn chèo chống. Chuyện đồng thời đánh ra các loại công kích vũ kỹ, linh kỹ các loại thuộc tính khác nhau đối với người khác là chuyện không thể. Thế nhưng đối với Lục Lâm Thiên vô cùng dễ dàng. Tất cả mọi người cơ hồ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn từng đạo vũ kỹ, linh kỹ trên không trung, bao phủ Huyền Doanh vào bên trong. Kinh khí khủng bố lật tung không gian, công kích vật chất, linh hồn xen lẫn với nhau, dưới kinh khí khủng bố, phong vân biến sắc.
Lục Lâm Thiên này không ngờ có thể đồng thời thúc dục linh vũ, liên tục đánh ra vũ kỹ năm hệ, quả nhiên là yêu nghiệt. Trên ngọn núi phía xa, sắc mặt mấy người sau lưng Huyền Vũ kinh ngạc không thôi. Cùng lúc đó, trên không trung có không ít khí tức mịt mờ thoáng rung động. Phanh phanh phanh. Từng đạo thanh âm bạo liệt cực lớn vang lên khiến cho màng tai mọi người đau đớn. Dưới công kích, năng lượng khủng bố hóa thành quang mang khuếch tán khiến cho không gian rung động kịch liệt, từng vết nứt đen kịt hiện lên trong không gian. Không gian hỗn loạn, kinh khí ngập trời bị vết nứt trong không gian cắn nuốt. Khí tức trên không trung tuy rằng nói là khủng bố, thế nhưng chỉ một lát sau lập tức yên bình trở lại. Khục khục, kinh khí tràn ngập, dưới công kích khủng bố như vậy, thân thể Huyền Doanh được một đạo quang mang màu lam bao phủ bị đẩy lùi. Mỗi khi lùi về phía sau một bước, quang mang màu lam trên người sẽ mờ nhạt đi một ít. Khi một bước cuối cùng được bước lui lại, quang mang màu lam quanh người nàng cũng biến mất. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ bắt đầu tái nhợt. Lục Lâm Thiên, quả thực ngươi đã khiến ta cảm thấy ngạc nhiên, vô cùng bất ngờ. Huyền Doanh ngẩng đầu, ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Thanh âm nhàn nhạt vừa dứt, đột nhiên quang mang quanh thân Huyền Doanh lóe lên, hóa thành bản thể khổng lồ. Một cỗ uy áp mạnh mẽ khuếch tán. Dưới cỗ uy áp cực lớn này, sợ rằng vũ tôn tứ trọng bình thường đã bị áp chế mà sinh ra ảnh hưởng. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Hổ biến. Nhìn Huyền Doanh hóa thành bản thể khổng lồ, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, một tiếng gầm gừ trong miệng truyền ra. Giống. Tiếng hổ gầm vừa dứt, Lục Lâm Thiên thúc dục hình thái thứ hai của Thanh Linh Khải Giáp. Thân thể cong lại, đột nhiên bành trướng trên không trung. Thân thể hóa thành một đầu cự hổ màu xanh trắng. Trên lưng cự hổ, huyễn ảnh thanh vũ hóa thành một đôi cánh lớn chừng 200 mét. Một cỗ thú uy mạnh mẽ khiến cho lòng người hãi hùng, rung động xuất hiện. Vũ kỹ phòng ngự như vậy khiến cho vô số ánh mắt kinh ngạc. Mà vào lúc này từ trong miệng bản thể của Huyền Doanh có một đạo quang cầu màu xanh dẫn động năng lượng thiên địa bàng bạc đánh về thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Ánh mắt trầm xuống, đầu cự hổ kia đột nhiên giơ chiếc chân phải lên, phía trên chân phải lập tức có điện mang quanh quẩn. Trong giây lát, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên đánh ra một chảo, va chạm với quang cầu màu xanh kia. Phanh! Quang cầu màu xanh bị chảo ấn của Lục Lâm Thiên bắt lấy, thế nhưng cỗ lực lượng mạnh mẽ kia cũng đánh vào trên người Lục Lâm Thiên, thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang lên. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên bị đẩy lùi về phía sau. Có thân thể hổ biến, thế nhưng khí huyết trong cơ thể Lục Lâm Thiên cũng cuồn cuộn, chân khí đình trệ trong chớp mắt. Có thể khiến ta khôi phục bản thể, người đã có thể kiêu ngạo được rồi. Đồng thời, cùng lúc đó Huyền Doanh lần nữa lao thẳng về phía trước. Thân thể khổng lồ mang theo công kích cường hãn trực tiếp đập xuống phía dưới. Cho dù ta có kiêu ngạo cũng không phải là việc mà ngươi nói là được. Lục Lâm Thiên khẽ quát, trong sát na, thân thể cự hổ khổng lồ run lên, cái chân bên phải lần nữa chộp xuống. Tề Thiên Liệt Địa Chảo. Nhìn chằm chằm về phía trước. Tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra, trực tiếp dùng chân phải thúc dục Tề Thiên Liệt Địa Chảo, ầm ầm đánh vào bản thể khổng lồ của Huyền Doanh. Ken két, mấy đạo chảo ấn đánh ra, dùng xu thế sấm sét trực tiếp chộp vào mai rùa trên lưng Huyền Doanh. Quang mang bắn ra tứ phía, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đồng thời chút xuống chảo của Lục Lâm Thiên, sau đó lan tràn khắp toàn thân hắn. Phanh phanh, cả không gian lập tức run rẩy, thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên bị đánh bay. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ, thân thể trong khoảnh khắc bị đẩy lùi. Thân thể Huyền Doanh cũng bị ngăn lại, chảo ấn xé rách không gian của Lục Lâm Thiên chỉ để lại 5 dấu ấn trên mai rùa của Huyền Doanh mà thôi, căn bản không thể làm được gì. Lực phòng ngự thật mạnh, không hổ là Huyền Vũ hoàng tộc. Lục Lâm Thiên sợ hãi than, sau khi hổ biến, Tề Thiên Liệt Địa Chảo của hắn càng thêm cường hãn. Dùng tu vi lúc này của hắn, vừa rồi lại toàn lực đánh ra một kích dưới trạng thái hổ biến. Nếu đổi lại là yêu thú bát giai hậu kỳ vừa mới đột phá không lâu, sợ rằng cũng phải mất một lớp da. Lục Lâm Thiên sợ hãi vì lực phòng ngự của Huyền Vũ hoàng tộc, thế nhưng hắn cũng không biết Huyền Doanh lúc này càng thêm sợ hãi về lực phòng ngự của hắn. Huyền Doanh tự biết thực lực của chính mình, một khi đánh về phía vũ tôn tứ trọng bình thường, tuyệt đối sẽ khiến đối thủ tan thành từng mảnh nhỏ. Coi như là vũ tôn lục trọng, sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Không ngờ Lục Lâm Thiên lại bình yên vô sự, không bị tổn thương một chút nào, lực phòng ngự quá kinh khủng. Lực phòng ngự của ngươi là ngươi mạnh nhất trong nhân loại mà ta đã gặp,
người ngày càng khiến cho ta cảm thấy bất ngờ. Huyền Doanh lần nữa có động tác, thân thể khổng lồ phá vỡ không gian, lập tức xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên không xa, thân thể mang theo uy năng khủng bố đánh tới. Còn có thứ khiến cho ngươi cảm thấy bất ngờ nữa đây. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên cũng lập tức đánh tới. Phanh phanh phanh, từng thanh âm bạo liệt vang lên không ngừng, dưới công kích khủng bố như vậy, trong không gian liên tục vang lên thanh âm bạo liệt. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long và Huyền Kình không ngừng va chạm với nhau. Trên phương diện thực lực, đương nhiên Huyền Kình mạnh hơn một chút. Thế nhưng trên phương diện phòng ngự của bản thể, Tiểu Long càng mạnh hơn, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Hai người va chạm, gợn sóng trong không gian bị nghiền nát rồi lại được khôi phục. Mà Lục Lâm Thiên giao thủ với Huyền Doanh, thực lực của Huyền Doanh mạnh hơn một chút, lực phòng ngự từ biểu hiện bên ngoài giống như Lục Lâm Thiên rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng trên thực tế Lục Lâm Thiên hoàn toàn không có rơi xuống thế hạ phong, nhưng mà điều này không có ai có thể nhìn ra được mà thôi. Thế nhưng trên phương diện tốc độ, Lục Lâm Thiên lúc này thi triển Huyền Ảnh Thanh Vũ, rõ ràng so với Huyền Doanh còn nhanh hơn một chút. Cho nên trong lúc nhất thời hai người giao thủ khó mà có thể phân ra thắng bại. Phanh phanh, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên rơi xuống đất mấy lần nữa lại bay lên trời giống như không có việc gì. Huyền Doanh cũng bị đẩy lui mấy lần. Mắt nhìn bốn đạo thân ảnh khổng lồ giao thủ trên không trung, phía dưới yên tĩnh, lần nữa lại có không ít tộc nhân của Huyền Vũ nhất tộc kéo tới, số lượng ở dưới vốn chỉ có hơn 1.000, thế nhưng lúc này đã tới 2-3.000 người. Từng ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn lên không trung. Trong Huyền Vũ nhất tộc không có ai nghĩ tới Tiểu Long này cùng nhân loại kia lại có thể giao thủ khó phân thắng bại với Huyền Kình Vương và Huyền Doanh công chúa. Thực lực như vậy khiến cho mọi người kinh hãi. Coi như là đối với nhân loại như Lục Lâm Thiên, không ít ánh mắt cũng phải biến đổi. Chuyện Huyền Vũ hoàng tộc xem thường nhân loại là sự thật, thế nhưng cũng không phải bọn họ xem thường tất cả nhân loại. Cường giả trong nhân loại cũng khiến cho bọn họ rung động. Mà Lục Lâm Thiên lúc này cũng đã làm được tới bước đó. Ngay cả lực phòng ngự quỷ dị mà khủng bố của Lục Lâm Thiên cũng khiến cho Huyền Vũ hoàng tộc chứ danh về lực phòng ngự phải rung động. Trong công kích khủng bố, bốn đạo thân ảnh khổng lồ rơi xuống. Công kích kinh người là vậy, thế nhưng cho dù là ai cũng không thể làm gì được đối phương. Tiêu hao cực kỳ lớn khiến cho trong lòng bốn đạo thân ảnh đều cảm thấy ngưng trọng. Phanh! Nhân cơ hội lách mình ra, thân thể khổng lồ của Huyền Doanh đánh về phía Lục Lâm Thiên. Thời không lao ngục. Lục Lâm Thiên lập tức thúc giục thời không lao ngục thuộc tính thổ ngăn cản nữ nhân này. Dưới thời không lao ngục, thân thể Huyền Doanh trong khoảnh khắc bị ngăn cản, nhiều loại công kích dung hợp khiến cho nàng cảm thấy khó chịu. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đã sớm tái nhợt từ bao giờ, rốt cuộc hắn đã biết được lực phòng ngự khủng bố của Huyền Vũ hoàng tộc, mấy lần đánh ra công kích vào lưng Huyền Doanh, thế nhưng lại hoàn toàn không tạo thành tác dụng quá lớn, chỉ có thể đem nàng đẩy lùi. Huyền Vũ nộ. Cùng lúc đó, Huyền Kình cùng Tiểu Long giao thủ, hắn cũng không có cách nào chiến thắng được Tiểu Long. Một tiếng hét lớn vang lên, phía trên mai rùa sau lưng đột nhiên có một đạo hư ảnh cự thú màu đen hiển hiện. Hư ảnh này có chút giống như bản thể của Huyền Kình, toàn thân đen nhánh, thân giống như rùa, quy xà tương giao, giống như vật còn sống, mang theo một cỗ uy áp cực lớn. Thân thể Tiểu Long mang theo hỏa diễm màu vàng, cái miệng dữ tợn cũng quát lên một tiếng. Huyền Vũ nộ. Tiếp đó, trên Huyền Vũ thần sắc của Tiểu Long cũng có một đạo hư ảnh quy xà tương giao cực lớn xoay quanh đỉnh đầu. Thể tích hư ảnh này hơn ngàn thước, so với hư ảnh mà Huyền Kình thúc dục ra còn lớn hơn. Uy áp cũng mạnh hơn một chút, năng lượng bàng bạc lặng lẽ lan tràn ra. Dưới cỗ khí thức mạnh mẽ trong năng lượng bàng bạc, không gian vặn vẹo, gợn sóng trong không gian lan tràn ra bốn phía. Đầu dị thú kia sao có thể thúc dục ra công kích thiên phú của bổn tộc. Phía dưới. Từng ánh mắt mang theo sự sôi trào, Huyền Vũ nộ xuất hiện, cơ hồ tất cả tộc nhân của Huyền Vũ nhất tộc đều bị áp chế từ huyết mạch tới linh hồn, phủ phục dưới mặt đất không dám nhúc nhích. Đây là công kích thiên phú, đầu nhiệt xúc kia không ngờ cũng có thể thúc dục công kích thiên phú, so với Huyền Kình Vương tử thúc dục công kích còn mạnh hơn. Trong sát na, 20 mấy người có tu vi bát giai chung quanh biến sắc. Ngao, tiếng gầm gừ trầm thấp giống như rồng ngâm vang lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số tộc nhân Huyền Vũ nhất tộc đang phủ phục, hai đạo hư ảnh hung hăng va chạm vào nhau. Siêu! Hư ảnh va chạm thế nhưng lại không tạo thành thanh âm gì, chỉ là không gian chung quanh lập tức sụp đổ từng khúc.
Nơi hai đạo hư ảnh va chạm, quang mang mạnh mẽ khuếch tán ra chung quanh. Trong chớp mắt này, trong không trung, mấy tộc nhân Huyền Vũ nhất tộc ở gần bị lan tới. Hai đạo công kích thiên phú Huyền Vũ nộ, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị gạt ra. Vết nứt không gian bốn phía nhộn nhạo, năng lượng khủng bố lan tràn ra chung quanh. Khí tức thật đáng sợ. Uy áp thật mạnh. Uy áp này thật đáng sợ a. Phần đông tộc nhân Huyền Vũ nhất tộc ngẩng đầu, cảm nhận khí tức trên hư ảnh phía xa, năng lượng đáng sợ bên trong khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Linh hồn cùng huyết mạch trong cơ thể sôi trào, bành trướng. Người có thực lực thấp hơn một chút thì linh hồn đau đớn. Máu tươi trong cơ thể cuồn cuộn, lan tràn ra trên mai rùa. Ngao! Cơn lốc năng lượng quét qua không gian, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Mấy ngàn tộc nhân Huyền Vũ nhất tộc phía dưới hỗn loạn. Ken két! Cùng lúc đó, dưới thời không lao ngục, thân thể khổng lồ của Huyền Doanh trực tiếp đánh vỡ không gian chui ra. Mà cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên đã sớm có sự chuẩn bị, không biết từ khi nào phía trên hổ chảo đã ngưng tụ tam thần quyết. Không gian chung quanh hổ chảo run lên, hư không vặn vẹo. Trên hổ chảo, thất thải phượng hoàng, hư ảnh quy xa, bạch hổ, dung hợp lại một chỗ, giống như rồng bay phượng múa. Lực lượng khủng bố bên trong khiến cho Huyền Doanh vừa mới chật vật thoát ra khỏi thời không lao ngục tức thì biến sắc, lực lượng này cũng bắt đầu làm cho nàng run sợ. Tam thần quyết. Mắt nhìn Huyền Doanh phá vỡ thời không lao ngục lao ra, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, thân ảnh cự hổ nhanh như thiểm điện bước ra, cả hư không run lên. Hổ chảo đẩy về phía Huyền Doanh, một cỗ năng lượng kinh khủng, cường hãn đột nhiên tuôn về phía chân trời. Huyền Vũ nộ. Sắc mặt Huyền Doanh đại biến. Thấy Huyền Kình và Tiểu Long phía xa đều thúc giục Huyền Vũ nộ, nàng cũng lập tức thúc giục công kích thiên phú. Trên mai rùa sau lưng, hư ảnh quy xà tương giao xoay tròn, lập tức có một đạo hư ảnh khủng bố khuếch tán ra. Trong nháy mắt, dưới Huyền Vũ nộ này, thú ảnh quy xà tương giao khổng lồ đánh ra, Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào. Mà ngay cả linh hồn dường như cũng bắt đầu bành trướng. Trong không ít ánh mắt của mọi người, hai đạo công kích kinh khủng va chạm vào một chỗ. Gợn sóng trong không gian cơ hồ sụp đổ, bị nghiền nát. Một cái khe hở đen kịt hiện lên trong không gian. Dưới Huyền Vũ nộ, một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên khuếch tán. Bên trong tam thần quyết, mấy đạo thú ảnh đột nhiên mở rộng, từng đạo thú ảnh trong khoảnh khắc va chạm vào cùng một chỗ. Huyền Vũ nộ thật khủng khiếp. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đỏ lên. Bên trong Huyền Vũ nộ do Huyền Doanh thúc dục có một cỗ khí tức quỷ dị khuếch tán khiến cho máu trong cơ thể hắn sôi trào, linh hồn đau đớn. Mà dưới công kích Huyền Vũ nộ giống như thực chất, công kích quỷ dị lan tràn khiến cho máu tươi cùng linh hồn trong cơ thể hắn giống như đóng băng rồi rạn nứt vậy. Điều càng khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc chính là bên trong lực lượng khủng bố này dường như còn có một cỗ khí tức quỷ dị, khiến cho hắn ứng phó không kịp. Dưới tình huống hắn không kịp phản ứng lập tức đánh vào người hắn. Thế nào lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ Huyền Doanh này cũng lĩnh ngộ thời gian? Khí tức quỷ dị này khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc, có một loại cảm giác giống như đã từng biết, rất giống như lực lượng thời gian mà hắn đã lĩnh ngộ. Ken két! Công kích quỷ dị này khiến cho chân khí khó có thể ngăn cản, lực công kích quỷ dị có thể trực tiếp xuyên qua chân khí tiến vào trong cơ thể. Máu tươi trong cơ thể bị đóng băng, mà ngay cả linh hồn cùng chân khí cũng có thể bị đóng băng. Tuyệt đối quỷ dị tới mức tận cùng. Hiện tại Lục Lâm Thiên mới hiểu được, lúc trước Liễu Long kia thi triển Huyền Vũ nộ đối phó với đám yêu thú các loại, phần đông yêu thú trực tiếp bạo thể mà chết, hắn còn tưởng rằng đám yêu thú này bị bạo thể do máu tươi trong cơ thể sôi trào. Lúc này hắn mới biết rõ, hóa ra không phải là như vậy. Công kích quỷ dị ngay từ đầu cũng khiến cho máu tươi sôi trào cùng với linh hồn bành trướng. Khiến cho máu tươi cùng linh hồn đóng băng, nóng lạnh luân chuyển. Dưới tình huống trở tay không kịp lập tức bạo thể mà chết, khiến cho người ta khó mà chống lại được. Siêu! Trong nháy mắt khi linh hồn Lục Lâm Thiên sắp bị đóng băng, quang mang trên kim đao màu vàng lần nữa lóe lên. Trong giây lát công kích quỷ dị kia bị kim đao màu vàng ngăn cản ở bên ngoài. Công kích quỷ dị này không thể làm dung chuyển mảy may tới kim đao màu vàng kia. Mà trong người, khi máu tươi sắp bị đóng băng, trong lúc Lục Lâm Thiên biến sắc, điện mang trên lân phiến của hắn lóe lên. Không ngờ có thể ngăn cản không ít công kích quỷ dị kia. Phốc phốc. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, khi chân khí, máu tươi bị đóng băng, hắn đã bị dính công kích. Lục Lâm Thiên lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
chỉ trong chớp mắt như vậy cũng khiến cho Lục Lâm Thiên bị thương không nhẹ, công kích quỷ dị này thực đáng sợ. Miệng phun ra máu tươi, Lục Lâm Thiên không chút do dự thúc dục Tử Kim Huyền Lôi trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Điện mang màu tím từ trong đan điền quanh quẩn bắn ra, khuếch tán ra khắp toàn thân. Dưới Tử Kim Huyền Lôi, tất cả lại khôi phục như cũ. Tuy rằng vẫn bị một chút ảnh hưởng, thế nhưng cũng không còn đáng ngại. Sau khi chống lại được công kích quỷ dị kia, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn phía trước. Ồ! Huyền Doanh nghi hoặc, nhìn bộ dáng của Lục Lâm Thiên dường như công kích thiên phú của nàng đã bị Lục Lâm Thiên này ngăn cản, điều này quá mức không bình thường. Lục Lâm Thiên khôi phục, năm ngón tay nắm chặt, miệng khẽ quát một tiếng. Tam thần quyết, bạo cho ta! Phanh phanh! Không gian run lên! Mấy đạo thú ảnh khổng lồ trong tam thần quyết đột nhiên nổ tung. Thanh âm bạo liệt giống như sấm rền vang vọng, mấy cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đồng thời đánh vào trên hư ảnh của Huyền Vũ Nộ. Siêu siêu! Dưới năng lượng cuồng bạo trùng kích, hư ảnh Huyền Vũ Nộ chỉ rằng co được một lát, rốt cuộc không chịu được mà bắt đầu rạn nứt. Ken két! Năng lượng cuồng bạo lũ lượt kéo tới, hư ảnh trực tiếp bị đâm thủng, trong không gian nhanh chóng xuất hiện từng khe nứt đen kịt. Phía xa, không gian chung quanh công kích thiên phú của Tiểu Long và Huyền Kình rốt cuộc cũng không chịu nổi năng lượng đáng sợ trùng kích. Một tiếng nổ vang vọng không gian, lực lượng mạnh mẽ đánh vào tạo thành một cái động sâu đen kịt trong không Gina, cơ hồ thôn phệ tất cả năng lượng, kình khí vào bên trong. Khục khục, trong nháy mắt, bốn đạo thân ảnh giữa không trung đồng thời bị đánh bay. Phanh phanh, ba đạo thân ảnh khổng lồ tăng thêm thân thể cự hổ của Lục Lâm Thiên trực tiếp rơi xuống mặt đất. Mặt đất rung chuyển, vết nứt trên mặt đất giống như mạng nhện không ngừng lan tràn ra chung quanh. Bốn đạo thân ảnh rơi xuống mặt đất tạo thành tiếng vang giống như là tiếng sấm vang vọng trong lòng tất cả tộc nhân của Huyền Vũ nhất tộc. Phía xa xa, không ít ánh mắt trên ngọn núi cũng sợ hãi thán phục. Công kích như vậy coi như là bọn họ sợ rằng cũng không có mấy người có thể chống lại. Thật đáng sợ. Huyền Kình và Huyền Doanh khổng hổ là người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của tộc ta. Là kỳ tài ít thấy của Huyền Vũ nhất tộc. Đầu nghiệt xúc cùng nhân loại gọi là Lục Lâm Thiên kia cũng là yêu nghiệt. Vô số ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi cùng thán phục. Đối chiến bực này đã vượt quá dự đoán của bọn họ. Trước ngọn núi có một thân ảnh sừng sững đứng đó, ánh mắt khẽ đổi thế nhưng cũng không có động tác gì. Siêu siêu. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, bốn đạo thân ảnh bị rơi xuống lần nữa nhảy lên không trung mà đứng. Khí tức trên bốn đạo thân ảnh khổng lồ này suy yếu không ít. Vừa rồi vì thúc giục công kích, mấy người đều tiêu hao rất nhiều. Khóe miệng Lục Lâm Thiên còn lưu lại vết máu, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long, Huyền Kình, Huyền Doanh. Mỗi lần Tiểu Long thi triển Huyền Vũ Nộ, đều tiêu gần như cạn kiệt, sợ rằng cũng không có cách nào chống đỡ được lâu. Thế nhưng Lục Lâm Thiên phỏng đoán, hai người Huyền Kình cùng Huyền Doanh này cũng không khá hơn là bao. Cảm nhận tình huống trong cơ thể mình. Lục Lâm Thiên cũng có chút lo lắng. Hắn cũng đã tiêu hao gần hết, liên tiếp thi triển thời không lao ngục, lại còn thúc giục tam thần quyết, tiêu hao khổng lồ, thế nhưng còn chưa tới tình trạng không có cách nào trèo chống được. Mặt khác hắn còn có tu vi linh lực, thế nhưng lúc này cũng không phải là lúc lạc quan. Vừa rồi hắn đã bị Huyền Vũ Nộ của Huyền Doanh làm bị thương, tình huống có chút không ổn. Lục Lâm Thiên, không ngờ ngươi lại có thể chống lại công kích thiên phú của ta. Xem ra, người đã chống đỡ không nổi, thúc thủ chịu trói đi. Huyền Doanh nhìn khóe miệng Lục Lâm Thiên vương vết máu, nhẹ nhàng mở miệng nói. Thanh âm vẫn lạnh lùng như vậy. Nhìn Huyền Doanh, Lục Lâm Thiên kinh ngạc, thi triển Huyền Vũ Nộ, nếu như là yêu thú bát giai hậu kỳ bình thường vừa mới đột phá không lâu, sợ rằng không chết cũng bị trọng thương. Thế nhưng Huyền Doanh này lại không có việc gì, lực phòng ngự của Huyền Vũ nhất tộc quả nhiên đủ biến thái. Sợ rằng cho dù hôm nay hắn có xuất hết tất cả thủ đoạn cũng khó tạo thành tổn thương cho Huyền Doanh. Muốn qua được cửa ải đầu tiên này vô cùng khó khăn. Thật sao, ta cũng thấy ngươi không còn bao nhiêu sức lực nữa. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói, thúc giục Huyền Vũ Nộ, Huyền Kình cùng Huyền Doanh này tuyệt đối không còn bao nhiêu khí lực. Thế nhưng chung quanh còn có không ít tộc nhân Huyền Vũ tộc nhìn chằm chằm vào. Hiện tại Tiểu Long cũng không còn bao nhiêu khí lực để đối phó với Huyền Kình kia. Người đâu, liên thủ bắt đám người này lại. Ánh mắt trên bản thể khổng lồ của Huyền Kình quét qua không trung nói. Siêu siêu. 14 thanh niên chung quanh lập tức nhảy ra, từng đạo khí tức tập trung trên người đám người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng,
Thiên Độc Yêu Long. Lão đại, đệ đã tiêu hao quá nhiều, làm sao bây giờ? Thanh âm của Tiểu Long đột nhiên vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Đệ mang đám người tâm đồng đi mau, ta bọc hậu. Các người đi trước một bước. Lục Lâm Thiên nói, thanh âm cũng vang lên trong đầu đám người Bạch Linh. Siêu siêu. 14 thanh niên nam nữ kia lập tức vây quanh Tiểu Long, Lục Lâm Thiên, cùng đám người Bạch Linh. Mà ngay cả đại hộ pháp ở một bên cũng lần nữa xuất hiện. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, nếu như ở bên ngoài, chỉ bằng vào những người này hắn cũng không sợ, ít nhất hắn cũng có thể rời khỏi. Thế nhưng đây lại là hang ổ của Huyền Vũ nhất tộc, hắn cũng không có cách nào đi ra ngoài. Lại nói cũng không thể hạ sát thủ, có thể náo loạn Huyền Vũ nhất tộc, thế nhưng một khi hạ sát thủ, hậu quả sẽ không giống khi trước. Lục Lâm Thiên, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Cho dù ngươi có thể chống đỡ được, người ngươi mang đến cũng không thể chống lại được người của ta. Huyền Doanh nói. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, hắn nhìn nàng nói. Thật sao, thế nhưng chỉ bằng vào các ngươi, muốn giữ ta lại còn chưa đủ. Thời gian có chút gấp gáp, đừng trách chúng ta dùng nhiều người bắt nạt ít. Huyền Doanh nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức nói với 14 người chung quanh. Động thủ đi. Siêu siêu. 14 đạo thân ảnh lập tức nhảy ra, khí thế trên người tràn ra, cả không trung lắc lư. Chúng ta đi. Trong cái miệng dữ tợn của Tiểu Long có hỏa diễm màu vàng phun ra. Hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ không trung, ngăn cản 14 người này lại. Đám người Thiên Độc Yêu Long, Thiên Sí Tuyết Sư, Mạc Lang thừa cơ tiến vào Huyền Vũ thần xác của Tiểu Long. Lục Tâm Đồng có chút do dự, nàng biết rõ loại tình huống như trước mắt bản thân cũng không giúp được cái gì. Thân ảnh xinh đẹp lóe lên, cũng tiến vào bên trong Huyền Vũ thần xác của Tiểu Long. Muốn đi sao? Huyền Kình khẽ quát một tiếng, bản thể khổng lồ lao thẳng về phía Tiểu Long. Chúng ta muốn đi, ít nhất bằng vào các ngươi còn không ngăn được. Huyền ảnh Thanh Vũ khẽ vỗ, thân ảnh cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên lập tức ngăn cản trước người Tiểu Long. Hổ chảo nhanh chóng đánh về phía trước, quang mang màu tím tuôn ra. Một đạo tử kim huyền lôi xuyên thủng không gian bắn về phía Huyền Kình. Ồ! Dưới uy thế bực này, Huyền Kình biến sắc, miệng phun ra một tấm lụa màu xanh ngăn cản. Phanh! Thanh âm bạo liệt kinh người vang lên, không gian trực tiếp nổ tung. Thân ảnh hai người cũng bị đẩy lui. Siêu! Khi thân thể Lục Lâm Thiên vừa mới bị đẩy lui, thân thể khổng lồ của Huyền Doanh đã tới sau lưng Lục Lâm Thiên. Một tấm lụa màu xanh trong miệng nàng cũng đánh vào lưng hổ của Lục Lâm Thiên. Lấy nhiều bắt nạt ít, hóa ra Huyền Vũ nhất tộc cũng làm chuyện như thế này. Thân ảnh của Bạch Linh giống như quỷ mị lóe lên xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên. Cổ tay dương lên, y phục màu trắng trên người bay phất phới. Trên cánh tay đột nhiên có một đạo quang trụ màu trắng bắn ra mang theo một cỗ năng lượng cuồng bạo. Nhanh chóng va chạm với tấm lụa màu xanh của Huyền Doanh. Phanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, lập tức có một cỗ năng lượng cuồng bạo khuếch tán, giống như một cơn lốc cuồng bạo cuốn qua, cả không gian run lên. Lục Lâm Thiên quay đầu, hình thái hổ biến của Thanh Linh Khải Giáp được thu lại, duy trì ở trạng thái hình người. Vừa rồi hắn đã bảo Bạch Linh tiến vào Huyền Vũ thần xác của Tiểu Long, thế nhưng Bạch Linh lại không tiến vào. Lục Lâm Thiên biết rõ Bạch Linh không yên tâm về hắn, cho nên lúc này Lục Lâm Thiên cũng không nói được câu nào. Ngao! Tiểu Long rít gào, thân thể khổng lồ giống như lưu quang bắn về phía trước. Bạch Linh, chúng ta đi. Huyễn ảnh Thanh Vũ sau lưng chớp động, thân thể Lục Lâm Thiên giống như tia chớp ôm lấy Bạch Linh, nhanh chóng theo đuôi. Muốn đi cũng không dễ như vậy đâu. Huyền Doanh, Huyền Kình, Đại Hộ Pháp cùng với 14 đạo thân ảnh phía sau giống như thiểm điện ngăn cản ở phía trước, bọn họ cũng không phải là kẻ yếu. Nếu nghiêm túc mà nói thì thực lực của bọn họ còn trên Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long một chút. Chúng ta đi, các ngươi có thể ngăn cản được sao? Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát lên một tiếng, trong lòng bàn tay có lưu quang xuất hiện. Cả không trung lập tức có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn. Trong chớp mắt ngắn ngủi, cả không gian có lôi vân màu tím dày đặc kéo tới. Siêu siêu! Cơ hồ là cùng lúc, cả không gian run rẩy, một cỗ cảm giác vô cùng nguy hiểm bắt đầu lan tràn trên không trung. Lôi vân màu tím cuồn cuộn, năng lượng đáng sợ từ bên trong tràn ra, điện mang tràn ngập, không ngừng lóe lên. Đây là... Cùng lúc đó, khí tức này lan tràn,
vô số cường giả huyền vũ nhất tộc đang ngăn cản Tiểu Long cùng Lục Lâm Thiên không nhịn được mà ngừng lại, bắt đầu nhìn lên không trung. Ta xem các ngươi có bản lĩnh ngăn cản được ta hay không? Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, bàn tay đột nhiên vỗ xuống. Ầm ầm. Trong lôi vân màu tím ngập trời đột nhiên có từng đạo sấm sét đánh xuống. Vô số đạo sấm sét từ trên trời đánh xuống, quang mang màu tím chói mắt đánh xuống. Từng đạo tử kim huyền lôi đột nhiên phong tỏa không trung, giống như một tấm màn bằng tử kim huyền lôi khiến cho người ta căn bản không dám đi qua. Xoẹt. Từng đạo tử kim huyền lôi được đánh xuống, hung hãn đánh vào đám người Huyền Kình, Huyền Doanh, Đại Hộ Pháp đang dẫn đầu truy đuổi. Ngao ngao. Sắc mặt 14 nam nữ thanh niên phía sau cũng đại biến, không thể không hóa thành bản thể khổng lồ để chống lại sấm sét. Xoẹt. Sấm sét đánh xuống, những nơi sấm sét màu tím khủng bố đi qua, không gian ầm ầm rung động, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh xuống. Cả không gian hỗn loạn. Trời ạ, thần khí, hiện tại thần khí bên trong nhân loại không đáng tiền hay sao? Trên người Lục Lâm Thiên này không ngờ lại có tới hai kiện thần khí. Tử Lôi Huyền Đỉnh, đây là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Hơn 7.000 năm trước có một nhân loại gọi là Huyền Thiên Yêu Tôn mang theo Tử Lôi Huyền Đỉnh đại chiến bất phân thắng bại với một vị thái thượng trưởng lão trong tộc ta. Khó trách lực phòng ngự của Lục Lâm Thiên này lại có thể so sánh được với Huyền Doanh. Đồn rằng sau khi có được Tử Lôi Huyền Đỉnh, lực phòng ngự của Huyền Thiên Yêu Tôn cũng có thể so sánh được với Huyền Vũ Hoàng tộc chúng ta. Phía xa xa, từng ánh mắt mang theo sự kinh ngạc. Từng đạo tử kim huyền lôi đánh xuống, sắc mặt hai người Huyền Kình, Huyền Doanh biến đổi, đành phải nhanh chóng tránh né. Yêu nguyên trên người tràn ra bao phủ thân thể, trong miệng có quang mang màu xanh bắn ra, nhanh chóng tạo thành cấm chế bao phủ không gian. Tuy rằng tử kim huyền lôi khủng bố, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng khó làm gì được hai người. Chỉ là Đại Hộ Pháp lại không giống như vậy, hắn vốn đã bị thương từ trước, lúc này chống đỡ tử kim huyền lôi vô cùng khó khăn. Trong nháy mắt có mấy đạo tử kim huyền lôi đánh xuống, thân thể khổng lồ trực tiếp bị đánh cho lắc lư. Mà mấy người khác trong không trung thì càng không phải nói tới, cả đám giật mình không thôi. Bốn người có tu vi bát giai trung kỳ thì còn khá tốt, có thể miễn cưỡng cố gắng hết sức chống lại. Lực phòng ngự của Huyền Vũ Hoàng tộc dù sao cũng có tiếng. Nhưng mà đối với đám người có tu vi bát giai sơ kỳ mà nói, bản thân khó mà bảo toàn được. Mỗi một lần bị tử kim huyền lôi tập kích, điện mang quanh quẩn trên mai rùa, sau nhiều lần bị công kích, vết thương trên người chồng chất, thân thể khổng lồ rơi xuống mặt đất. Phanh phanh, không trung như nổ tung, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm quanh quẩn trên không trung. Tử kim huyền lôi trực tiếp xuyên thủng không gian tạo thành một hắc động đen thui. Lực lượng khủng bố ngập trời lập tức bị hắc động này thôn phệ, cắn nuốt. Ha ha, Huyền Vũ Hoàng tộc chỉ biết lấy nhiều bắt nạt ít, thế nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Tiếng hét lớn của Lục Lâm Thiên vang lên, Tử Lôi Huyền Đỉnh được thu lại. Quang mang màu tím trong lôi vân lập tức bắn ra, trở lại trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên. Huyễn ảnh thanh vũ sau lưng hắn chấn động, thân thể hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp biến mất trên không trung. Lôi vân trên bầu trời tức thì biến mất. Tất cả khôi phục như lúc ban đầu. 18 người có tu vi bát giai sơ kỳ bị đánh rơi xuống mặt đất. Phía dưới là một đống bừa bộn, không ít đỉnh núi bị san bằng thành bình địa. Huyền Kình, Huyền Doanh nhìn nhau, ánh mắt khẽ đổi, nhìn về phía trước rồi quát lên. Đây là địa bàn của Huyền Vũ Hoàng tộc, các ngươi chạy không thoát đâu. Thanh âm vừa dứt, bản thể thu liễm lại hóa thành hình người. Quang mang lóe lên, thân hình nhanh chóng đuổi theo. Bốn người có tu vi bát giai trung kỳ cũng lập tức hóa thành hình người, ba nam một nữ, ánh mắt bốn người này trầm xuống, mang theo sự kinh ngạc đuổi theo đám người Lục Lâm Thiên. Đáng chết! Đại Hộ Pháp hóa thành hình người, thân ảnh chật vật không thôi. Vết thương trên người chồng chất, mắt nhìn phía dưới, phần đông tộc nhân đều có vết thương. Phía dưới là một đống bừa bộn, không ít đỉnh núi chung quanh bị san bằng. Cảnh tượng bực này tuyệt đối là lần đầu tiên xuất hiện trong Huyền Vũ Hoàng tộc. Không ngờ lại có người dám xông vào Huyền Vũ Hoàng tộc, đả thương vô số cường giả trong tộc rồi lại nghênh ngang rời đi như vậy. Truyền lệnh xuống dưới, triệu tập cường giả trong tộc đi bắt đầu nghiệt xúc cùng với nhân loại kia. Những người hiện tại còn có thể động đậy thì theo ta đi truy bắt bọn chúng. Đại Hộ Pháp giận dữ ngập trời, thân là Đại Hộ Pháp của bổn tộc, đường đường là Đại Hộ Pháp của Huyền Vũ Hoàng tộc, không ngờ hôm nay hắn lại bị trọng thương như vậy. Cơn giận dữ này hắn khó có thể nhịn được. Siêu. Thân thể Đại Hộ Pháp lập tức bắn về phía trước,
đuổi theo đám người Lục Lâm Thiên. Mà sau lưng hắn cũng có vô số tộc nhân Huyền Vũ nhất tộc bị trọng thương nhẹ. Còn đám người chỉ có tu vi lục giai, ngũ giai, tứ giai có đuổi theo cũng vô dụng. Cả quảng trường an tĩnh lại, mấy đạo khí tức mịt mờ trên không trung đảo qua rồi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tộc trưởng, không ngờ thực lực của đầu nghiệt xúc cùng với nhân loại kia lại cường hãn như vậy. Bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Trên một ngọn núi, một lão giả nói với thân ảnh to lớn mà cao ngạo kia. Giao cho đám người Huyền Kình và Huyền Doanh là được rồi. Trong Huyền Vũ Hoàng tộc, đám người kia có thể trốn đi đâu được chứ? Thân ảnh to lớn mà cao ngạo nói. Đầu nghiệt xúc này lại dám làn càn cùng với nhân loại kia như vậy cũng không thể để cho bọn chúng tùy ý làm càn nữa. Một lão giả mặc hoàng bào trầm giọng nói. Tộc trưởng, tam trưởng lão nói đúng. Nếu như tiếp tục để cho đầu nghiệt xúc và nhân loại kia làm càn, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì Huyền Vũ Hoàng tộc chúng ta sẽ bị chê cười. Không ít người phụ họa nói. Trên không trung của sơn mạch bao la có mấy đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua rồi lập tức biến mất trên không trung. Lão đại, mấy người kia vẫn đuổi theo, làm sao bây giờ? Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Trước tiên cứ thoát khỏi bọn chúng rồi nói sau. Lục Lâm Thiên nói, huyễn ảnh thanh vũ phía sau nhanh chóng vỗ, nhanh chóng phi hành cùng Tiểu Long. Trong đầu hắn lúc này lại đang suy nghĩ, đại náo một hồi, đỉnh cấp cường giả trong Huyền Vũ Hoàng tộc lại không lộ diện, quả thực có chút kỳ quái. Hiện tại hắn cũng không thấy những đỉnh cấp cường giả kia ra tay, chuyện này càng khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái. Lâm Thiên, bên trong Huyền Vũ Hoàng tộc này có chút kỳ quái. Bạch Linh bị Lục Lâm Thiên ôm vào trong ngực, trong lòng tuy rằng có chút rung động, thế nhưng lúc này cũng không phải là lúc suy nghĩ nhiều. Quả thực có chút kỳ quái, chỉ là đi một bước tính một bước vậy. Lục Lâm Thiên nói, nhanh chóng thoát thân, tốc độ của Tiểu Long cùng Lục Lâm Thiên đều nhanh tới tận cùng. Thân ảnh nhanh chóng biến mất trên không trung sơn mạch, tốc độ như vậy, thế nhưng sau hai thời thần sau cũng không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của Huyền Kình và Huyền Doanh. Lão đại, sao lại không thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ vậy? Tiểu Long nói, ta cũng không biết. Lục Lâm Thiên cũng đang cảm thấy kỳ quái, rõ ràng trên phương diện tốc độ hai người bọn hắn tuyệt đối nhanh hơn Huyền Kình cùng Huyền Doanh một chút. Vừa rồi còn có thể thoát khỏi Huyền Kình và Huyền Doanh. Thế nhưng tốc độ vừa mới chậm lại một chút thì lập tức bị đám người kia đuổi theo. Đây là không gian do Huyền Vũ Hoàng tộc bố trí, ở trong không gian này sợ rằng chúng ta không thể thoát khỏi người của Huyền Vũ Hoàng tộc, giống như trong tộc của ta vậy. Nếu như có người ngoài xâm nhập vào, cho dù ẩn thân ở đâu đều bị cường giả trong tộc ta biết rõ. Bạch Linh nói, quả thực có chút phiền toái. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, bị theo đuôi lâu như vậy quả thực vô cùng phiền toái. Tốc độ tuy rằng nhanh, thế nhưng tiêu hao khi thúc giục huyễn ảnh thanh vũ vô cùng lớn. Trước mắt tuy rằng hắn không làm sao, thế nhưng một khi tiêu hao hầu như không còn thì sẽ phiền phức lớn. Lão đại, không gian phía trước hình như có chút khác thường. Tiểu Long nói, Lục Lâm Thiên nhìn không gian phía trước, trước mắt hắn là một sơn mạch xanh biếc, tâm thần tràn ra, thế nhưng lại không nhìn ra được sự khác thường gì. Không có gì khác thường à, trước tiên thoát khỏi phiền toái phía sau rồi tính tiếp. Nhìn hai người Huyền Kình, Huyền Doanh ở phía sau không xa, Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long. Hiện tại hắn cũng không có cách nào khác, nếu là chiến đấu sinh tử, Lục Lâm Thiên đương nhiên không sợ Huyền Doanh cùng Huyền Kình. Thế nhưng tình huống hiện tại hắn lại không thể làm như vậy. Cho nên ở trong không gian này hắn chỉ có thể chạy trốn khỏi hai người Huyền Kình và Huyền Doanh mà thôi. Đệ cảm thấy có chút quái dị, dường như có liên quan tới đệ vậy. Đôi mắt cực lớn của Tiểu Long nhìn chăm chú về phía trước. Trong không gian phía trước dường như có một cỗ khí tức tương liên với nó. Tốc độ của nó cũng không giảm, thân thể khổng lồ tức thì xẹt qua không gian. Đại ca! Phía trước hình như là mật địa truyền thừa của bổn tộc. Giữa không trung, thân ảnh xinh đẹp, mềm mại của Huyền Doanh đang xẹt qua không gian. Chung quanh thân thể, gợn sóng trong không gian nhanh chóng lan tràn sang hai bên. Ở trong mật địa truyền thừa, người ngoài căn bản không thể tiến vào. Bọn họ trốn không thoát đâu. Ánh mắt Huyền Kình khẽ đổi, tốc độ giảm một chút. Trước không trung, ở phía dưới có một hạp cốc cực lớn. Cái hạp cốc này vô cùng kỳ lạ. Cực kỳ rộng lớn, lại chỉ một màu xanh ngắt. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ mà nói, nếu nhìn từ bên trên xuống có thể nhìn thấy hạp cốc này vô cùng rộng lớn,
có bộ dáng của một con rùa lớn. Mà bên trên chính là một sơn mạch kéo dài, cả hạp cốc có hình dáng của quy xà tương giao. Phía sau hạp cốc chính là một ngọn núi khổng lồ, ngọn núi cao ngất giống như bản thể huyền vũ. Cửa vào hạp cốc có vách đá, từng ngọn đá kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, giống như cái miệng lớn dữ tợn mở ra. Chỉ là bộ dáng như vậy, Tiểu Long cùng Lục Lâm Thiên cũng không có thời gian chú ý. Phanh! Trước không trung, thân thể Lục Lâm Thiên nhanh chóng tiến lên, huyễn ảnh thanh vũ cắt vỡ không gian, thế nhưng ngay khi muốn lướt qua hạp cốc này, không biết có chuyện gì xảy ra mà lập tức có một cỗ lực lượng mạnh mẽ phản chấn lại thân thể Lục Lâm Thiên. Phốc phốc! Cơ hồ thân thể Lục Lâm Thiên đồng thời bị đẩy lùi, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Siêu! Thân thể khổng lồ của Tiểu Long trong giây lát cũng gặp phải một cỗ lực phản chấn lớn, thân thể khổng lồ bị ngăn lại. Siêu! Cũng trong chớp mắt này, bí văn trên huyền vũ thần sát sau lưng Tiểu Long quanh quẩn, một đạo quan trụ thần dị tức thì bắn về phía trước. Gợn sóng trong không gian phía trước nhộn nhạo rồi mở ra. Thân thể khổng lồ của Tiểu Long nhanh chóng chui vào. Lâm Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Thân thể Lục Lâm Thiên bị đánh bay, Bạch Linh sốt ruột hỏi. Không có việc gì, đi trước rồi nói sau. Nhìn không gian quỷ dị phía trước, Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc. Nhìn thấy thân thể khổng lồ của Tiểu Long tiến vào bên trong, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức theo đuôi Tiểu Long tiến vào bên trong. Siêu! Trong sát na, thân thể khổng lồ của Tiểu Long cùng Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào trong gợn sóng, hư không lập tức khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Không xong, không ngờ bọn chúng lại tiến vào mật địa truyền thừa. Bọn chúng sao có thể đi vào được cơ chứ? Hai người Huyền Doanh, Huyền Kình phía xa kinh ngạc, bởi vì ngoại nhân tuyệt đối không thể tiến vào bên trong mật địa truyền thừa của bổn tộc được. Thế nhưng Tiểu Long này cùng nhân loại kia không ngờ lại có thể tiến vào. Huyền Kình vừa mới giảm tốc độ lúc này cũng có chút nghi hoặc, điều này cũng vượt quá dự tính của hắn. Ánh mắt khẽ đảo, tốc độ lần nữa được đẩy cao, nói. Rất tốt, một khi đi vào bọn chúng muốn chạy cũng không được. Hai người nhìn nhau, thân thể xẹt qua không trung, trong giây lát xuất hiện bên trên hạp gốc. Lưu quang lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Siêu! Trong một không gian quỷ dị, Tiểu Long, Bạch Linh, Lục Lâm Thiên xuất hiện ở bên trong. Không gian này cũng không quá lớn, một mảnh trắng xóa, có một quảng trường khá rộng. Mà phía trước quảng trường có một kiến trúc hình cung điện khổng lồ. Không gian chung quanh cung điện trắng xóa, giống như mây mù vậy. Nhìn không rõ hình dáng bên ngoài, chỉ là nhìn hình dáng to lớn kia cũng khiến cho đám người Lục Lâm Thiên rung động. Trong không gian, gợn sóng cũng biến hóa vô cùng quỷ dị, nhìn qua có một loại cảm giác giống như thời không thác loạn. Đây là nơi nào? Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, khí tức của cung điện này cổ xưa, giống như đã tồn tại vô số năm. Khí tức kia trong lúc vô hình khiến cho hắn run sợ. Mà không gian chung quanh so với không gian trong thiên trụ giới cũng có chút tương tự, thế nhưng cũng không phải quá giống. Siêu! Tiểu Long nhìn không gian phía trước không nói gì. Trong không gian này có một cỗ khí tức khiến cho lòng nó rung động, mơ hồ có cảm giác tương liên với nó. Thân thể khổng lồ của nó lập tức thu liễm hóa thành hình người, Lục Tâm Đồng cùng đám người Thiên Độc Yêu Long cũng xuất hiện ở trong không gian. Trong này rốt cuộc có thứ gì? Tiểu Long nhìn không gian trước mắt, khí tức khiến cho nó có cảm giác tương liên tràn ngập. Ánh mắt nhìn vào hình dáng của cung điện khổng lồ, cỗ khí tức kia dường như từ bên trong cung điện này tràn ra. Coi chừng! Tiếng quát của Bạch Linh vang lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phốc phốc! Lúc này, Mạc Lang, Phi Thiên Ngô Công, Thiên Sĩ Tuyết Sư vừa mới từ huyền vũ thần xác đi ra cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long phía sau dưới cỗ áp lực vô hình cũng nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, sắc mặt Bạch Linh tái nhợt, cỗ áp lực mạnh mẽ kia chút xuống khiến cho nàng khó có thể chống lại. Cẩn thận! Cảm nhận cỗ áp lực đè nặng xuống thân thể, trong khoảnh khắc Lục Lâm Thiên cũng bị áp chế mạnh mẽ. Trong không trung có một cỗ áp lực lặng nặng lên thân thể của hắn. Mọi người thế nào rồi? Tiểu Long quay đầu, nhìn thấy phản ứng của mọi người, nó vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nó hoàn toàn không bị làm sao cả. Tiểu Long, đệ không có việc gì sao? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Không gian thuộc tính thổ được bố trí, đồng thời cũng bao phủ đám người Lục Tâm Đồng vào bên trong. Lúc này áp lực trên người mấy người Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long mới giảm đi một chút.
nhưng mà bao phủ một đám đông như vậy, lực lượng mà Lục Lâm Thiên phải chịu cũng tăng lên. Không gian thuộc tính thổ lập tức vặn vẹo. Đệ không sao. Tiểu Long nói, không gian này không có ảnh hưởng với nó. Bên trong cung điện trước mặt dường như có một cỗ khí tức quen thuộc đang kêu gọi nó đi vào bên trong. Nơi quỷ dị này dường như có liên quan tới Huyền Vũ Hoàng tộc. Chúng ta phiền phức rồi. Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, chỉ có một mình Tiểu Long là không có việc gì. Xem ra không gian quỷ dị này có liên quan tới Huyền Vũ Hoàng tộc. Lực lượng mạnh mẽ trong không gian này chỉ áp chế ngoại nhân, mà không có tác dụng với tộc nhân của Huyền Vũ Hoàng tộc. Trên người Tiểu Long có huyết mạch của Huyền Vũ Hoàng tộc cho nên giờ phút này mới bình yên vô sự như vậy. Phanh! Trong giây lát ngắn ngủi, không gian thuộc tính thổ của Lục Lâm Thiên bị nghiền nát, lực lượng mạnh mẽ đánh xuống khiến cho Lục Lâm Thiên không chịu đựng được mà phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Phốc phốc! Bên ngoài không gian thuộc tính thổ, đám người Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng áp chế mạnh mẽ kia không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại. Đây là mật địa của Huyền Vũ Hoàng tộc, người ngoài tiến vào sẽ bị lực lượng bên trong áp chế tới chết. Bạch Linh cũng khó có thể chống lại, lực lượng vô hình lặng lẽ, không cảm nhận được, thế nhưng lại tàn sát bừa bãi trong cơ thể. Thanh âm vừa dứt, máu tươi trên đôi môi đỏ mỏng của nàng cũng rớt xuống bộ váy trắng tinh. Nhanh, tiến vào trong thiên trụ giới. Lục Lâm Thiên không có thời gian do dự. Hắn có bất diệt huyền thể mà cũng không chống đỡ được, đừng nói tới đám người Lục Tâm Đồng, Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lục Lâm Thiên gọi ra thiên trụ giới, mọi người mang theo sắc mặt trắng bệch tiến vào bên trong. Bạch Linh, nàng cũng tiến vào bên trong đi. Lúc này Lục Lâm Thiên đã không có cách nào cố kỵ huyết độc trên người Bạch Linh nữa, hắn nhanh chóng bảo Bạch Linh tiến vào trong thiên trụ giới. Các ngươi trốn không thoát đâu. Lúc này gợn sóng trong không gian rung động. Thân ảnh hai người Huyền Kình cùng Huyền Doanh xuất hiện cách đó không xa. Thu! Lục Lâm Thiên biến sắc, lập tức thu hồi thiên trụ giới. Mà giờ phút này thân ảnh xinh đẹp của Huyền Doanh lóe lên. Đôi chân dài bước ngang qua không gian, lập tức xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Bàn tay trắng nõn như ngọc xuyên qua không gian đánh xuống. Lão đại, cẩn thận! Thân ảnh Tiểu Long nhanh như thiểm điện đánh tới Huyền Doanh. Thế nhưng thân ảnh vừa động thì một đạo thân ảnh màu lam đã ngăn cản trước người nó, Huyền Kình nhíu mày nói. Không ngờ ngươi cũng có thể tiến vào bên trong mật địa truyền thừa của bổn tộc. Thanh âm vừa dứt, trường bào trên người Huyền Kình run lên, một đạo quyền ấn trong tay nhanh chóng đánh về phía Tiểu Long. Tiểu Long không thể không đánh ra một đạo quyền ấn ngăn cản. Lục Lâm Thiên nhìn thấy trường ấn của Huyền Doanh đánh tới, thân ảnh đang muốn lui lại. Thế nhưng chân khí trong sát na này đã bị không gian nơi này áp chế, không thể vận chuyển thuận lợi. Tốc độ lui lại trước mặt Huyền Doanh quả thực chính là ốc sên. Mà chân khí vận chuyển, dưới áp lực mạnh mẽ trong không gian này, trong miệng Lục Lâm Thiên lần nữa lại có máu tươi phun ra. Phanh! Tiếp đó, một chưởng của Huyền Doanh cũng đánh vào trên vai Lục Lâm Thiên. Chưởng ấn đánh xuống, một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút xuống, yết hầu Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy ngọt ngọt, máu tươi phun ra. Thân thể bị đánh bay về phía xa. Máu tươi nhuộm đỏ bộ y phục màu xanh, sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng trắng bệch. Trong không gian này hắn bị áp chế, căn bản không phải là đối thủ của Huyền Doanh. Phanh! Tiểu Long cùng Huyền Kình đối quyền, thanh âm bạo liệt vang lên. Thân thể Tiểu Long lập tức lảo đảo lui lại, bàn chân đạp mạnh mặt đất. Lão đại, huynh không sao chứ? Thân thể Tiểu Long mượn lửa lui về bên người Lục Lâm Thiên. Phiền phức lớn! Lục Lâm Thiên đứng dậy, dưới trưởng ấn của Huyền Doanh hắn đã bị thương lần nữa. Tăng thêm lực lượng áp chế quỷ dị trong không gian này, tuy rằng hắn có bất diệt huyền thế, thế nhưng cũng có phiền phức lớn. Lục Lâm Thiên, người có thể trèo chống lâu như vậy đã không dễ dàng rồi. Đây chính là mật địa truyền thừa của Huyền Vũ Hoàng tộc ta. Người ngoài căn bản không thể đặt chân vào, nếu là vũ tôn bình thường thì đã hóa thành từng mảnh nhỏ. Người thúc thủ chịu trói đi. Có lẽ tạm thời còn chưa chết. Nếu như cứ cố chống đỡ, sợ rằng sẽ hóa thành mảnh vỡ. Đôi mắt xinh đẹp của Huyền Doanh nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên. Trong khi Huyền Doanh mở miệng nói, sắc mặt Lục Lâm Thiên càng ngày càng tái nhợt, thân thể giống như bị áp chế tới biến dạng. Lực lượng vô hình giống như muốn ép lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn vặn vẹo. Nếu như không có bất diệt huyền thể, sợ rằng lục phủ ngũ tạng của hắn đã sớm hóa thành mảnh vỡ. Lão đại,
làm sao bây giờ? Bất kể như thế nào, không thể rơi vào trong tay bọn họ. Tiểu Long, Lục Lâm Thiên bắt đầu âm thầm trao đổi. Hừ, còn không thúc thủ chịu trói sao? Vậy thì ta phải tự mình động thủ rồi. Huyền Kình nhìn thấy hai người không có phản ứng, thân ảnh lóe lên, cánh tay mang theo một đạo chảo ấn đánh tới. Chảo ấn đánh về phía trước, mang theo vô số tàn ảnh chằng chịt, trong giây lát bao phủ không gian chung quanh Tiểu Long cùng Lục Lâm Thiên. Yêu nguyên mạnh mẽ chấn động, giống như là hồng thủy ngập tràn, phô thiên cái địa tràn ra. Lão đại, chúng ta đi. Nhìn chảo ấn phía trước, Tiểu Long cắn răng nói, ánh mắt âm trầm. Hàn ý từ trong mắt tràn ra. Trong cánh tay trái có một cỗ hỏa diễm màu vàng bắn về phía đạo chảo ấn kia, tay phải đột nhiên nắm lấy thân thể Lục Lâm Thiên, nhanh chóng lùi lại. Đồng thời, Tiểu Long nắm lấy thân thể Lục Lâm Thiên bắn về phía cung điện khổng lồ phía sau. Trong cung điện này có một cỗ khí tức luôn triệu hoán nó. Hiện tại lại không có đường lùi, cho nên Tiểu Long cũng chỉ có thể tiến vào bên trong cung điện mà thôi. Siêu! Hỏa diễm màu vàng hung hăng va chạm với chảo ấn, tạo thành phản ứng dây chuyền. Năng lượng mạnh mẽ chấn động rồi khuếch tán. Không gian đỏ rực, chảo ấn lập tức bị thiêu đốt rồi phai nhạt, kinh khí ngập trời khiến cho không gian run lên. Huyền Vũ Điện này không thể tự tiện xông vào. Hành động của Tiểu Long khiến cho Huyền Doanh kinh hãi, thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng đuổi theo. Một đạo chảo ấn lập tức được đánh về phía hai người Tiểu Long. Siêu! Cùng lúc, trước cung điện cực lớn kia có gợn sóng chớp động, giống như có một cánh cửa xuất hiện. Thân thể Tiểu Long không chút do dự trực tiếp tiến vào bên trong rồi biến mất không thấy gì nữa. Phanh! Chảo ấn của Huyền Kình đánh xuống, lập tức bị gợn sóng trong không gian ngăn cản ở bên ngoài. Một cỗ lực lượng phản chấn mạnh mẽ đánh bay nàng về phía sau. Thân thể mềm mại liên tục lui về phía sau mấy bước, bàn chân đạp mạnh quảng trường. Bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một mảnh vải vàng, đây chỉ là chéo áo của Tiểu Long mà thôi. Không xong! Thân ảnh Huyền Kình cũng xuất hiện, nhìn vào cung điện khổng lồ trước mắt, hai huynh muội nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Huyền Kình vương tử, Huyền Doanh công chúa, đầu nghiệt xúc cùng nhân loại kia đâu? Phía sau, không gian nhoáng lên, đại hộ pháp chật vật, thở hồng hộc đuổi tới. Ầm ầm. Khi đại hộ pháp vừa mới dứt lời cả không gian ầm ầm run rẩy. Trên cung điện có một đạo quang mang chói mắt bắn ra. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh bay thân thể ba người. Ầm ầm, cả không gian Huyền Vũ nhất tộc đột nhiên run lên, ngay sau đó từng đạo khí tức mịt mờ cũng quét tới hạp cốc hình sơn mạch này. Siêu, ngoài hạp cốc, Huyền Kình, Huyền Doanh, đại hộ pháp trực tiếp bị đánh bay ra. Ba người cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, chỉ là ánh mắt ba người đều mang theo sự kinh ngạc, rung động nhìn vào trong hạp cốc mà thôi. Không xong, phiền phức lớn rồi. Ánh mắt đại hộ pháp ngây ngốc, thì thào nói. Tại sao có thể như vậy? Đầu nghiệt xúc này không ngờ ngay cả Huyền Vũ Điện cũng có thể tiến vào. Đại ca, nên làm gì bây giờ? Có người tiến vào Huyền Vũ Điện, cho dù là cường giả trong tộc cũng không có cách nào tiến vào bên trong mật địa truyền thừa. Trong mắt Huyền Doanh hiện lên sự kinh ngạc, loại tình huống này quả thực nàng không thể nào tưởng tượng ra được. Bọn chúng tiến vào Huyền Vũ Điện, có lẽ phụ thân cùng các trưởng lão đã biết. Đợi bọn họ tới rồi nói sau. Huyền Kình thở dài, thân thể lăng không đứng thẳng, ánh mắt sáng rực nhìn vào trong hạp cốc. Lục Lâm Thiên kia cũng tiến vào trong Huyền Vũ Điện, sợ rằng người này sẽ chết. Huyền Doanh khẽ than, trong Huyền Vũ Điện, ngoại nhân càng không thể tiến vào. Coi như là người trong tộc, một khi không có huyết mạch thuần khiết, cũng không thể tiến vào bên trong. Huyền Kình không nói gì, khuôn mặt tuấn lãng nhìn chăm chú về phía trước. Hoàng bào trên người tung bay, vẻ mặt trầm xuống, cúi đầu than nhẹ một hồi. Đại ca, Tiểu Long dù sao cùng là huyết mạch của nhị thúc, vì sao? Huyền Doanh chớp mắt, lời còn chưa dứt thì đã bị đại hộ pháp ngắt lời. Huyền Doanh công chúa, đầu nghiệt xúc kia tuy rằng là huyết mạch của nhị hoàng, thế nhưng cũng là huyết mạch của Thanh Long nhất tộc, tộc quy không thể phá bỏ. Nhị hoàng đã phạm vào tộc quy, lại nói giữa tộc ta và Thanh Long nhất tộc cũng có thù hận không thể hóa giải. Đại họ pháp nói, gợn sóng trong không gian chớp động, thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Khi Tiểu Long cùng Lục Lâm Thiên xuất hiện thì hai người đã ở trong một không gian yên tĩnh. Trong không gian này có lam quang quanh quẩn, tầm mắt bị ngăn cản. Lão đại, dường như bọn chúng không đuổi theo. Nhìn chung quanh,
Tiểu Long nói với Lục Lâm Thiên. Siêu. Lục Lâm Thiên lần nữa phun ra máu tươi, sắc mặt đỏ lên. Trong không gian này, cỗ lực lượng áp chế kia so với bên ngoài còn mạnh mẽ hơn nhiều. Thân thể hắn mềm nhũn, quỳ một chân xuống đất, lực lượng áp chế quỷ dị này giống như muốn đánh nát thân thể hắn vậy. Lúc này Lục Lâm Thiên lại không biết, nếu không phải trong đầu có kim đao màu vàng, nếu như đổi lại là người khác tiến vào trong Huyền Vũ Điện thì đầu tiên hồn anh trong đầu sẽ nổ tung. Lão đại, huynh thấy thế nào? Sắc mặt Tiểu Long đại biến, nó cũng cảm giác được lão đại có chút không ổn. Đây dường như là mật địa truyền thừa của Huyền Vũ Hoàng tộc. Người bên ngoài không thể tiến vào bên trong, đệ cẩn thận tìm tòi một chút. Nói không chừng sẽ có không ít chỗ tốt với đệ, cầm lấy thiên trụ giới, ta sẽ tiến vào bên trong thiên trụ giới. Lục Lâm Thiên nói xong, tâm thần gọi thiên trụ giới ra, thân ảnh trong chớp mắt tiến vào bên trong thiên trụ giới. Lực lượng áp chế trong không gian này khiến cho hắn căn bản không thể chống đỡ được nữa. Nếu như tiếp tục chống lại, Lục Lâm Thiên có chút hoài nghi, bất diệt huyền thể không biết có thể bất diệt hay không. Siêu. Tiến vào tầng thứ hai trong thiên trụ giới, thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa tiến vào bên trong lập tức thở phào một hơi. Lực lượng áp chế vừa rồi ở bên ngoài quả thực vô cùng quỷ dị, quá mức cường hãn. Thân ảnh xuất hiện trong không gian, Lục Lâm Thiên buông lỏng tâm tình. Cũng may ở bên trong thiên trụ giới không phải chịu lực lượng áp chế như ở trong không gian quỷ dị kia. Bằng không quả thực không xong, thiên trụ giới cũng có lai lịch cực lớn, ngay cả sư phụ Chí Thánh Đại Đế của hắn cũng không biết lai lịch của nó. Ca ca, bên ngoài thế nào rồi? Trong tầng thứ hai thiên trụ giới, đám người Lục Tâm Đồng, Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư đã ở bên trong. Sau khi tiến vào thiên trụ giới, áp lực trên người mọi người tiêu tán. Thế nhưng dưới áp lực trong không gian quỷ dị kia tất cả mọi người đều bị trọng thương, mà ngay cả Bạch Linh cũng bị thương không nhẹ. Cũng không quá tốt. Tâm thần Lục Lâm Thiên dò xét bên ngoài. A, à, tâm thần vừa mới tràn ra bên ngoài, Lục Lâm Thiên lập tức kêu thảm một tiếng. Một đạo linh hồn lực của hắn vừa mới tiến ra ngoài thiên trụ giới lập tức bị một cỗ lực lượng quỷ dị phá hủy, trong đầu tức thì đau đớn. Lâm Thiên, sao vậy? Bạch Linh tiến lên rồi hỏi. Ta nghĩ chúng ta đã bị vây khốn, phải xem Tiểu Long có thể thoát không được hay không. Lục Lâm Thiên lắc lắc cái đầu, xua tan cảm giác đau đớn, vẻ mặt ngưng trọng nói. Vậy bây giờ cũng chỉ có thể đợi Tiểu Long thoát khốn mà thôi. Thương thế của ngươi rất nặng, mau chóng điều tức đi. Bạch Linh nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiểu Long, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự khẩn trương. Được, mọi người đều đi dưỡng thương đi. Lục Lâm Thiên gật đầu, nhìn qua Bạch Linh nói. Chú ý nhìn hắc tuyến trong lòng bàn tay của nàng, chú ý huyết độc bộc phát. Thời gian trong không gian này cũng không giống bên ngoài đâu. Ta biết rồi, người cứ điều tức đi. Bạch Linh nói. Trong không gian màu lam, sau khi lão đại tiến vào trong thiên trụ giới, Tiểu Long lập tức nắm thiên trụ giới vào trong tay. Thân thể bất động, trong lòng suy tư một hồi, sau đó đem thiên trụ giới bỏ vào trong ống tay áo. Ánh mắt Tiểu Long lần nữa đánh giá không gian chung quanh. Trong không gian màu lam này có năng lượng thuộc tính thủy nồng đậm. Cũng không biết ở không gian phía trước có thứ gì, ánh mắt không thể nhìn về phía xa được. Trong không gian này, Tiểu Long có thể cảm giác được một cỗ khí tức đang hô ứng với hắn. Khí tức này có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc, giống như có liên quan tới hắn. Hít! Tiểu Long hít sâu một hơi, khí tức vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này dường như đang triệu hoán hắn. Dựa theo dấu vết của khí tức, Tiểu Long chậm rãi đi về phía trước. Khí tức này đối với Tiểu Long lúc này mà nói có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Men theo sự hô ứng của khí tức, Tiểu Long chậm rãi đi tới. Không gian chung quanh yên tĩnh dị thường, yên tĩnh tới mức khiến cho người ta sợ hãi. Thậm chí Tiểu Long lúc này còn nghe được tiếng tim đập của bản thân. Trong sự yên tĩnh này cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hoặc như chỉ trong chốc lát. Quang mang màu lam phía trước càng lúc càng đậm. Năng lượng thuộc tính thủy càng lúc càng nồng nặc, trong mắt Tiểu Long rốt cuộc cũng hiện lên một chỗ đang phát sáng. Bên trong quang mang thuộc tính thủy đậm đặc có quang mang kỳ dị hiện ra. Một cỗ khí tức khó có thể nói nên lời hiện lên trong lòng Tiểu Long. Cỗ khí tức này khiến cho máu tươi trong cơ thể Tiểu Long sôi trào. Bên trong quang mang kia dường như có một thanh âm đang không ngừng thúc giục nó. Hình như là trong này. Tiểu Long dừng bước. Có chút do dự không biết có nên tiến về phía trước hay không. Siêu siêu.
Trước hạp gốc xanh ngắt một màu, hai bên là vách núi đá, từng hòn đá kỳ dị đứng sừng sững, trên không có từng tiếng xé gió gấp gáp vang lên. Lập tức có hơn 40 đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Hơn 10 đạo thân ảnh này xuất hiện, cả không trung tràn ngập áp lực. Những người tới đây đều là cường giả. Nếu lúc này Lục Lâm Thiên cảm nhận được khí tức trên những người này tuyệt đối sẽ bị chấn động. Trong đám người, dẫn đầu là một người mặc một bộ trường bào màu xanh, ước chừng 4 đến 50 tuổi, thân thể to lớn, ngũ quan góc cạnh, đặc biệt là dưới hàng lông mày kiếm chính là đôi mắt đen trong suốt. Trong suốt giống như có thể bao quát cả không gian. Người này bình tĩnh lăng không đứng trên không trung, trên người tràn ngập một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ không thể che giấu. Tộc trưởng, chư vị trưởng lão, nhiệt xúc kia đã tiến vào mật địa truyền thừa, còn tiến vào bên trong Huyền Vũ Điện. Đại hộ pháp nhìn thấy đám người này xuất hiện, lập tức vội vàng nói, kể lại chuyện vừa xảy ra. Tại sao lại có thể như vậy? Đầu nhiệt xúc kia sao có thể tiến vào mật địa truyền thừa của bổn tộc? Lại còn tiến vào bên trong Huyền Vũ Điện. Phần đông thân ảnh vừa tới nghi hoặc không thôi. Tiếp nhận truyền thừa trong Huyền Vũ Điện, mỗi một lần chỉ có một người đi vào. Sau khi tiếp nhận truyền thừa thì Huyền Vũ Điện mới mở ra để cho người khác đi vào. Cho dù là ai cũng không có cách nào đi vào trong lúc truyền thừa. Phải làm sao mới tốt đây? Không phải đầu nhiệt xúc kia cũng nhận được truyền thừa đó chứ? Cái đó rất khó nói. Đầu nhiệt xúc kia có thể thúc giục công kích thiên phú của Huyền Vũ hoàng tộc ta. Còn có thể tiến vào mật địa truyền thừa, lại tiến vào trong Huyền Vũ Điện, nói không chừng quả thực có thể tiếp nhận truyền thừa. Phần đông cường giả nghị luận, hai người Huyền Kình cùng Huyền Doanh cũng đi tới đại hán trung niên to cao kia rồi nói. Phụ thân, nhân loại gọi là Lục Lâm Thiên cũng đã tiến vào Huyền Vũ Điện. Cái gì, nhân loại kia cũng tiến vào trong đó. Nghe Huyền Doanh nói vậy, mọi người lần nữa khiếp sợ. Lục Lâm Thiên kia chẳng lẽ có thể chống lại cấm chế do tổ tiên bố trí bên trong mật địa truyền thừa hay sao? Đại hán mặc trường bào màu xanh khẽ nói, ánh mắt nhìn hạp cốc phía dưới thất thần, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Mà người này chính là đương kim tộc trưởng Huyền Cốt của Huyền Vũ hoàng tộc, trên đại lục tuyệt đối là cường giả. Tu vi của hắn, cho dù là người trong tộc cũng không có mấy người biết rõ. Mọi người chỉ biết thực lực của vị tộc trưởng này thâm bất khả trắc, chỉ là chưa từng nhìn thấy vị tộc trưởng này ra tay qua mà thôi. Cũng không phải, bất quá chỉ dựa vào lực phòng ngự biến thái chống đỡ mà thôi. Trước khi tiến vào Huyền Vũ Điện đã sắp chống đỡ không nổi. Sợ rằng sau khi tiến vào Huyền Vũ Điện sẽ bị bạo thể mà chết. Huyền Kình nói, Lục Lâm Thiên này có bất diệt huyền thể của Huyền Thiên Yêu Tôn, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Huyền Cốt nhíu mày, nhìn về phía trước rồi nói. Tam đệ, đệ cũng tới rồi sao? Đại ca cũng đã tới, đương nhiên tiểu đệ cũng phải tới xem một chút. Khi thanh âm vừa dứt, không gian phía trước chấn động, lập tức có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Đi đầu là một đạo thân ảnh hùng vĩ. Mặc một bộ trường bào màu đen nhạt. Quanh thân có năng lượng thiên địa hội tụ, mang theo khí thế mạnh mẽ vô cùng. Mà người này chính là Huyền Vũ. Sau lưng Huyền Vũ, mấy lão giả lập tức hành lễ với Huyền Cốt. Bái kiến tộc trưởng. Bái kiến Tam Hoàng. Nhìn thấy Huyền Vũ, phần đông thân ảnh sau lưng Huyền Cốt cũng hành lễ. Chúng trưởng lão không cần đa lễ. Huyền Vũ phất tay, lập tức hỏi Huyền Kình với Huyền Doanh. Huyền Kình, Huyền Doanh, tiểu gia hỏa kia đã tiến vào trong mật địa truyền thừa sao? Tam thúc, hắn không những không tiến vào mật địa truyền thừa mà còn tiến vào Huyền Vũ Điện. Hiện tại chúng ta cũng không có cách nào tiến vào bên trong được. Huyền Doanh nói với Huyền Vũ. Ồ, Huyền Vũ nhíu mày, nhìn các trưởng lão chung quanh rồi khẽ mỉm cười nói. Chư vị trưởng lão, hiện tại các ngươi định làm như thế nào? Mọi người nhìn nhau, không có ai đáp lời. Bọn họ cũng biết quan điểm của Tam Hoàng trong chuyện này là bảo vệ huyết mạch của Nhị Hoàng và Thanh Long Hoàng tộc. Trên đại hội trưởng lão khi trước, Tam Hoàng đã từng cố gắng bảo vệ thế nhưng cũng không thành công. Tam đệ, đệ cảm thấy thế nào? Huyền Cốt nhìn Huyền Vũ rồi nhẹ giọng hỏi. Tiểu gia hỏa tiến vào trong Huyền Vũ Điện, mà ngay cả cấm chế do tổ tiên bố trí cũng không bài xích nó. Chư vị trưởng lão chẳng lẽ còn không chấp nhận nó sao? Huyền Vũ nhìn mọi người rồi nói. Tam Hoàng, nếu như là huyết mạch của Nhị Hoàng với người khác còn dễ nói, thế nhưng đây lại là Thanh Long nhất tộc. Trong tộc có tộc quy, không thể không tuân theo tộc quy. Người gọi là Tam Trưởng Lão nói với Huyền Vũ,
thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Khí tức quanh thân như ẩn như hiện, thế nhưng trong lúc vô hình lại khiến cho năng lượng thiên địa chấn động. Tam trưởng lão, tộc quy không thể không tuân. Thế nhưng thiên phú của tiểu gia hỏa kia các ngươi cũng đã nhìn thấy, yêu hoàng khí thiên cấp, huyền kình và huyền doanh sau khi tiếp nhận truyền thừa cũng chỉ đạt tới địa cấp đỉnh phong mà thôi. Còn tiểu gia hỏa kia trời sinh đã là thiên cấp, trong huyền vũ hoàng tộc chúng ta từ lâu đã không xuất hiện qua yêu hoàng khí thiên cấp rồi. Sau lưng huyền vũ, một lão giả áo xanh bước ra, giống như là lăng không thuấn di. Vẻ mặt dường như có chút kích động, khí tức quanh thân tuyệt đối không kém tam trưởng lão kia. Ánh mắt tam trưởng lão chớp động, cơ mặt run lên nói. Lời của nhị trưởng lão tuy rằng có lý, bất quá huyền vũ nhất tộc ta cùng thanh long nhất tộc tuyệt đối không thể có liên quan gì. Việc này dù sao cũng cần đại hội trưởng lão biểu quyết. Đại hội trưởng lão, ha ha, vậy thì các ngươi cứ đợi tiểu gia hỏa này đi ra rồi hãy tổ chức đại hội trưởng lão đi. Huyền vũ cười ha ha, trong tiếng cười có chút giận dữ nói. Chư vị trưởng lão, bằng không hiện tại các ngươi cứ đi vào bắt nó đi ra đi. Hẳn tam đệ đã quên. Một khi có người ở trong huyền vũ điện thì cho dù là ai cũng không thể tiến vào. Huyền cốt lạnh nhạt nói, ánh mắt thâm thúy như biển, khiến cho người ta nhìn không thấu. Đúng vậy, ta đã quên a. Huyền vũ như cười như không nói. Chung quy nó sẽ ra ngoài, ta muốn nhìn xem nó có thể ở bên trong bao lâu. Y phục trên người tam trưởng lão run lên, tinh quang trong mắt bắn ra, nhìn về phía hạp gốc. Vậy thì chư vị trưởng lão cứ chậm rãi nhìn xem. Huyền Vũ cười cười, nhìn Huyền Kình cùng Huyền Doanh nói. Huyền Kình, Huyền Doanh, hai người các ngươi lần trước mất bao nhiêu thời gian tiếp nhận truyền thừa. Bẩm tam thúc, đại ca dùng 11 tháng lẻ 3 ngày. Còn con dùng 11 tháng lẻ 4 ngày. Con vừa mới tiến vào trong thiên điện thì lập tức bị bài xích ra ngoài. Huyền Doanh khẽ nói. Thời gian 11 tháng, năm đó ta cũng lâu như vậy. Đại điện thiên địa huyền hoàng. Người có thể đặt chân vào thiên điện thế nhưng lại bị bài xích ra ngoài, bởi vì bản thân yêu hoàng khí của ngươi đã đạt tới địa cấp đỉnh, nhưng chung quy vẫn cách thiên cấp một bước ngắn. Nói không chừng về sau sẽ có cơ duyên đạt tới thiên cấp. Huyền Vũ mỉm cười nhìn chất nam cùng chất nữ, lại nhìn mọi người chung quanh nói. Chư vị trưởng lão, tiểu gia hỏa kia bây giờ đang ở huyền Vũ Điện. Một khi có thể đi vào, có lẽ nó cũng sẽ nhận được truyền thừa. Mọi người nhìn nhau. Trong lòng đều hiểu rõ, một khi đã tiến vào được huyền vũ điện, sợ rằng chuyện nhận được truyền thừa đã định. Đạt được truyền thừa thì sao? Huyết mạch không tinh khiết, sợ rằng cũng không thu được quá nhiều truyền thừa. Tam trưởng lão mặc hoàng bào do dự một lát rồi nói với huyền vũ. Tam trưởng lão, đừng quên trên người tiểu gia hỏa còn có huyền vũ thần xác. Huyền vũ thần xác này là ai lưu lại, trong lòng các ngươi có lẽ cũng đã đoán ra được. Truyền thừa của vị tiền bối kia trong tộc có lẽ tiểu gia hỏa cũng đã đạt được. Chỉ bằng vào cái này, chẳng lẽ chư vị muốn gây bất lợi cho nó hay sao? Nếu dựa theo tộc quy, tiểu gia hỏa kia đạt được truyền thừa của vị tiền bối đó đương nhiên cũng được tính là đệ tử thân truyền của tiền bối. Lại nói tới thân phận của vị tiền bối kia, các ngươi dám can đảm phạm thượng sao? Hừ! Thanh âm của Huyền Vũ vừa dứt, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt đảo qua mọi người. Cuối cùng nói với Huyền Cốt. Đại ca, tiểu đệ đi trước. Lần này tiểu gia hỏa tới tộc, bất kể như thế nào tiểu đệ cũng phải đi nói với nhị ca một tiếng. Tam Hoàng, lúc này không được nói với nhị Hoàng, vạn nhất. Ánh mắt tam trưởng lão biến đổi, lời còn chưa dứt đã bị Huyền Vũ ngắt lời, nói. Tam trưởng lão, chẳng lẽ ngươi sợ nhị ca ta đi ra sao? Ngươi phải biết rằng, nhị ca ta khi trước tình nguyện diện bích. Nếu như các người dám động vào tiểu gia hỏa, đừng nói là ta, sợ rằng đến lúc đó nhị ca sẽ đi ra, cho dù là ai cũng khó coi a. Tam đệ, việc này liên quan tới nhị đệ, đương nhiên phải có lời với nhị đệ. Ta vốn cũng định đi thông báo cho nhị đệ, thế nhưng đệ đã muốn đi vậy thì hãy thay ta thông báo cho đệ ấy. Huyền Cốt nói. Tộc trưởng, nhưng mà... Tam trưởng lão nghe vậy lập tức lo lắng nói. Huyền Cốt vung tay. Trong mắt hiện lên khí thế không thể phản kháng, hắn nói. Tam trưởng lão không cần nhiều lời, bất kể như thế nào chuyện này cũng nên giải quyết. Tất cả mọi chuyện chờ sau khi tới đại hội trưởng lão rồi quyết định. Trong không gian lạ lẫm, Tiểu Long nhìn về quang mang tràn ngập thuộc tính thủy nồng đậm, bên trong khe hở kia dường như khí tức chấn động ngày càng mạnh, không ngừng hô hoán với hắn.
dù sao đã tới, cho dù gặp nguy hiểm cũng phải thử một chút. Tiểu Long cân nhắc một hồi, hai con mắt đen nhánh trầm xuống, cắn răng thì thào nói. Cất bước đi về khe hở phía trước. Siêu! Ngay khi thân ảnh Tiểu Long vừa mới tiếp cận khe hở, một cỗ quang mang màu đen quỷ dị đột nhiên bắn ra. Dùng tốc độ Tiểu Long không thể phản kháng, trực tiếp thôn phệ Tiểu Long vào, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong tầng thứ hai của thiên trụ giới, mọi người khoanh chân ngồi. Nhanh chóng phục dụng đan dược cùng linh dược chữa thương, tất cả mọi người đều có không ít thương tích, không một ai may mắn thoát khỏi. Lúc này Lục Lâm Thiên bị tổn thương rất nặng, sau khi phục dụng mấy khỏa đan dược chữa thương bát phẩm, sau đó được một đạo quang mang bao phủ thân thể rồi điều tức. Lúc này Bạch Linh lại đang ở trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới. Bởi vì liên quan tới thời gian của huyết độc mà Lục Lâm Thiên lại không có cách nào khẳng định Bạch Linh ở bên trong không gian của thiên trụ giới có bị thời gian bên trong thiên trụ giới đồng hóa hay không, huyết độc có bộc phát hay không, cho nên hắn đành phải để Bạch Linh tiến vào tầng thứ nhất của thiên trụ giới. Dù sao thời gian ở tầng 1 cũng chênh lệch ít hơn so với tầng 2. Trong Huyền Vũ Hoàng tộc, quần sơn liên miên, trong một kiến trúc cổ xưa, khí tức tang thương tràn ngập giống như tồn tại đã lâu. Huyền Vũ bước nhanh trên con đường đá, xuyên qua con đường bằng đá, lập tức xuất hiện trước thạch thất. Chung quanh thạch thất có một vòng gợn sóng trong không gian, vòng gợn sóng này giống như một cái LNG năng lượng, không có cửa vào cũng như cửa sổ. Tam đệ, có chuyện gì mà đệ vội vàng như vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Thanh âm từ trong thạch thất vang lên. Nhị ca, đệ cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Huyền Vũ đứng bên ngoài thạch thất, trong mắt mang theo sự ngưng trọng. Ồ! Thanh âm bên trong vang lên mang theo sự nghi hoặc, buồn bã nói. Ta nhớ đại hội bốn tộc còn 3 năm nữa. Nghe nói Huyền Kình cùng Huyền Doanh đều có thực lực không tệ. Không biết có chuyện gì mà khiến cho đệ sốt ruột như vậy. Đại hội bốn tộc còn 3 năm nữa mới tới. Đệ cũng không lo lắng vì việc này. Huyền Vũ nói. Hôm nay trong tộc xuất hiện một chuyện lớn, vô cùng náo nhiệt. Ta cũng cảm nhận được một chút động tĩnh, làm sao vậy? Thanh âm trong thạch thất lại vang lên, hỏi. Huyền Vũ nói, tộc trưởng Cửu Vĩ Yêu Hồ mới nhất mang theo mấy người xông vào trong tộc. Hai người trong đó đã thương hơn 200 người trong hộ pháp đoàn. Hơn 10 hộ pháp bát giai bị trọng thương, đại hộ pháp cũng bị trà đạp, cuối cùng Huyền Kình cùng Huyền Doanh ra tay cũng không có cách nào làm gì được hai người đó. Trong tộc đã bị hai người đó nháo tung trời. Là tộc trưởng mới nhất của Cửu Vĩ Yêu Hồ sao? Quan hệ của Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc với Huyền Vũ Hoàng tộc chúng ta cũng không kém, cũng không đến mức đại náo Huyền Vũ Hoàng tộc chúng ta a. Thanh âm trong thạch thất nghi hoặc nói. Nhị ca, đây cũng không phải là người của Huyền Vũ Hoàng tộc. Huyền Vũ nói. Vậy thì kỳ quái, còn có ai dám làm càn trong tộc ta như vậy cơ chứ? Thanh âm trong thạch thất ngày càng nghi hoặc. Huyền Vũ từ từ nói. Là Tiểu Long còn có Lục Lâm Thiên kia. Cái gì? Người trong thạch thất nghe vậy, thanh âm lập tức run rẩy nói. Tam đệ, đệ nói thật sao? Đương nhiên là thật, hiện tại bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Huyền Vũ cười khổ nói. Vậy hiện tại Tiểu Long đang ở đâu? Người trong tộc có làm gì nó không? Người trong thạch thất gấp gáp hỏi. Những trưởng lão kia rất muốn bắt Tiểu ra hỏa, thế nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Huyền Vũ nói. Tam đệ. Đệ mau nói rõ một chút. Đại ca cứ yên tâm, không cần vội. Huyền Vũ nói. Trong sơn mạch xanh ngắt một màu, trước hạp gốc, đại hộ pháp nói với hơn 10 người có tu vi thất giai. Trông chừng cho ta, một khi có động tĩnh lập tức thông báo. Vâng, đại hộ pháp. Hơn 10 người này cung kính nói. Trong vùng biển bao la, mênh mông, thi thoảng nhìn thấy một ít điểm nhỏ phía xa. Hoàng hôn. Mặt biển rộng lớn cũng bị ánh trời chiều nhuộm đỏ. Thời gian chậm rãi trôi, mặt trời từ từ lặn xuống sóng biển. Trong hải vực vô tận, đêm tối vô cùng yên ắng. Chẳng biết từ khi nào có một vầng trăng sáng đã treo trên bầu trời xanh. Ánh trăng chiếu rọi mặt nước tạo thành ánh sáng màu xanh. Tại một nơi nào đó, lúc này đã là cuối thu đầu đông, thế nhưng chung quanh vẫn là một mảnh xanh biếc. Trong một đình viện tinh xảo có một thân ảnh xinh đẹp đứng đó. Thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển, bộ cung trang màu hồng bao phủ thân thể mềm mại, linh lung. Da thịt trắng như tuyết, trên khuôn mặt tinh xảo toát ra khí tức vũ mị, hấp dẫn.
đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia vô cùng động lòng người. Mà trong ánh mắt động lòng người của nữ nhân này có mấy phần sầu lo. Siêu siêu, trước không trung, hai tiếng xé gió vang lên, ánh mắt thân ảnh xinh đẹp này thu lại, nhìn về phía trước rồi nói. Hai vị sư tỷ Kính Hoa, Thủy Nguyệt, hai tỷ sao lại tới đây? Chẳng lẽ chúng ta tới thăm mà sư muội cũng không vui sao? Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, trong nháy mắt có hai đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Thân ảnh xinh đẹp lóe lên rồi đáp xuống đỉnh viện. Người tới chính là hai người Kính Hoa, Thủy Nguyệt. Kính Hoa mặc một bộ cung trang màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc được búi lại, khí chất xuất trần. Thủy Nguyệt mặc một bộ váy dài, trên vai có một dải lụa mỏng, có vẻ ôn nhu. Trên không mặt không có một chút phấn son nào, tuy rằng mộc mạc thế nhưng lại toát lên vẻ ưu nhã. Sư muội không dám, muội hoan nghênh còn không kịp mà. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười, thanh âm mang theo ba phần kiều mị. Huyền linh chân kinh của sư muội dường như lại có tinh tiến. Chúc mừng muội. Kính Hoa nhìn Mộ Dung Lan Lan, cảm nhận khí tức trên người sư muội lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Thực lực của sư muội nàng không ngờ lại tiến bộ nhanh như vậy. Chỉ có chút tiến bộ mà thôi. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười nói, dường như bởi vì tu luyện huyễn linh chân kinh cho nên nụ cười của nàng cũng mang theo sự vũ mị giống như trời sinh. Sợ rằng người bình thường nhìn thấy nụ cười này trong lúc bất chi bất giác sẽ bị hấp dẫn. Thủy Nguyệt nhìn Mộ Dung Lan Lan nói. Sư muội, muội đang cố ý chờ chúng ta đúng không? Thủy Nguyệt sư tỷ quả nhiên nhanh nhạy, chuyện gì cũng không giấu được tỷ. Hai mắt Mộ Dung Lan Lan sáng lên, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Chúng ta vừa mới từ cổ vực trở về. Kính Hoa lại nói. Cũng đã gặp được Kinh Vân. Sư tỷ, hiện tại Kinh Vân thế nào rồi? Mộ Dung Lan Lan lập tức kéo tay hai người Kính Hoa, Thủy Nguyệt rồi hỏi. Sư muội, muội không cần lo lắng. Có La Lan thị sủng ái nó như thế, nó sống vô cùng tốt. So với lần trước cũng cao hơn không ít, ngày càng thông minh. Thủy Nguyệt nói. Đâu chỉ có vậy, tiểu gia hỏa kia vô cùng xảo trá. Mấy trưởng lão, hộ pháp các phái khác tới Phi Linh Môn đều không thoát khỏi tay của tiểu gia hỏa kia. Kính Hoa cười nói. Thật sao? Mộ Dung Lan Lan mỉm cười, tuy rằng không được nhìn thấy, thế nhưng nghe thấy hai vị sư tỷ nói vậy, trong đầu cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng nghịch ngợm, đáng yêu của tiểu gia hỏa kia. Một lát sau, nhìn Kính Hoa, Thủy Nguyệt rời khỏi. Mộ Dung Lan Lan nhìn vầng trăng sáng trên trời, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Thế nhưng ngay lập tức Mộ Dung Lan Lan lại thở dài, càng nghĩ tới lời nói của hai vị sư tỷ về tiểu gia hỏa, trong lòng lại càng nhớ nhung, càng đau lòng. Mỗi một lần nhớ tới nó, trong lòng đều cảm thấy đau đớn. Mọi người đều nói mẫu tử liền một khúc ruột, lúc này nàng mới hiểu được lời nói này là thật. Ai? Mộ Dung Lan Lan thấp giọng thở dài, trong lòng ngàn vạn lần không nỡ. Thế nhưng không thể không cốt nhục chia lìa, ít nhất hiện tại nàng cũng biết rõ tung tích của nhi tử. Đây đã là chuyện không dễ dàng rồi. Chẳng lẽ đều là ý trời sao? Nhớ tới khi trước từ trong miệng hai vị sư tỷ Kính Hoa, Thủy Nguyệt biết được cốt nhục của mình ở trong Phi Linh Môn, còn bái Lục Lâm Thiên làm sư phụ, được La Lan thị sủng ái. Mộ Dung Lan Lan không khỏi thầm than một tiếng, không ngờ tất cả lại trùng hợp như vậy. Trùng hợp tới mức không thể tưởng tượng được. Có lẽ chàng còn chưa biết tất cả những chuyện này, ít nhất con cũng đang ở bên cạnh chàng. Mộ Dung Lan Lan thì thào nói, nghĩ tới thân ảnh màu xanh kia, hàm răng cắn mạnh vào bờ môi đỏ mọng, tạo thành vết máu nhàn nhạt. Thời gian trôi qua như cát chảy, trong thiên trụ giới thời gian càng thêm nhanh chóng, trong nháy mắt thời gian trong thiên trụ giới đã trôi qua một tháng. Tất cả mọi người đều đang chữa thương, sắc mặt bắt đầu hồng nhuận hơn không ít. Khuôn mặt trắng bệch của Lục Lâm Thiên lúc này cũng đã khôi phục vẻ hồng nhuận. Tuy rằng có bất diệt huyền thể cùng âm dương linh vũ quyết trên người, thương thế khôi phục cực nhanh. Thế nhưng bởi vì thương thế không nhẹ cho nên cũng mất khá nhiều thời gian. Lúc này Lục Lâm Thiên không chỉ bị thương vì công kích đơn thuần, lực lượng của công kích đơn thuần, có bất diệt huyền thể hắn sẽ không bị thương quá nặng như vậy. Thế nhưng lúc này có lực lượng khiến cho hắn trọng thương lại đến từ bên trong cấm chế quỷ dị mà vô hình của mật địa truyền thừa huyền vũ hoàng tộc kia. Lực lượng trùng kích mạnh mẽ như vậy. Hắn chống lại được tới khi đó đã là một kỳ tích rồi. Phù! Lục Lâm Thiên ngừng tu luyện, miệng thở ra một ngụm chọc khí. Hai con mắt từ từ mở ra. Trong vòng thời gian một tháng,
cơ thể đã khôi phục được 7-8 phần. Thế nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn chưa đạt tới. Lại nhặt được cái mạng về. Lục Lâm Thiên cười khổ, tâm thần tràn ra. Đám người Lục Tâm Đồng cùng Thiên Độc Yêu Long vẫn đang chữa thương. Bọn họ còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể tỉnh lại. Bạch Linh đang điều tức ở trong tầng thứ nhất của Thiên Trụ Giới. Tâm thần thu hồi, hắn cũng không biết Tiểu Long hiện tại ra sao. Dù sao hiện tại cũng không có cách nào đi ra ngoài, tất cả phải chờ sau khi Tiểu Long rời khỏi mật địa truyền thừa này mới được. Nghĩ tới chuyện trong Huyền Vũ nhất tộc, nhất thời Lục Lâm Thiên cũng không nghĩ thấu được. Lần này coi như đã đại náo Huyền Vũ hoàng tộc, thế nhưng những cường giả đỉnh cấp trong Huyền Vũ nhất tộc cũng không xuất hiện. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên không thể giải thích được. Lục Lâm Thiên suy nghĩ không ra, có lẽ tất cả mọi chuyện phải đợi sau khi Tiểu Long rời khỏi đây mới biết rõ nguyên nhân, hiện tại hắn cũng bất lực. Giờ phút này lần đầu tiên Lục Lâm Thiên có cảm giác bất lực như vậy. Lĩnh ngộ, thực lực mới là quan trọng. Tinh quang trong mắt lóe lên, thủ ấn được kết. Nhớ tới thực lực cùng tu vi của Huyền Doanh và Huyền Kình trong Huyền Vũ nhất tộc hoàn toàn không thua kém mình, Lục Lâm Thiên cũng ý thức được thế hệ trẻ tuổi trong bốn đại thú hoàng tộc có lẽ cũng không thiếu người mạnh mẽ. Thực lực của hắn hiện tại trong đám người đồng lứa tuyệt không kém. Thậm chí so với thời điểm ở Trấn Thanh Vân, tu vi hiện tại là thứ mà khi đó hắn không thể nào ngờ tới. Cấp độ tôn cấp đối với Trấn Thanh Vân mà nói, tuyệt đối là tồn tại giống như thần. Thế nhưng tu vi tới mức nào, thứ tiếp xúc càng nhiều, cũng mới biết được chuyện trong mạnh có người mạnh hơn. Trong núi còn có núi cao hơn, chỉ trên đại lục mà nói, Lục Lâm Thiên đã biết rõ, Nguyên Nhược Lan, Lăng Thanh Tuyệt, còn có Lăng Thanh Tuyền đều có thực lực không dưới hắn. Hắn tiến bộ, mấy người này cũng sẽ tiến bộ cho nên tuyệt đối không thể khinh thường những người khác. Mà những người khác, Lục Lâm Thiên phỏng đoán, trong lục đại hoàng tộc nhân loại, trong đám người trẻ tuổi tuyệt đối có vô số thiên tài, thực lực chỉ sợ còn mạnh hơn nữa. Hắn phải tiếp tục cố gắng mới được. Suy nghĩ lung tung một hồi, Lục Lâm Thiên tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Về phần tu luyện chân khí cùng linh lực, Lục Lâm Thiên không nghĩ tới. Có âm dương linh vũ quyết, tốc độ tu luyện bình thường của hắn thực sự quá chậm, không bằng đem thời gian đặt vào phương diện lĩnh ngộ còn hơn. Hai mắt nhắm chặt, Lục Lâm Thiên tiếp tục lĩnh ngộ thời không lao ngục. Lĩnh ngộ thời không lao ngục tương đương với việc lĩnh ngộ các loại năng lượng cần thiết. Tuy rằng so với việc hắn lĩnh ngộ một loại thuộc tính còn chậm hơn, thế nhưng lại khiến cho lĩnh ngộ các loại thuộc tính tăng lên đồng đều, không kém quá xa. Mà loại lĩnh ngộ này cũng khiến cho hắn ngày càng thành thạo với thời không lao ngục. Uy lực của thời không lao ngục không phải tầm thường, càng lĩnh ngộ thì uy lực của nó càng mạnh. Trong lúc lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên bắt đầu xem trọng việc lĩnh ngộ thời gian. Vũ giả, linh giả một khi đạt tới xuất cấp sẽ tự cảm nhận lực lượng không gian. Bên trong lực lượng không gian cũng có không ít vật chất, thế nhưng trước đó Lục Lâm Thiên tuy rằng qua chuyện này thế nhưng lại không xem trọng. Nhưng mà sau khi lĩnh ngộ thời không lao ngục, Lục Lâm Thiên càng thêm coi trọng chuyện này. Thậm chí Lục Lâm Thiên còn phát hiện ra, lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian dung hợp lại, uy lực vô cùng kỳ diệu. Có thời gian có thể nghiên cứu phương diện này một phen. Mà đổi lại, Lục Lâm Thiên lại có một nhận thức mới về năm loại thuộc tính với thời không lao ngục. Thời không lao ngục năm loại thuộc tính đều có sự khác biệt, không giống nhau. Nếu như hắn có thể dung hợp năm loại thuộc tính tạo thành thời không lao ngục duy nhất, sợ rằng uy lực sẽ tăng lên không ít, hiệu quả cũng mạnh hơn. Thế nhưng dù sao đây cũng chỉ là ý nghĩ, Lục Lâm Thiên biết rõ muốn lĩnh ngộ cái này rất khó. Có lẽ trước tiên hắn phải nghĩ cách dung hợp hai loại thuộc tính thành công thì mới có thể làm được chuyện này. Cứ như vậy, một lát sau hai mắt Lục Lâm Thiên nhắm chặt, tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Trong một đình viện tao nhã, lịch sự, phong cách cổ xưa. Thân ảnh mềm mại của Huyền Doanh đứng đó, da thịt như ngọc, óng ánh mềm mại, mái tóc dài xóa tới vai, tuy rằng lẳng lặng đứng đó thế nhưng tư thế lại vô cùng đáng chú ý. Muội muội, muội đang suy nghĩ gì vậy? Huyền Kình từ bên ngoài đình viện đi tới, thân ảnh lóe lên rồi xuất hiện bên người Huyền Đô Na. Trên lưng có một tấm áo choàng màu vàng, bên hông là một cái dây lụa màu xanh da trời, khí độ bất phàm, lộ ra khí chất hoàng giả. Ca ca, huynh nói xem huyết mạch thực sự quan trọng như vậy sao? Huyền Doanh ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói, bộ y phục màu xanh bao phủ bờ mông vỉnh, cao vút dị thường. Hai chân thon dài, đôi ngọc thỏ nhô ra, đường cong vô cùng mê người. Đương nhiên,
huyết mạch chính là căn bản của Huyền Vũ hoàng tộc ta. Liên quan tới yêu hoàng khí, đương nhiên cực kỳ quan trọng. Chỉ tiếc chúng ta không thể so sánh với những vị tiền bối trong tộc. Ánh mắt Huyền Kình giống như sao sáng, nhìn vào Huyền Doanh rồi nói. Ý muội muốn nói tới chuyện của Tiểu Long. Huyết mạch của Tiểu Long không tinh khiết thế nhưng yêu hoàng khí lại trên chúng ta. Điều này đại biểu cho việc gì? Huyền Doanh khẽ nói, nếu như nhìn kỹ vào đôi mắt đen nhánh của nàng còn có thể nhìn thấy quang mang màu lam nhàn nhạt, khí chất tuyệt đối cao quý. Muội muội, đây chẳng qua chỉ là một dị loại, không phải toàn bộ, dù sao người trong tộc đều khác người ngoài, thậm chí còn thông hôn với tộc bên cạnh. Yêu hoàng khí cực thấp, nếu như lâu dài thì sẽ khiến cho Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta xuống dốc. Huyền Kình nói, huynh nói đúng, thế nhưng, Huyền Doanh muốn nói gì đó, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho tốt. Được rồi muội muội, đại ca hiểu rõ trong lòng muội suy nghĩ chuyện của Tiểu Long. Ngày đó muội đối với Lục Lâm Thiên đã nhẹ tay một chút. Đối với Tiểu Long ta cũng đã nương tay, dù sao cũng là huyết mạch của nhị thúc, mặc kệ chúng ta có thừa nhận hay không, hắn còn là đường đệ của chúng ta. Chỉ là trước mặt tộc quy, vì đại cục, trong tộc không thể không làm như vậy. Huyền Kình nói. Muội biết rồi. Huyền Doanh nói. Đừng nghĩ nhiều, chưa tới 3 năm nữa chính là đại hội bốn tộc. Chúng ta phải chuẩn bị cho tốt. Đại hội bốn tộc lần này phải xem vào chúng ta rồi. Ánh mắt Huyền Kình lóe lên, giống như khiến cho người khác nhìn vào phải thuần phục. Không gian chung quanh trong lúc vô hình có chút ẩm ướt, trực tiếp khiến cho thuộc tính trong thiên địa biến hóa. Đúng vậy. Nghe nói trong Bạch Hổ hoàng tộc cũng có không ít người bất phàm. Huyền Doanh nhíu mày, lại chuyển thành bộ dáng cao quý, lạnh lùng. Siêu. Thời gian trong tầng 2 thiên trụ giới như cát chảy, khi Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ được 2 tháng đột nhiên hắn dừng lĩnh ngộ. Hai mắt mở ra, ánh mắt thâm thúy lại sáng ngời giống như ngôi sao. Trong tầng thứ nhất thiên trụ giới, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, lặng lẽ hiện lên trước mặt Bạch Linh. Trong không gian tầng thứ nhất, lúc này đã trải qua nửa tháng, thương thế Bạch Linh dường như đã không còn gì đáng ngại. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đang nhắm chặt mặt, vẻ yêu mị, uy nghiêm khiến cho người khác không dám sinh ra tâm tư khinh nhờn này, Lục Lâm Thiên có chút động tâm. Siêu! Dường như cảm nhận được sự có mặt của Lục Lâm Thiên, Bạch Linh thu thủ ấn lại. Quang mang rút vào trong cơ thể. Hai mắt mở ra, quang mang thu liếm. Vẻ ôn nhu chợt hiện lên trong mắt khiến cho người khác chỉ cần nhìn vào một chút cũng không tự chủ mà bị hãm sâu vào. Ngươi đã tới lâu chưa? Bạch Linh từ từ đứng dậy, thân thể mềm mại, uyển chuyển hiện lên trong mắt Lục Lâm Thiên. Một mùi hương nhàn nhạt bay vào trong mũi Lục Lâm Thiên, giống như mùi hoa lan. Vừa mới tới, thương thế của nàng thế nào rồi? Lục Lâm Thiên hơi sững sờ, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Không còn gì đáng ngại. Còn ngươi thì sao? Bạch Linh nói, vừa rồi nàng cũng nhìn thấy Lục Lâm Thiên sững sờ, không hiểu sao nàng lại cảm thấy vui vẻ. Ta không sao. Lục Lâm Thiên nhìn Bạch Linh rồi nói. Mau nhìn xem huyết độc trong tay nàng có biến hóa gì không? Bạch Linh duỗi cánh tay phải ra, một cánh tay trắng như ngọc hiện lên, một đạo hắc tuyến trên bàn tay hiện ra. Đáng chết! Lục Lâm Thiên thấp giọng mắng, ánh mắt trầm xuống rồi kéo tay Bạch Linh. Nhìn đạo hắc tuyến trên tay Bạch Linh, hắc tuyến này vốn chỉ nằm ở giữa lòng bàn tay thế nhưng lúc này đã kéo tới gần đốt ngón tay, điều này chứng minh nó đã có một chút phản ứng, dường như phản ứng còn vô cùng nhanh. Lần này chịu một ít thương thế cho nên huyết độc mới lan nhanh như vậy. Bạch Linh nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Lục Lâm Thiên, miệng khẽ nói. Yên tâm, không có việc gì, không cần lo lắng. Huyết độc đã lan ra nhanh hơn, sao không thể lo lắng cơ chứ? Lục Lâm Thiên nói, thiên trụ giới này quả nhiên có tạo thành ảnh hưởng với huyết độc của Bạch Linh. Vốn Lục Lâm Thiên cực kỳ lo lắng, cho nên mấy lần không định để cho Bạch Linh tiến vào bên trong thiên trụ giới. Thời gian trong thiên trụ giới tuy rằng có một ít khác biệt với bên ngoài. Thời gian bên trong thiên trụ giới chỉ là thời gian gia tốc đơn thuần, không giống như thời gian biến hóa ở bên ngoài, thiên địa vạn vật sẽ biến hóa theo. Thiên trụ giới chỉ là một không gian mà thời gian gia tốc. Giống như đám người Niếp Phong, Bảo Nhi, Bố Nhi ở trong thiên trụ giới mấy năm, thế nhưng tuổi tác cũng không có biến hóa. Trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, vốn hắn ôm may mắn hy vọng Bạch Linh không bị ảnh hưởng. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cũng đúng. Huyết độc vốn chậm rãi mở rộng trong cơ thể Bạch Linh.
không gian trong thiên trụ giới tuy rằng là một không gian độc lập, thế nhưng dù sao Bạch Linh cũng đã ở trong không gian này nửa tháng. Huyết độc trong cơ thể trong nửa tháng này cũng đã khuếch tán. Nếu số trời đã định phải chết thì nhất định sẽ phải chết. Nếu không chết thì sẽ tự sẽ bình an vô sự. Bạch Linh mỉm cười, nụ cười tươi như hoa, không có một chút miễn cưỡng nào. Cố tâm tình tu luyện lúc còn ở trong mật địa Vân Dương Tông đã khiến cho suy nghĩ của Bạch Linh ở phương diện này so với thường nhân còn nhẹ nhàng hơn không ít. Ta sẽ nghĩ biện pháp, nhất định nàng sẽ bình yên vô sự. Lục Lâm Thiên nói, bàn tay nắm chặt. Vậy ngươi có thể buông tay ra được không? Lại còn nắm mạnh như vậy. Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên, cánh tay phải của nàng bị hắn nắm chặt, nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của bàn tay hắn. Ta quên, ngại quá. Lục Lâm Thiên lập tức buông tay Bạch Linh ra, vừa rồi quả thực hắn không cố ý. Thế nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này vẫn còn dư âm khi nắm bàn tay mềm mại, trơn bóng kia. Ta không trách ngươi. Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên, bàn tay thu lại trong ống tay áo. Dường như không giống như nàng khi trước, đổi lại là lúc trước nàng cũng không dễ tính như vậy nha. Lục Lâm Thiên sững sờ, nếu là lúc trước, sợ rằng Bạch Linh đã sớm lườm hắn rồi. Chẳng lẽ ngươi thích ta hung hãn với ngươi một chút sao? Bạch Linh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng, lại cực kỳ vũ mị. Đúng rồi, đây mới là nàng, chân chính là nàng. Lục Lâm Thiên mỉm cười, đây mới là Bạch Linh khi trước. Ngươi, xem ra ta phải thu thập ngươi một chút. Thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh lóe lên, lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Hiện tại nàng không bắt được ta đâu. Một lát sau, trong tầng thứ hai thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Huyết độc của Bạch Linh đang nhanh chóng lan tràn, vốn có thời gian 1 năm rưỡi, đến bây giờ nói không chừng không thể kéo dài tới 1 năm rưỡi. Nếu như ở bên ngoài thì hắn có thể chạy về cầu Nam Thúc cùng sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nghĩ biện pháp hỗ trợ. Thế nhưng bây giờ hắn đang ở trong thiên trụ giới, căn bản không thể ra ngoài, lúc này quả thực phiền toái lớn. Tất cả sự việc xảy ra bên ngoài hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không biết. Hắn cũng không có cách nào dò xét bên ngoài, cũng không có cách nào biết được tình huống của Tiểu Long hiện tại. Không biết nó đã bị bắt hay chưa, hay còn tiếp tục ở trong mật địa truyền thừa của Huyền Vũ nhất tộc. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, sợ rằng hơn phân nửa Tiểu Long đang ở trong mật địa truyền thừa. Cho dù nếu bị bắt, Tiểu Long cũng đã thông báo cho hắn. Nghĩ tới việc Tiểu Long đang ở trong mật địa truyền thừa, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi nặng nề. Nơi này là mật địa truyền thừa của Huyền Vũ nhất tộc, Tiểu Long hơn phân nửa đang tiếp nhận truyền thừa A. Tiếp nhận truyền thừa là chuyện tốt, thế nhưng ở bên ngoài 1 tháng thì bên trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới chính là gần 1 năm. Hiện tại không biết Tiểu Long đang tiếp nhận loại truyền thừa như thế nào. Một khi tiếp nhận truyền thừa, nếu như Tiểu Long kéo dài nửa tháng vậy thì Bạch Linh sẽ gặp phiền phức lớn, huyết độc khi đó tuyệt đối sẽ bộc phát. Trong mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập sự ngưng trọng cùng bất đắc dĩ. Hiện tại cũng chỉ có thể đợi, tính toán thời gian, tốc độ lan tràn của huyết độc trên người Bạch Linh đã nhanh hơn không ít. Thế nhưng tốt xấu gì cũng có thời gian hơn 5. Trong tầng thứ hai của thiên trụ giới hắn cũng có thời gian 2 năm. Trong 2 năm, hắn phải nghĩ ra biện pháp. Tiếp tục lĩnh ngộ. Thì thào nói nhỏ một câu, Lục Lâm Thiên do dự một lát, thủ ấn trong tay được kết. Hai mắt khép hờ, Lục Lâm Thiên bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ. Chỉ là thứ mà Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ hiện tại không phải là thời không lao ngục. Thời không lao ngục vô cùng phức tạp cùng mênh mông, thứ Lục Lâm Thiên hiện tại đang lĩnh ngộ chỉ là thời không lao ngục dung hợp 5 loại thuộc tính. Mà muốn dung hợp thời không lao ngục 5 loại thuộc tính, Lục Lâm Thiên phỏng đoán, điều kiện đầu tiên phải dung hợp 2 chủng loại thuộc tính mới được. Sau đó mới có cơ hội dung hợp 5 loại thuộc tính. Một lát sau, quanh thân Lục Lâm Thiên được quang mang thuộc tính bao phủ. Từng đạo thủ ấn được kết mang theo quang mang thuộc tính quanh quẩn. 2 loại thuộc tính bắt đầu dung hợp. Lục Lâm Thiên có thể đồng thời thúc giục công kích 2 loại thuộc tính khác nhau. Thế nhưng muốn đem 2 loại công kích thuộc tính khác nhau dung hợp thì không thể nào làm được. Tùy ý đem 2 loại thuộc tính dung hợp lại một cỗ sẽ gặp một cỗ phản lực, nhẹ thì khí tức không ổn định, nặng thì như gặp một đòn nặng nề. Phốc phốc, thủ ấn xẹt qua trong tay Lục Lâm Thiên, hai tay mang theo một đạo quang mang đỏ thẫm cùng lam mang dung hợp lại một cỗ. 2 cỗ năng lượng thuộc tính va chạm, thanh âm trầm thấp vang lên, cơ thể Lục Lâm Thiên giống như bị một đòn nặng, khóe miệng tràn ra máu tươi.
khống chế hai loại thuộc tính rồi cưỡng ép dung hợp, cũng chỉ có người như Lục Lâm Thiên mới nghĩ ra chuyện này, cũng chỉ có Lục Lâm Thiên dám làm như vậy. Nói đi cũng phải nói lại cũng chỉ có Lục Lâm Thiên dám làm như vậy, nếu không có bất diệt huyền thể, sợ rằng chỉ cần thử vài lần như vậy người bình thường đã sớm chết vài lần. Cưỡng ép dung hợp hai chủng thuộc tính khác nhau, đây quả thực chính là hành vi tự sát. Cũng không biết trải qua bao lâu, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được thu lại, sắc mặt tái nhợt, dừng phương thức dung hợp tự sát kia. Thế nhưng dưới sự thất bại liên tiếp, Lục Lâm Thiên cũng đã nắm giữ một ít quy luật. Vừa rồi liên tiếp thất bại, Lục Lâm Thiên đã nắm giữ một ít quy luật. Ví dụ như nếu dung hợp thuộc tính mộc cùng thuộc tính thổ cùng thuộc tính thủy thì quả thực không khác gì tự sát. Cơ thể bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ phản chấn mà trọng thương, người bình thường sợ rằng đã sớm chết rồi. Thủy, hỏa, phong, thổ, mộc, năm loại thuộc tính, bên trong vô tự thiên thư là địa, thủy, hỏa, phong. Bốn loại năng lượng thuộc tính. Lục Lâm Thiên thì thào nói, trên thế giới này có năm loại năng lượng thuộc tính, mà bên trong vô tự thiên thư chỉ có bốn loại năng lượng thuộc tính. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút không hiểu. Lục Lâm Thiên trầm tư. Thuộc tính mộc cùng thuộc tính thổ, thuộc tính thủy cùng thuộc tính hỏa, thuộc tính thổ cùng thuộc tính thủy, năm loại thuộc tính thủy, hỏa, phong, thổ, mộc này vì sao không phải là năm loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ trên thế giới này mà chỉ là năm loại thuộc tính thủy, hỏa, phong, thổ, mộc. Siêu. Trong khoảnh khắc này trong đầu Lục Lâm Thiên dường như có linh quang xuất hiện. Tinh quang trong mắt bắn ra, trên địa cầu kiếp trước có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Mà ở trong dị giới này chính là năm loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong, mộc. Cả hai đều có một ít bất đồng. Nếu như cưỡng ép dung hợp thuộc tính mộc cùng thuộc tính thổ, thuộc tính thủy cùng thuộc tính hỏa. Thuộc tính thổ cùng thuộc tính thủy, một khi dung hợp mấy loại thuộc tính này thì lực lượng phản chấn cũng là mạnh nhất. Lục Lâm Thiên nhíu mày, ánh mắt sáng lên, thì thào nói. Ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ khắc thủy khắc hỏa, chẳng lẽ thuộc tính cũng tương khắc? Lục Lâm Thiên có chút kích động, dường như hắn đã suy nghĩ ra một ít thứ gì đó. Bên trong dị giới này tuy rằng không có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thế nhưng cũng có bốn loại thổ, thủy, hỏa, mộc. Dựa theo đạo lý tương khắc của ngũ hành, một khi hắn cưỡng ép dung hợp thuộc tính mộc cùng thuộc tính thổ cùng với thuộc tính thủy cùng thuộc tính hỏa, vừa vặn tương khắc với nhau. Nếu như có thể cưỡng ép dung hợp được mới là lạ. Ngũ hành tương khắc không có cách nào dung hợp, thế nhưng ngũ hành hẳn phải tương sinh tương khắc a. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên, trong đầu hồi tưởng lại. Thứ này kiếp trước hắn cũng không nghiên cứu qua. Bất quá đối với từ ngữ như ngũ hành tương sinh tương khắc, ở kiếp trước ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng thường nói tới. Chủ yếu là từ miệng của các thầy tướng số đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Mấy từ như ngũ hành tương sinh tương khắc luôn treo trên miệng, ra vẻ cao thâm. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Mộc khắc thổ khắc thủy khắc hỏa khắc kim khắc mộc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp động, lẩm bẩm nói. Ngũ hành tương khắc đương nhiên phải tương sinh, kim sinh thủy sinh mộc sinh hỏa sinh thổ sinh kim. Ngũ hành tương sinh tương khắc Lục Lâm Thiên đã nghe nhiều, mà trong thế giới này, lại không có sự tồn tại của thuộc tính kim. Thế nhưng có lẽ đạo lý kia vẫn ứng nghiệm, nói ra thì được. Nhưng nói sâu vào bên trong thì Lục Lâm Thiên không thể hiểu ra được ý từ bên trong. Có lẽ nên thử một lần. Cũng không biết trầm tư bao lâu, Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ, ánh mắt mang theo sự chờ mong, lần nữa tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Từng đạo thủ ấn huyền ảo được kết, dường như có chút hiểu rõ. Trong một không gian yên tĩnh, dưới sự bao phủ của quang mang màu lam, Tiểu Long khoanh chân mà ngồi. Quanh thân có năng lượng bàng bạc bao phủ. Thế nhưng lại không tiết một chút nào ra ngoài. Trong quang mang quanh quẩn có một cỗ lam quang quỷ dị trực tiếp rót vào trong người Tiểu Long. Trong chân trời bao la lúc này có một đạo thân ảnh chớp động, không ngừng lóe lên, dường như có thể xuyên thấu không gian phía xa. Ngoài phi linh môn vô cùng náo nhiệt, lúc này có một đạo thân ảnh lăng không đứng thẳng, thân thể cao ngất, trên người mặt một bộ trường bào màu tím, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh mỹ. Sau lưng là mái tóc dài màu đen. Rõ ràng có bộ dáng chừng 60 tuổi, thế nhưng nhìn thế nào cũng thấy không giống. Trường bào trên người tung bay, năng lượng thiên địa trên không trung lặng lẽ biến hóa. Mà người này chính là Tử Hiên lão tổ ở tổ yêu lâm tìm tới. Tử Hiên lão tổ nhìn phi linh môn trước mắt, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói.
đại trận phòng ngự này cũng không tồi. Siêu! Tử Hiên lão tổ hạ xuống trên một con đường đá bằng phẳng trước Phi Linh Môn, chậm rãi đi về phía Phi Linh Môn. Ánh mắt lập tức nhìn về phía một tảng đá gần đó. Lúc này có một cặp mắt đen lúng liếc đang nhìn chằm chằm vào hắn. Không nghĩ tới nơi này lại còn có Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ. Tử Hiên lão tổ nhìn thấy hai cặp mắt đen lúng liếng rồi thầm nói, đây chính là một đứa bé chừng 3 tuổi, mà trên vai đứa bé này có một con rắn nhỏ màu vàng. Người khác rất khó nhận ra lai lịch của con rắn này, thế nhưng hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Này, lão gia hỏa, nếu như ngươi dám đánh chủ ý vào bối nhi, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lục Kinh Vân từ sau tảng đá đi ra, hai tay ôm bối nhi vào trong ngực, vừa rồi lão gia hỏa này bay trên không trung a. Lục Kinh Vân từ nhỏ đã tiếp xúc với cường giả cho nên chỉ cần liếc mắt là nhận ra được thực lực của lão đầu này không kém. Ồ! Mắt nhìn đứa bé từ sau tảng đá lao ra, toàn thân đứa bé này vô cùng bẩn, có lẽ vừa mới bò ở trong khe hẹp dưới tảng đá lên. Tuy rằng nhìn qua vô cùng bẩn thế nhưng khó có thể che giấu được sự nhanh nhẹn, ánh mắt đen nhánh sáng ngời của đứa bé này. Tử Hiên lão tổ nhìn qua Lục Kinh Vân, sau khi kinh ngạc ồ lên một tiếng rồi lập tức chộp về phía Lục Kinh Vân. Siêu! Dưới cỗ khí tức vô hình trên người Tử Hiên lão tổ, bối nhi không khỏi run sợ. Thế nhưng nhìn thấy lão giả này chộp về phía Lục Kinh Vân, đôi mắt đen lúng liếng trừng lên, thân thể giống như thiểm điện từ trên vai Lục Kinh Vân bắn ra, trực tiếp cắn về phía Tử Hiên lão tổ. Siêu! Nhưng mà bối nhi còn chưa tiếp cận tới Tử Hiên lão tổ thì thân thể nho nhỏ trực tiếp bị không gian bao phủ, không thể nhúc nhích. Mà Tử Hiên lão tổ cũng nhanh chóng sờ qua người Lục Kinh Vân một lần. Căn cốt thanh kỳ, thể chất kinh người, hiếm thấy. Ồ, lại là vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu. Trong nháy mắt khi kiểm tra, Tử Hiên lão tổ tức thì kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng lẽ trong nhân loại khắp nơi đều có vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu sao? Lão gia hỏa, ngươi làm gì vậy, mau thả bối nhi ra. Lục Kinh Vân nhìn thấy bộ dáng của bối nhi, cũng không biết lão già này giở trò gì mà hét lớn một tiếng. Nắm đấm trên thân thể nho nhỏ đánh về phía Tử Hiên lão tổ. Tuy rằng không tu luyện một chút chân khí nào, thế nhưng lực đạo này không phải là thứ mà đứa bé 3 tuổi bình thường có thể so sánh. Sợ rằng là đứa trẻ mười mấy tuổi chịu một quyền này của nó cũng bị đánh ngã xuống đất, xương sườn cũng gãy mấy cái. Nhưng một quyền của Lục Kinh Vân không thể tiến tới trước mặt Tử Hiên lão tổ thì đã bị ngăn cản, không thể tiến thêm một bước. Thân thể nho nhỏ của Lục Kinh Vân cũng bị Tử Hiên lão tổ ôm lấy. Tiểu gia hỏa, nói cho ta biết sư phụ trong miệng ngươi vừa rồi là ai? Tử Hiên lão tổ mỉm cười nói. Lão gia hỏa, ta nói cho ngươi biết, sư phụ ta chính là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên. Ngươi dám đánh ta, sư phụ ta sẽ không khách khí với ngươi. Lục Kinh Vân giãy giụa, thế nhưng lại không thể nhúc nhích. Hóa ra sư phụ của ngươi chính là tiểu tử Lục Lâm Thiên. Tử Hiên lão tổ mỉm cười, có chút kinh ngạc nói. Lão gia gia, người biết sư phụ ta sao? Nghe ngữ khí của lão gia hỏa này, Lục Kinh Vân chớp mắt, ngữ khí lập tức biến đổi 180 độ. Không những biết còn rất quen thuộc. Tử Hiên lão tổ khẽ mỉm cười nói. Lão gia gia, nếu như người đã biết sư phụ ta thì mau thả ta cùng bối nhi ra. Lục Kinh Vân biết mình không có biện pháp làm gì lão gia hỏa này cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mà thôi. Được rồi. Tử Hiên lão tổ thả Lục Kinh Vân xuống, bối nhi lại có thể hoạt động được bình thường. Sư phụ, sao người lại trở về rồi? Lục Kinh Vân vừa được thả xuống mặt đất, lập tức nhìn về phía sau lưng Tử Hiên lão tổ rồi hét lớn. Tử Hiên lão tổ vô thức quay đầu nhìn lại. Chủ yếu là Tử Hiên lão tổ còn chưa quen thuộc Lục Kinh Vân cho nên không biết tên tuổi của tiểu gia hỏa này. Chuyên môn lừa dối người khác. Bối nhi, chạy mau. Ngay khi Tử Hiên lão tổ quay đầu lại, Lục Kinh Vân tức thì bỏ chạy, chạy về phía Phi Linh Môn. Tiểu gia hỏa này. Tử Hiên lão tổ cười khổ, hắn biết rõ ràng là Lục Lâm Thiên đi về phía Huyền Vũ nhất tộc thế nhưng lại bị một tiểu hài tử 3 tuổi lừa gạt, khóe miệng không khỏi nở nụ cười khổ, thế nhưng lại có chút hứng thú. Nhìn qua Lục Kinh Vân cùng Hoàng Kim Yêu Long nhỏ đang chạy trốn, Tử Hiên lão tổ chắp tay đứng, thân ảnh lóe lên, lập tức đuổi theo Lục Kinh Vân rồi nói. Tiểu gia hỏa, chạy nhanh lên. Nhìn thấy lão đầu tử này trong nháy mắt đuổi theo, Lục Kinh Vân lập tức dừng bước. Tiểu gia hỏa, sao không chạy nữa? Tử Hiên lão tổ nghi hoặc hỏi.
trong lòng biết rõ lại còn hỏi ta sao không chạy nữa, người ngốc hay là ta ngốc vậy? Lục Kinh Vân lườm Tử Hiên lão tổ. Cái này, Tử Hiên lão tổ mất mặt, không ngờ hắn lại bị tiểu gia hỏa trước mắt này mắng. Ánh mắt khẽ đảo, Lục Kinh Vân cố gắng nặn ra khuôn mặt ngây thơ nói. Lão gia gia, ta mới 3 tuổi, lại không hiểu vũ kỹ. Ta lại không đối phó được ngươi, bằng không ta cho ngươi một khỏa đan dược, chúng ta làm bằng hữu được không? Ta với tiểu gia hỏa ngươi làm bằng hữu sao? Sư phụ ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư bá a. Tử Hiên lão tổ bất đắc dĩ cười khổ, hắn còn chưa từng gặp tiểu gia hỏa nào xảo trá như vậy. Sư phụ ta gọi ngươi là sư bá. Ánh mắt Lục Kinh Vân khẽ đảo, hoài nghi nói. Tại sao ta chưa từng gặp ngươi? Ngươi có quan hệ với vị sư phụ nào? Hay là có quan hệ với Đoan Mộc sư tổ? Tiểu gia hỏa, dẫn ta vào Phi Linh Môn, đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ. Tử Hiên lão tổ mỉm cười nói. Ngươi muốn vào Phi Linh Môn? Lục Kinh Vân hỏi, thầm nghĩ trong lòng, ở nơi này cũng không có ai có thể giúp hắn, đến Phi Linh Môn thì không giống như trước nữa, khi đó cũng không cần sợ lão gia hỏa này. Nó lập tức duy trì bộ dáng ngây thơ, nở nụ cười vô hại rồi nói. Sao không nói sớm, ta sẽ dẫn đường cho ngươi. Tốt, ngươi dẫn đường đi. Tử Hiên lão tổ nói. Lục Kinh Vân đảo mắt, mang theo Tử Hiên lão tổ đi về phía Phi Linh Môn. Ánh mắt nhìn về phía trước. Bối Nhi đã biến mất, trong mắt nó hiện lên sự vui vẻ. Phía trước không xa chính là Đại Môn Phi Linh Môn. Tử Hiên lão tổ mỉm cười, ánh mắt lén lún quét qua chung quanh một vòng. Siêu siêu. Mà ngay thời điểm này, gợn sóng trong không gian chấn động. Hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đây chính là hai người Bàn Vân cùng Bàn Hủy. Trên vai Bàn Vân chính là Bối Nhi vừa mới trốn về Phi Linh Môn trước đó. Bàn Hủy bá bá, Bàn Vân thầm thầm. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Lục Kinh Vân lập tức chạy về phía trước. Kinh Vân, ngươi không sao chứ? Bàn Vân lập tức hỏi Lục Kinh Vân, Bàn Hủy thì nhìn về phía Tử Hiên lão tổ. Hoàng Kim yêu long viễn cổ bát giai trung kỳ sao? Ánh mắt Tử Hiên lão tổ khẽ đổi, tu vi của Bàn Vân, Bàn Hủy đều hiện rõ trong mắt hắn. Lão gia hỏa, còn lừa ta nói là sư bá của sư phụ ta. Ta tin ngươi mới là lạ. Ta chỉ có một sư thúc là tông chủ Vân Dương Tông, còn chưa nghe nói qua ta có sư bá. Có Bàn Hủy cùng với Bàn Vân xuất hiện, tiểu gia hỏa lập tức trở mặt. Không biết các hạ là người phương nào, tới Phi Linh Môn làm gì? Bàn Hủy ôm quyền thi lễ, đánh giá Tử Hiên lão tổ. Càng đánh giá, trong lòng hắn càng run sợ, ánh mắt nghiêm trọng. Tu vi của lão giả mặc áo bào tím này tuyệt đối trên hắn. Thế nhưng dường như người này cũng không có ác ý với Bối Nhi cùng Lục Kinh Vân. Có lẽ không phải tới tìm phiền toái, bằng không Bối Nhi cũng không trốn thoát về Phi Linh Môn được. Ta đến tìm người. Tử Hiên lão tổ ngẩng đầu quét qua không trung, nói. Lão quái vật, trốn lâu như vậy cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Thanh âm dương dương tự đắc quanh quẩn trên không trung. Trong một đình viện, Nam Thúc đang khoanh chân ngồi đột nhiên mở mắt, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Trong chớp mắt ngắn ngủi ngoài cửa Phi Linh Môn đã có một đạo thân ảnh đáp xuống trước người Bàn Hủy cùng Bàn Vân, người này chính là Nam Thúc. Nam Thúc nhìn Tử Hiên lão tổ, nhìn bộ y phục màu tím, khuôn mặt quen thuộc kia, ánh mắt tức thì chuyển thành kích động, nói. Lão Hồ Ly, sao ngươi lại tới đây? Ta vốn định đến, thế nhưng trước khi tới đây còn bận xử lý một ít chuyện, ngươi không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Tử Hiên lão tổ nói. Quả thực biết nhau sao? Lục Kinh Vân sững sờ, ánh mắt khẽ đảo. Trong tầng thứ hai thiên trụ giới, thời gian trôi qua như cát chảy. Giống. Một tiếng gầm gừ cực lớn vang vọng, đôi mắt to lớn của thiên sĩ tuyết sư mở ra, khí tức tăng vọt, toàn thân tỏa ra sát khí hung hãn. Siêu siêu. Một cỗ khí tức cường hãn trên người thiên sĩ tuyết sư tăng vọt. Thân thể khổng lồ nhanh chóng bành trướng, hai cánh chấn động mang theo tiếng xé gió. Năng lượng bàng bạc trong không trung rót vào trong cơ thể. Trước khi chữa thương Lục Lâm Thiên giao cho thiên sĩ tuyết sư một phần linh dịch còn lại trong linh trì. Cỗ linh dịch này Lục Lâm Thiên cũng đã để dành cho thiên sĩ tuyết sư từ trước. 7 phần linh dịch thì thiên độc yêu long phục dụng 2 phần, Lục Lâm Thiên cũng không phục dụng. Bản thân hắn muốn đột phá phải nghĩ biện pháp khác. Sau khi thương thế trên người thiên sĩ tuyết sư được khôi phục lập tức phục dụng linh dịch trong linh trì. Thế nhưng cũng chỉ đạt tới tu vi thất giai hậu kỳ đỉnh phong mà thôi.
mà mấy tháng tu luyện vừa qua rốt cuộc cũng giúp nó một hơi đột phá tới cấp độ bát giai. Giống giống. Mãi một lúc lâu sau khí tức quanh thân Thiên Sĩ Tuyết Sư mới bình thường trở lại. Mà khí tức trên người nó lúc này đã đặt chân tới bát giai. Nó lập tức hóa thành hình người rồi đáp xuống không trung. Tuyết Sư, chúc mừng ngươi. Phi Thiên Ngô Công nói. Động tĩnh như vậy đã kinh động tới mọi người. Lúc này đám người Phi Thiên Ngô Công, Mạc Lang, Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long cũng đi tới. Lục Lâm Thiên cũng dừng lĩnh ngộ, trong lúc bất chi bất giác hắn đã lĩnh ngộ hơn một năm, khóe miệng nhếch lên mang theo sự vui vẻ. Thu hoạch lần này của hắn tuyệt đối không ít, thậm chí còn thu hoạch vượt quá sự tưởng tượng của Lục Lâm Thiên. Chủ nhân, khi Lục Lâm Thiên lắc mình đi tới trước mặt Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thiên Sĩ Tuyết Sư lập tức cung kính hành lễ. Rốt cuộc cũng đột phá, cố gắng nắm chắc thời gian củng cố tu vi. Lục Lâm Thiên nói, Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá bát giai, tu vi biến đổi về chất, tốc độ sợ rằng càng thêm kinh khủng. Ca ca, Tiểu Long thế nào rồi? Lục Tâm Đồng nói, thời gian dài như vậy, có lẽ cũng đã sớm khôi phục. Ta cũng không rõ lắm, nếu ta suy đoán không sai, có lẽ hiện tại nó đang nhận được chỗ tốt. Sau khi cân nhắc một phen Lục Lâm Thiên lập tức nói. Có lẽ hiện tại Tiểu Long đang đạt được chỗ tốt gì đó, có lẽ cũng không có nguy hiểm quá mức. Nếu Tiểu Long gặp phải bất trắc gì hắn cũng sẽ biết. Bên ngoài lúc này mới trải qua một tháng, hơn phân nửa Tiểu Long đang nhận được kỳ ngộ. Không xong, thiếu chút nữa đã quên. Lục Lâm Thiên biến sắc, trong thiên trụ giới đã trải qua một năm, huyết độc của Bạch Linh có lẽ đã bộc phát. Ca ca, sao vậy? Lục Tâm Đồng hỏi. Tâm Đồng, theo ta đi gặp Bạch Linh. Lục Lâm Thiên nói xong, tâm thần khẽ động, hắn và Lục Tâm Đồng lập tức xuất hiện trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới. Một lát sau, Lục Tâm Đồng thu tay từ trên người Bạch Linh, hắc tuyến trong lòng bàn tay của Bạch Linh đã kéo gần tới 5 đầu ngón tay. Thời gian huyết độc phát tác có lẽ sẽ nhanh hơn. Theo sự phỏng đoán của muội, không hơn một tháng huyết độc sẽ bộc phát, đến lúc đó máu trong cơ thể Bạch Linh tỷ sẽ khô héo, linh hồn cũng khô kiệt. Hiện tại đã có dấu hiệu huyết độc lan tràn. Lục Tâm Đồng nói, lần trước bị thương cho nên mới khiến cho huyết độc lan tràn nhanh hơn. Bạch Linh khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, dù sao có một số việc luôn phải đối mặt. Tâm Đồng, thật sự không có biện pháp khác sao? Muội thử nghĩ lại xem. Lục Lâm Thiên sốt ruột hỏi, thời gian một tháng, cho dù là ở trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới thì bên ngoài cũng chỉ có 3 ngày mà thôi. Thời gian 3 ngày sợ rằng Tiểu Long không có khả năng rời khỏi mật địa truyền thừa. Mà cho dù rời khỏi được thì hắn chạy về Phi Linh Môn cũng khó mà kịp. Chỉ có một biện pháp thanh trừ huyết độc, thế nhưng tu vi của Bạch Linh sau này khó mà tiến bộ được. Muội cũng không nắm chắc, thậm chí còn có thể khiến cho tu vi của Bạch Linh tỷ giảm sút lớn. Lục Tâm Đồng nói, chuyện này không được. Lục Lâm Thiên lắc đầu, tu vi khó tiến thêm nữa đại biểu cho việc gì, Lục Lâm Thiên hiểu rất rõ. Tương đương với việc lấy mạng người khác. Huống chi còn không nắm chắc tuyệt đối, quá mạo hiểm. Không có việc gì, có thể bảo toàn tính mạng đã không tệ rồi. Bạch Linh mỉm cười, trong mắt hiện lên sự ảm giảm. Tuy rằng Bạch Linh đã sớm nghĩ tới mọi chuyện, thế nhưng khi kết quả hiện lên trước mắt, cho dù là ai cũng khó có thể không quan tâm tới. Tâm Đồng, muội cố gắng nghĩ lại xem có biện pháp khác hay không. Lục Lâm Thiên hỏi Lục Tâm Đồng. Lâm Thiên, người đừng làm khó dễ Tâm Đồng, huyết độc này ngay cả Tử Hiên lão tổ cũng không có biện pháp tuyệt đối, Tâm Đồng đã cố hết sức rồi. Bạch Linh nói, ta biết rõ, thế nhưng... Lục Lâm Thiên thở dài, khẽ nói. Đều tại ta, nếu lúc trước ta mang nàng trở về Phi Linh Môn tìm Nam Thúc cùng sư phụ ta, có lẽ nàng sẽ không có việc gì. Ta sai rồi. Chuyện đó không liên quan tới ngươi, tu vi không thể tinh tiến cũng không sao. Bạch Linh nói. Ca ca, muội nhớ rồi, trong Thiên Độc Kinh còn có một biện pháp khác. Nhưng mà muội cũng không biết có thể thành công hay không. Lục Tâm Đồng vẫn đang suy nghĩ biện pháp lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh rồi nói. Biện pháp gì? Lục Lâm Thiên lập tức hỏi. Chính là một loại phương pháp rời độc. Trong Thiên Độc Kinh có ghi chép, vốn thứ này chính là một loại phương pháp tu luyện. Muội tu luyện Thiên Độc Kinh cần phải có kịch độc không ngừng giúp đỡ. Nếu như có người nguyện ý đem huyết độc trên người Bạch Linh tỷ chuyển vào thân thể người đó thì Bạch Linh sẽ không có việc gì nữa. Lục Tâm Đồng nói. Vậy đem huyết độc chuyển lên người ta là được rồi.
Lục Lâm Thiên không chút do dự nói. Tâm đồng, vậy người bị huyết độc chuyển vào sẽ như thế nào? Người bị chuyển huyết độc vào tự nhiên cũng sẽ trúng huyết độc, hậu quả đều giống nhau. Nếu như huyết độc bình thường thì muội còn có thể trực tiếp di chuyển tới cơ thể. Dù sao độc dược đối với muội chỉ có lợi mà không có hại. Chỉ khó là huyết độc này lại khác, không chỉ đơn thuần là độc tố, mà bên trong còn có một loại thủ đoạn quỷ dị, huyết độc thẩm thấu vào trong linh hồn, máu, cho nên muội cũng không có cách nào chuyển vào thân thể mình để sử dụng. Lục Tâm Đồng nghiêm túc nói. Thế nhưng người bị chuyển huyết độc vào tương đương với việc bị nhiễm huyết độc mới cho nên muội có thể kéo dài một chút thời gian. Có lẽ có thể kéo dài thời gian phát tác tới một năm. Tâm đồng, chuyển huyết độc có tạo thành ảnh hưởng với Bạch Linh hay không? Lục Lâm Thiên hỏi. Có lẽ sẽ không. Lục Tâm Đồng cân nhắc một chút rồi nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lập tức chuẩn bị chuyển huyết độc từ cơ thể Bạch Linh sang cho ta. Lục Lâm Thiên không do dự. Chuyện này không tạo thành tổn thương với Bạch Linh, chuyển hết huyết độc vào cơ thể hắn thì Bạch Linh sẽ không có việc gì. Đối với huyết độc này từ trong miệng Tử Hiên lão tổ Lục Lâm Thiên cũng biết được một chút. Huyết độc này tạo thành tác dụng với linh hồn và máu tươi. Hắn có kim đao màu vàng trong đầu miễn dịch với tất cả công kích linh hồn. Tuy rằng không biết kim đao màu vàng này có thể đối phó với độc tố với linh hồn hay không. Thế nhưng có lẽ tuyệt đối có thể bảo vệ linh hồn hắn. Mặt khác hắn còn có bất diệt huyền thể, trước kia cũng đã dược hỏa diễm màu vàng của tiểu long giải độc qua, có lẽ cũng không sợ huyết độc này. Huống chi cứ coi như hắn không có cách nào chống lại huyết độc, thế nhưng ít ra trên phương diện thời gian có thể kéo dài thêm một năm, cho nên Lục Lâm Thiên không cần suy nghĩ một chút nào. Không được, như vậy quá mạo hiểm, nếu như tới lúc đó chúng ta không có cách nào ra ngoài, người phải làm thế nào bây giờ? Bạch Linh lập tức phản đối. Ánh mắt kiên quyết không cho người khác cự tuyệt. Ta đã quyết định, chẳng lẽ ta cứ trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện sao? Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào mắt Bạch Linh, ánh mắt không cho nàng cự tuyệt. Bốn mắt nhìn thẳng, ai cũng không chịu nhường nửa bước. Lục Tâm Đồng nhìn hai người, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên. Một bên là Bạch Linh tỷ, một bên là ca ca nàng. Hai người này ai gặp chuyện không may nàng đều không muốn cả. Bốn mắt nhìn nhau. Ai cũng không muốn nhượng bộ, mãi một lúc lâu sau, Bạch Linh nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy kia, rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ. Nàng không có cách nào ngăn cản quyết định của hắn. Đến lúc này nàng mới thực sự cảm giác được hắn không giống như trước đây, không còn là một người thanh niên cần nàng bảo hộ. Mà bây giờ hắn đã đặt chân vào hàng ngũ bá chủ một phương, siêu cấp cường giả. Ta biết nàng lo lắng cho ta, bất quá ta làm như vậy tự có cân nhắc, nàng nghe ta một lần được không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên mềm nhũn, nhìn nữ tử trước mắt rồi nói. Được. Bạch Linh nhìn vào đôi mắt thâm thúy, vẻ ân cần cùng khẩn trương kia khiến cho nàng không tự chủ được mà gật đầu. Chính bản thân nàng cũng không biết vì sao mình lại nghe hắn. Giống như lời hắn nói đột nhiên có một loại ma lực khiến cho nàng không có cách nào cự tuyệt. Tâm Đồng, bắt đầu đi. Lục Lâm Thiên nhìn Lục Tâm Đồng rồi nói. Chuyện này không cần muội hỗ trợ, phương pháp tuy rằng có chút phức tạp. Thế nhưng muội cũng không giúp được nhiều. Lục Tâm Đồng đưa một khối ngọc giản cho Lục Lâm Thiên rồi nói. Đây là phương pháp di chuyển huyết độc, cùng phương pháp trên Thiên Độc Kinh có chút bất đồng, muội đã cải biến một chút, có lẽ sẽ không sai. Lục Lâm Thiên tiếp nhận ngọc giản, tâm thần rót vào. Trong ngọc giản có một đạo quang mang bắn vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên sau đó hóa thành một cỗ tin tức, đây chính là phương pháp di chuyển huyết độc. Từ trong tin tức Lục Lâm Thiên có thể biết được phương pháp di chuyển huyết độc. Thế nhưng hắn lại lập tức nhíu mày, sắc mặt có chút lúng túng. Phương pháp di chuyển huyết độc này cần hai người đồng thời ngâm mình trong một cái ao, sau đó đem máu tươi trong cơ thể đẩy ra, huyết độc mới bị thanh trừng. Người muốn chuyển huyết độc vào trong cơ thể phải đem máu tươi có huyết độc kéo vào trong cơ thể mình. Chung quy biện pháp có chút rườm rà thế nhưng cũng không phải quá khó khăn. Cuối cùng lại đem độc tố trong linh hồn chuyển đến bên trong linh hồn của bản thân là được. Thế nhưng quan trọng nhất chính là đem máu trong cơ thể trích ra, cho nên hai người phải đứng đối diện với nhau. Tâm Đồng, chính là biện pháp này sao? Lục Lâm Thiên hỏi Lục Tâm Đồng. Đúng vậy, phải là như vậy. Lục Tâm Đồng gật đầu xác nhận, khuôn mặt lập tức đỏ ửng. Ta biết rồi, muội lên tầng thứ hai tu luyện đi, mau chóng đột phá. Lục Lâm Thiên nói với Lục Tâm Đồng. Hừ, muội biết rồi, không quấy rầy chuyện của hai người.
Lục Tâm Đồng chu miệng lườm Lục Lâm Thiên. Tiểu nha đầu này. Tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động, trường bào run lên, lập tức đem Lục Tâm Đồng tới tầng thứ hai trong thiên trụ giới. Sao vậy, có vấn đề gì sao? Bạch Linh nói. Lục Lâm Thiên vuốt mũi mình, nói. Phương pháp gì rời huyết độc không có vấn đề lớn, thế nhưng lại có vấn đề nhỏ. Lục Lâm Thiên lập tức đem biện pháp di chuyển huyết độc nói với Bạch Linh một lần, kể cả việc hai người tiếp xúc thân thể. Sau khi Bạch Linh biết được cũng sững sờ, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo rồi cắn môi. Trên khuôn mặt động lòng người kia đỏ ửng, khẽ nói. Nếu như phải làm như vậy thì cứ làm đi. Được. Lục Lâm Thiên gật đầu, tâm thần khẽ động, hỏa long đỉnh xuất hiện trong người. Không có hồ nước cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng hỏa long đỉnh mà thôi. Siêu. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, thủy thuộc tính quy nát thân tràn ra, chân khí nương theo năng lượng thuộc tính thủy tạo thành nước trong hỏa long đỉnh. Hắn xoay người nói. Nàng đi vào trước đi. Ngươi không được nhìn lén. Bạch Linh khẽ nói, nhìn Lục Lâm Thiên đang xoay người, lúc này nàng mới nhớ tới việc mình phải cởi bỏ hết y phục trên người. Nghĩ tới đỏ khuôn mặt nàng đỏ tới mang tai, tim lặng lẽ đập nhanh hơn. Hít. Cố gắng hít sâu một hơi, Bạch Linh điều chỉnh tâm tình, hàm răng nhẹ nhàng cắn vào bờ môi đỏ mọng. Cánh tay dương lên, yêu nguyên chấn động, thân thể nhảy lên trên không trung, lăng không đứng thẳng. Mái tóc trên đầu tung bay giống như tiên tử, đường cong trên người hiện lên rõ mồn một, vô cùng hấp dẫn. Cái giày vải màu trắng rơi xuống đất, bàn chân trơn bóng hiện ra. Sau khi xoay tròn đủ một vòng, y phục trắng như tuyết trên người giống như lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống. Siêu. Cùng một lúc, thân thể giống như một đạo lưu quang màu trắng mang theo đường cong động lòng người nhảy vào trong hỏa long đỉnh. Tốt rồi, người có thể tiến vào. Bạch Linh khẽ nói, thân thể mềm mại đã chìm trong nước chỉ có khuôn mặt tinh xảo lộ ra. Gò má đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp như ngập nước. Lục Lâm Thiên xoay người lại, mắt nhìn y phục của Bạch Linh rơi trên mặt đất, nghĩ đến thân thể linh lung ở trong hỏa long đỉnh, trong lòng không tự chủ được mà có chút rung động. Đây là việc chính sự, Lục Lâm Thiên, người đừng xấu xa như vậy. Sau khi tự mắng bản thân một tiếng, chân khí trong người Lục Lâm Thiên tràn ra, thân thể nhảy lên không trung. Cánh tay vung lên, bộ y phục màu xanh trên người chậm rãi rơi xuống đất lộ ra thân thể cường tráng. Toàn thân trơn nhẵn xuất hiện trước mặt Bạch Linh. Ngươi, hạ lưu. Bạch Linh không kịp tránh đi, nhìn thấy thân thể trần trụi của Lục Lâm Thiên, cơ ngực cường tráng còn có vật đặc thù của nam nhân khiến cho nàng ngẩn ngơ. Khuôn mặt nóng rực, hai má đỏ ửng. Là nàng nhìn ta nào có hạ lưu a? Lục Lâm Thiên nói thầm một tiếng, lập tức nhảy vào trong hỏa long đỉnh. Đầu năm nay nam nhân nhìn trộm nữ nhân là hạ lưu, nam nhân bị nữ nhân xem thì cũng là nam nhân hạ lưu. Trung quy dù sao vẫn là nam nhân hạ lưu a. Trong hỏa long đỉnh vốn không rộng là bao, Lục Lâm Thiên tiến vào hỏa long đỉnh, hai người cơ hồ va chạm với nhau. Dưới ánh mắt soi mói của Lục Lâm Thiên, một thân thể mềm mại trắng nõn như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên. Không cho ngươi nhìn. Bạch Linh ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của Lục Lâm Thiên, trong lúc vô ý dùng hai tay bảo vệ lấy bộ ngực ngạo nghễ ở dưới nước. Thân thể khom lại, rụt lại thành một khối. Ngăn cản ánh mắt của Lục Lâm Thiên. Trên khuôn mặt động lòng người kia ửng đỏ tới tận mang tai. Thế nhưng cũng không thể cản được ánh mắt của Lục Lâm Thiên, bởi vì nước vô cùng trong cho nên thân thể mềm mại, uyển chuyển, lung linh, đám cỏ đen mơn mởn như ẩn như hiện giữa hai chân hiện lên, đôi chân thon dài trắng nõn càng làm toát lên một cỗ ý vị khó nói nên lời. Người còn nhìn. Bạch Linh khẽ gắt, khuôn mặt ửng đỏ không gì sánh được. Khuôn mặt này quá hoàn mỹ, ôn nhu ngập nước. Đôi mắt trong suốt kia chỉ cần nhìn vào một cái cũng khiến cho người ta không thể kìm chế mà hãm sâu vào bên trong. Đây là một loại yêu mị, phong tình vạn chủng khó có thể kháng cự. Hít. Thân thể hấp dẫn, động lòng người xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên khiến cho Lục Lâm Thiên cơ hồ không nhịn được. Cùng nữ tử như vậy ở trong một cái đỉnh, dưới loại trường hợp này mà có thể giữ được trạng thái tỉnh táo thì quả thực không phải là nam nhân. Cho nên Lục Lâm Thiên chỉ nhìn một lát thì lập tức có phản ứng. Dưới bụng có cảm giác khô nóng. Hạ lưu, vô sỉ. Lục Lâm Thiên thầm mắng bản thân mình một tiếng, cố gắng ngăn chặn cảm giác khô nóng trong thân thể, khẽ nói. Chúng ta bắt đầu đi. Nàng giữ vững tâm thần, tuy rằng không có nguy hiểm lớn, thế nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Được. Bạch Linh gật đầu, cũng thu hồi tâm tư.
vừa rồi bởi vì nàng cúi đầu cho nên thân thể trần trụi của Lục Lâm Thiên cũng hiện lên trong mắt của nàng. Mà ngay cả thứ đặc thù của nam nhân đang ngẩng đầu cũng bị nàng nhìn thấy. Trong đầu thầm nói không nhìn, thế nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn thêm vài lần. Tim đập giống như con nai nhảy loạn. Siêu! Hai người hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, thủ ấn trong tay đồng thời biến hóa. Một cỗ linh lực, yêu nguyên trên người tuôn ra, nước ở trong hỏa long đỉnh thức dần. Thủ ấn trong tay Bạch Linh đánh xuống, trên năm ngón tay phải có năm lỗ máu xuất hiện, năm dòng máu tươi chảy ra, trong máu mang theo màu đen, nhuộm đẫm mặt nước trong đỉnh thành màu đỏ. Phía trên làn da trắng nõn, trên lỗ chân lông đều có máu đen chảy ra. Đồng thời sắc mặt Bạch Linh cũng tái nhợt. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không nhẹ nhõm là bao, từng đạo thủ ấn không ngừng biến hóa. Di chuyển y huyết độc cần hai người đồng thời đem máu tươi trong cơ thể bước ra. Huyết độc không có cách nào thanh trừ, cho nên người muốn di chuyển huyết độc cần phải đem mau tươi chứa huyết độc trong người bước ra, sau đó chuyển tới cơ thể người nhận huyết độc. Trong hỏa long đỉnh, yêu nguyên, linh lực chấn động. Nước trong đỉnh đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ đen, một cỗ năng lượng quỷ dị chấn động, bao phủ trên thân thể hai người. Tâm thần hai người không có một chút tạp niệm nào, bắt đầu di chuyển huyết độc. Tuy rằng quá trình không khó khăn, thế nhưng lại phức tạp và rườm rà. Ngoài thạch thất, năng lượng chấn động, thân ảnh Huyền Vũ lần nữa xuất hiện bên ngoài. Tam đệ, Tiểu Long thế nào rồi? Có tin tức gì không? Thanh âm từ trong thạch thất vang lên. Còn chưa có, đã nhiều tháng trôi qua nó vẫn ở trong Huyền Vũ điện. Huyền Vũ chắp tay mà đứng, nói. Nhị ca, nếu như huynh lo lắng thì có thể tự mình chờ đợi. Nếu như huynh muốn đi ra ngoài thì đạo cấm chế này ở trước mặt huynh cũng không chịu nổi một kích. Người trong thạch thất im lặng một hồi, lại nói. Phụ thân có nói gì không? Cha không xuất hiện, đệ cũng không biết người đang suy nghĩ cái gì. Huyền Vũ nói. Nhị ca, huynh không nghĩ tới việc ra ngoài sao? Hiện tại bọn họ đang chờ ở bên ngoài mật địa truyền thừa. Một khi Tiểu Long đi ra sẽ cực kỳ phiền toái. Tam đệ, Tiểu Long giao cho đệ ta vô cùng yên tâm. Người trong thạch thất khẽ nói, trong thanh âm có chút bất đắc dĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba ngày sau đó, bên trong hỏa long đỉnh ở tầng thứ nhất thiên trụ giới, máu màu đen khiến cho mặt nước chấn động giống như đang lăn lộn. Một cỗ quang mang quỷ dị bao phủ không gian chung quanh, bên trong còn có một cỗ linh hồn lực chấn động. Trong mi tâm Lục Lâm Thiên lúc này có một đạo quang mang bắn vào trong mi tâm Bạch Linh. Trong đầu Bạch Linh, linh hồn lực của Lục Lâm Thiên một đường đi tới không gian trong đầu của Bạch Linh. Lúc này trong đầu Bạch Linh có một hư ảnh cửu vĩ yêu hồ xoay quanh, ở trong không gian trong đầu nàng có một đoàn khói đen khó có thể phát giác ra đang quanh quẩn. Không được chống cự, trước tiên ta sẽ đem huyết độc trong linh hồn nàng dẫn ra. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vang lên trong đầu Bạch Linh. Được. Hư ảnh cửu vĩ yêu hồ gật đầu nói. Tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động, khống chế linh hồn lực khuếch tán ra chung quanh, bao phủ thú hồn của Bạch Linh. Siêu siêu. Linh hồn Lục Lâm Thiên bao phủ thú hồn, đoàn khói đen kia lập tức lao về phía linh hồn Lục Lâm Thiên, dùng tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của Lục Lâm Thiên trực tiếp phóng vào trong đầu của hắn. Huyết độc này quả nhiên đủ độc. Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được thứ này chính là một loại độc tố với linh hồn, hay nói cách khác chính là một loại năng lượng quỷ dị với linh hồn. Loại năng lượng này xâm lấn linh hồn, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được linh hồn mình có cảm giác khô héo. Năng lượng quỷ dị này nhanh chóng thẩm thấu vào không gian trong đầu của Lục Lâm Thiên. Tốc độ nhanh chóng vô cùng, chỉ trong giây lát ngắn ngủi trực tiếp phóng vào trong óc Lục Lâm Thiên. Thế nhưng vào lúc này trên tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên, kim đao màu vàng lập tức nhảy ra. Một đạo quang mang màu vàng lan tràn ra chung quanh, năng lượng quỷ dị đối với linh hồn này trực tiếp bị hút vào trong kim đao màu vàng. Cỗ năng lượng quỷ dị kia lập tức chia lìa với linh hồn của Lục Lâm Thiên. Căn bản không thể phản kháng với kim đao màu vàng. Ông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.